Chương 157 kế hoạch có biến. Hằng Viễn mậu dịch, bản thân ở Ngân Châu bất quá là cái tam lưu xí nghiệp, nhưng thông qua lần trước tạc phía sau núi, thứ nhất nhảy trở thành Ngân Châu đứng đầu mậu dịch tập đoàn, tuy rằng hiện tại đường núi còn không có thành công đả thông, nhưng muốn cùng Hằng Viễn mậu dịch đạt thành hợp tác xí nghiệp, như cá giết qua sông. Bởi vì Tạc Sơn lớn mật ý tưởng, Hằng Viễn trở thành Ngân Châu mậu dịch ngành sản xuất long đầu, đó là sớm muộn gì sự tình. Trương Huyền muốn liên hệ người, là Hằng Viễn một người bộ môn giám đốc, phía trước Lâm Thị liền cùng tên này bộ môn giám đốc liên hệ quá, ước tới rồi hôm nay. Hằng Viễn mậu dịch công ty địa điểm, không bằng Lâm Thị như vậy huy hoàng bàng bạc, mà chỗ cũng không ở Ngân Châu CBD thương vòng, ba tầng cao thương vụ lâu, công nhân không nhiều lắm, mỗi người đều rất bận rộn. Mở rộng bộ giám đốc văn phòng chung, Trung Kỳ vẻ mặt khổ tương cho chính mình tỉ tỉ oán giật, nói nàng ở Lâm Thị tập đoàn gặp như thế nào bất công đãi ngộ, bị hai cái tiểu nhân ám hại, làm chính mình ném công tác. Đang nói đâu, Hằng Viễn trước đài điện thoại liền đánh tới văn phòng tới, nói Lâm Thị tập đoàn một cái tên là Trương Huyền nghiệp vụ viên tới. Trương Huyền. Vừa nghe tên này, Trung Kỳ tựa như bị người dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, một chút liền nhảy dựng lên. Tỷ, chính là người này, chính là hắn làm hại ta bị Lâm Thị khai trừ. Người nhất định đến giúp ta giáo huấn một chút hắn a. Yên tâm, Hằng Viễn mở rộng bộ giám đốc Lý Mỹ một chút gật đầu, nàng là Trung Kỳ biểu tỷ. Vẫn luôn cùng Trung Kỳ quan hệ cũng không tồi, người muốn cho ta như thế nào giáo huấn hắn. Tốt nhất làm hắn cũng bị khai trừ, Trung Kỳ hung tợn nói. Khai trừ, ta ngẫm lại, Lý Mỹ hơi trầm ngâm một chút, theo sau nói, hành, kia thù này, ta liền giúp người báo. Tỷ, ta liền biết người tốt nhất, ta ngày hôm qua tân đi mua hai cái bao, cảm thấy rất thích hợp ngươi, hôm nay cũng quên mang theo, ngày mai cho ngươi lấy tới. Lý Mỹ vẻ mặt thượng sinh ra ý động thần sắc, chúng ta chi gian không nói cái này, bao khi nào lấy tới đều được, ta đi trước giáo huấn tiểu tử này. Lý Mỹ một sửa sang lại một chút trên người trang phục, đi ra văn phòng. Trương Huyền ngồi ở Hằng Viễn lầu một phòng tiếp khách chờ, thực mau, liền thấy một người nhìn qua hơn 30 tuổi, khuôn mặt rảo hảo nữ nhân ngồi vào chính mình trước mặt. Người hảo, ta là Trương Huyền, Lâm Thị nghiệp vụ viên. Trương Huyền chủ động làm thanh tự giới thiệu. Lý Mỹ vừa lên hạ đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, bởi vì chính mình muội muội quan hệ, nàng nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, trong lòng liền phát lên một cổ chán ghét. Hợp tác hạng mục thư mang theo sao? Lý Mỹ một dựa vào phòng tiếp khách trên sofa, lấy ra di động, một bên chơi, một bên thất thần nói. Mang theo, Trương Huyền lấy ra hạng mục thư, bãi ở trước mặt trên bàn, lần này chúng ta Lâm Thị, là tính toán. Được rồi, Lý Mỹ một không kiên nhẫn phất phất tay. Ta chỉ hỏi ngươi mang, không làm ngươi nói khác, các ngươi Lâm Thị như thế nào làm đến, kêu ngươi như vậy một người tới cùng ta nối tiếp. Hạng mục thư phóng này, người đi thôi. Lý Mỹ vừa nói lời nói thời điểm, xem đều không xem Trương Huyền liếc mắt một cái, vẫn luôn ở kia chơi di động. Lý Mỹ một thái độ, Trương Huyền tự nhiên là xem ở trong mắt, về Hằng Viễn nhân vì gì có lớn như vậy ngạo khí, vì sao đối chính mình có lớn như vậy ý kiến, hắn cũng không rõ ràng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Liền nghe một trận tiêm tế huýt sáo tiếng vang lên, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, đứng dậy liền đi ra phòng tiếp khách. Trương Huyền này động tác, còn đem Lý Mỹ một nháo đến sửng sốt, nàng không nghĩ tới người này thật đúng là đi rồi. Hành, ngươi tính tình cực kỳ đi, cùng ta chơi nhiều bức đúng không? Ta làm ngươi chơi. Lý Mỹ một bát cái dãy số đi ra ngoài, uy, Tần Tổng, Lâm Thị người tới, là cái tân nhân, liền hạng mục thư đều nói không rõ, đối, ta nói người hai câu. Người còn không vui, ném cái mặt liền đi rồi, Tần Tổng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cùng Lâm Thị cao tầng câu thông một chút. Trương Huyền cũng không biết hắn đi rồi sau, Lý Mỹ một tá ra như vậy một chiếc điện thoại, bất quá liền tính đã biết hắn cũng sẽ không để ý. Theo tiếng còi, Trương Huyền đi vào Hằng Viễn mậu dịch công ty mặt sau, tại đây có vài gian kho để hàng hóa chuyên chở, tiếng còi, chính là từ kho để hàng hóa chuyên chở này vang lên. Đương Trương Huyền mới vừa đi đến này thời điểm. Vài đạo hắc ảnh dễ bề kho để hàng hóa chuyên chở bóng ma hạ lộ diệt, bọn họ mỗi người đều mang theo mặt quỷ răng nanh mặt nạ, nhìn qua âm khí dày đặc. Nói đi, chuyện gì đáng giá các ngươi thổi còi? Trương Huyền nhìn mấy người, mở miệng hỏi. Cho tới nay, Trương Huyền cùng người của hắn liên hệ phương thức có rất nhiều loại, này nói tiêm tế tiếng còi, đại biểu cho có chuyện khẩn cấp muốn hội báo. Lão đại, trạm canh gác là ta làm cho bọn họ thổi. Thân xuyên màu đen hưu nhàn phục bạch trì từ một bên đi ra, lão đại, Lưu Sa người đã tới rồi,
lần này cố ý làm Thứ Phong lộ ra dấu vết, đêm nay 10 giờ thời điểm, lưỡi dao sắc bén cùng Lưu Sa người, đều sẽ đi trước ngoại ô nhà xưởng bắt giữ Thứ Phong, hết thảy đều là dựa theo chúng ta kế hoạch hành sự, chỉ là... Chỉ là cái gì? Trương Huyền hỏi, có thể làm Bạch Trì chuyên môn tìm tới chính mình, liền không phải cái gì hảo giải quyết sự, nhưng Trương Huyền thật sự không nghĩ ra, liền lưỡi dao sắc bén cùng Lưu Sa những người đó, như thế nào có thể khó xử Bạch Trì. Chỉ là tẩu tử nàng buổi tối cũng sẽ đi theo lưỡi dao sắc bén hành động, đến lúc đó đánh lên tới, chỉ sợ tẩu tử sẽ có nguy hiểm a. Trương Huyền mày một chút liền nhíu lại, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này, Hàn Ôn Nhu sẽ đi theo lưỡi dao sắc bén người cùng nhau hành động. Tuy rằng Hàn Ôn Nhu có điểm vật lộn cùng bắt đáy, nhưng ở buổi tối cái loại này trình độ trong chiến đấu, nàng về điểm này vật lộn đáy, một chút dùng đều không có. Lão đại, người xem muốn hay không chúng ta buổi tối lộ diện, trực tiếp giải quyết Lưu Sa cùng lưỡi dao sắc bén người. Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, buổi tối sự ta sẽ xử lý, các ngươi tuyệt đối không thể động thủ, làm Thứ Phong đêm nay cũng không cần lộ diện, đều tan đi. Minh Bạch, Bạch Trì gật gật đầu, cùng mấy người thối lui đến bóng ma giữa. Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước cùng Hàn Ôn Nhu liên hệ một chút, ngăn cản nàng tham gia đêm nay hoạt động. Ở Trương Huyền ẩn nấp lúc sau, rất nhiều thế lực đều bắt đầu không an phận lên, lúc này đây, Trương Huyền tính toán mượn lưỡi dao sắc bén tay, làm Thứ Phong triển lãm một chút vũ lực, hảo cấp thế giới khắp nơi thế lực gõ gõ chuông cảnh báo, ai ngờ Thứ Phong một lộ diện, đem đảo quốc Lưu Sa thế lực người cũng hấp dẫn lại đây. Điểm này tuy rằng ra ngoài Trương Huyền dự kiến, nhưng cũng hảo xử lý, đến lúc đó chỉ cần thoáng dẫn chiến, Lưu Sa là có thể cùng lưỡi dao sắc bén đánh làm một đoàn, nhưng hắn thực sự không dự đoán được. Hàn Ôn Nhu sẽ tham dự tiến vào, này muốn đánh lên tới, Hàn Ôn Nhu chính là muốn thiệt thòi lớn. Loại trình độ này chiến đấu, cũng không phải là ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, kết quả là một thân thương đơn giản như vậy, đây là chân chính muốn mệnh chiến đấu. Trương Huyền liên tiếp cấp Hàn Ôn Nhu đánh vài cái điện thoại, đều nhắc nhở tắt máy, không có biện pháp, Trương Huyền chỉ có thể tự mình đi một chuyến cục cảnh sát, hỏi một tiếng, Hàn Ôn Nhu còn đang ở mở họp, Trương Huyền đơn giản liền ở cục cảnh sát cửa chờ. Cục cảnh sát phòng hội nghị nội, lưỡi dao sắc bén đệ tam tiểu đội đội trưởng Kim Hâm sắc mặt ngưng trọng, các vị, hôm nay nhiệm vụ, tất cả mọi người muốn nghiêm khắc bảo mật, không được để lộ chút nào. Chương 158 đi theo đi. Ngân Châu cục cảnh sát phòng họp chung, lưỡi dao sắc bén đệ tam tiểu đội đội trưởng Kim Hâm, cùng với hắn cộng sự Điền Nhụy, đang ở giảng thuật đêm nay hành động những việc cần chú ý. Đại gia muốn độ cao coi trọng, lần này địch nhân, không phải người thường, các ngươi đều là Ngân Châu cảnh đội tinh anh, tương lai, rất có khả năng tiếp xúc phương diện này địch nhân, lúc này đây, các ngươi coi như làm là học tập, ở bảo đảm các ngươi tự thân an toàn dưới tình huống, phối hợp bắt giữ, chân chính bắt giữ hành động, đem từ chúng ta tới hoàn thành. Từ giờ trở đi, mọi người di động tắt máy, tại hành động kết thúc trước, không chuẩn đối ngoại liên hệ, đều đối hạ thời gian, 8 giờ thời điểm, đúng giờ xuất phát. Cục cảnh sát cửa, Trương Huyền hung hăng duỗi người, hắn đã tại đây đãi mấy cái giờ, mắt thấy thời gian mau đến 8 giờ, này Hàn Ôn Nhu còn không ra. Trương Huyền biết một ít lưỡi dao sắc bén huấn luyện tân nhân phương pháp, ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, nếu đụng tới một ít tốt mầm, lưỡi dao sắc bén sẽ làm này đó tốt mầm phối hợp hành động. Hiện tại, hiển nhiên Hàn Ôn Nhu cũng bị lưỡi dao sắc bén nhìn trúng, cho nên mới sẽ tham dự đến nhiệm vụ này giữa tới. Hàn Ôn Nhu làm hình cảnh chi đội phó đội trưởng, cố tình còn vô pháp cự tuyệt. Bất quá, lưỡi dao sắc bén hoàn toàn không có phát hiện Lưu Sa thế lực bóng dáng, nếu biết được Lưu Sa người cũng tham dự tiến vào nói, lưỡi dao sắc bén tuyệt đối sẽ không mang theo một ít tân nhân tới học tập quan sát. Ở buổi tối 8:05 phần thời điểm, Trương Huyền cuối cùng chờ đến phòng họp tan họp. Thấy thân xuyên chế phục Hàn Ôn Nhu từ cục cảnh sát đại môn nội đi ra, cùng Hàn Ôn Nhu cùng nhau ra tới, còn có hơn 10 người, này hơn 10 người, mỗi người trên người đều mang theo một loại tàn nhẫn khí chất, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, vừa thấy liền không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Ở Trương Huyền nhìn đến Hàn Ôn Nhu thời điểm, Hàn Ôn Nhu cũng nhìn đến Trương Huyền, này liếc mắt một cái làm nàng sinh ra vui sướng, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ. Nên như thế nào thông chi Trương Huyền về lưỡi dao sắc bén phải đối phó Thứ Phong sự, kết quả hiện tại liền nhìn đến. Ngươi có thể nào tới? Hàn Ôn Nhu nhìn mắt Trương Huyền, hỏi. Ôn Nhu, hắn là ai? Một người thân xuyên cảnh phục thanh niên đi đến Hàn Ôn Nhu bên người, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Trương Huyền. Ngân Châu cục cảnh sát người, phía trước Trương Huyền đều gặp qua, hắn tự hỏi không có gặp qua tên này thanh niên,
xem đối phương đứng thẳng khi tùy thời có thể phát lực tư thế, Trương Huyền suy đoán, này hẳn là lưỡi dao sắc bén người. Ta kêu Trương Huyền, ôn nhu bạn trai, tới đón nàng tan tầm. Trương Huyền đi lên đi, lộ ra một cái mỉm cười. Bạn trai, tên này thanh niên trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ôn nhu, người như thế nào sẽ tìm như vậy một cái văn nhược người đương bạn trai. Ngày hôm qua vì hẹn hò, Trương Huyền chuyên môn quát dâu, hiện tại mỗi ngày đi làm cũng đều ăn mặc áo sơ mi Âu phục, nhìn qua thiếu phía trước kia phân tang thương, cho người ta một loại còn không thành thục cảm giác. Ôn nhu, xử lý một chút, đi ở Hàn Ôn Nhu phía trước Kim Hâm quay đầu lại nói một tiếng. Hàn Ôn Nhu đầu tiên là gật gật đầu, theo sau hướng Trương Huyền cười một chút, người đi về trước đi, hôm nay ta có chút việc. Hàn Ôn Nhu nói chuyện thời điểm, còn chiều Trương Huyền chớp vài cái đôi mắt. Người có gì sự a? Không phải nói tốt đêm nay cùng nhau ăn cơm sao, các người này cũng thật là, mở họp chạy đến hiện tại, đi rồi, ăn cơm đi. Trương Huyền không khỏi phân trần, đi lên liền bắt lấy Hàn Ôn Nhu thủ đoạn. Huynh đệ, đều nói có việc, người không nghe hiểu sao, tên kia cảnh phục thanh niên vẻ mặt khó chịu đem Trương Huyền tay chụp bay. Người ai a? Trương Huyền cũng khó chịu nhìn tên này thanh niên, ánh mắt quét đến thanh niên trước ngực, nơi đó treo thanh niên cảnh hào cùng tên, Đàm Ngọc Bình. Ta cùng ta bạn gái nói chuyện, quan ngươi chuyện gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Đàm Ngọc Bình cảnh cáo nói. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta nếu là không chú ý đâu. Ngươi đương cảnh sát còn có thể đánh ta có phải hay không? Tiểu tử, ngươi, Đàm Ngọc Bình trực tiếp giơ lên nắm tay, liền tưởng cấp Trương Huyền một cái giáo huấn. Được rồi, Kim Hâm quát chói tai một tiếng, Ngọc Bình, đem ngươi nắm tay cho ta buông. Giống cái gì? Là, đội trưởng, Đàm Ngọc Bình thấy Kim Hâm đều nói chuyện, bất đắc dĩ buông nắm tay, ánh mắt tàn nhẫn chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Kim Hâm đi đến Trương Huyền trước người, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cảnh đội đêm nay có cái quan hệ hữu nghị tụ hội, bằng không ngươi cùng ôn nhu ngày mai lại đi ước cái cơm chiều, thế nào? Không được, Trương Huyền quyết đoán lắc đầu, hôm nay ta cùng ôn nhu đều ước hảo, các ngươi cảnh đội quan hệ hữu nghị. Sao người khác đều không đi, đã kêu nhà của chúng ta ôn nhu đi. Ta vừa thấy tiểu tử này liền không phải gì thứ tốt, ta hôm nay không cho nàng đi. Trương Huyền nói, liền phải kéo Hàn Ôn Nhu rời đi. Tiểu huynh đệ, Kim Hâm duỗi ra tay, ngăn lại Trương Huyền, trên mặt lộ ra một tia không vui, hôm nay cảnh đội quan hệ hữu nghị, như vậy nhiều người đều ở, người như vậy cũng có chút quá mất hứng đi. Mất hứng, ta còn nói các ngươi quét ta hưng đâu. Trương Huyền bĩu môi. Tan tầm thời gian, còn có thể cưỡng bách nhà của chúng ta ôn nhu đi cùng các ngươi tham gia cái gì quan hệ hữu nghị. Đây là tư nhân thời gian đi. Điền Nhụy nhìn Trương Huyền, lôi kéo Kim Hâm ống tay áo, nhỏ giọng nói, bằng không, khiến cho ôn nhu nàng. Không được, Kim Hâm vẫy vẫy tay, đồng dạng nhỏ giọng nói, nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người cần thiết tham dự, không thể ra một chút sai lầm. Kia hiện tại làm sao bây giờ, xem ôn nhu này bạn trai thái độ. Người tổng không thể dùng sức mạnh đi. Điền Nhụy trợn trắng mắt. Kim Hâm nghĩ nghĩ, hướng Trương Huyền mở miệng nói, tiểu huynh đệ, như vậy, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng đi tham gia quan hệ hữu nghị hảo, như vậy vừa không chậm trễ ngươi cùng ôn nhu hẹn hò, cũng không chậm trễ chúng ta an bài, thế nào? Đội trưởng, cái này sao được? Đàm Ngọc Bình trực tiếp mở miệng, tiểu tử này hắn. Không có việc gì, trong lòng ta hiểu rõ. Kim Hâm duỗi tay đánh gãy Đàm Ngọc Bình nói. Nhìn về phía Trương Huyền, tiểu huynh đệ, người cảm thấy ta cái này an bài thế nào? Trương Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, như vậy cũng đúng. Hàn Ôn Nhu sắc mặt cổ quái nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, mang theo hắn hành động, đi bắt thủ hạ của hắn. Này cũng có chút quá hí kịch tính đi. Đối với Trương Huyền vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì một hai phải mang chính mình đi, Hàn Ôn Nhu trong lòng có tất cả nghi hoặc, nhưng hiện tại lại không có biện pháp hỏi ra tới. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu ngồi trên một chiếc Honda Accord, cái kia tên là Đàm Ngọc Bình thanh niên ngồi ở trên ghế phụ, ánh mắt thường thường về phía sau tòa ngó liếc mắt một cái, lộ ra một cổ hàn ý. Chiếc xe chậm rãi chiều ngoại ô thành phố khai đi. Trương Huyền ngồi ở bên trong xe, nhìn chung quanh, vẻ mặt tò mò, các người đây là muốn đi vùng ngoại thành quan hệ hữu nghị a? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại xuống xe hảo, miễn cho từ từ đái trong quần. Ngồi ở ghế phụ Đàm Ngọc Bình khinh thường nói. Thiết, Trương Huyền chu chu môi, cái gì quan hệ hữu nghị, còn có thể sợ tới mức ta đái trong quần.
đi trước ngoại ô đoàn xe, tổng cộng có 7 chiếc xe, đem đầu kia chiếc thượng, Điền Nhụy hỏi Kim Hâm, mang một cái dâu ria người đi, thật sự không thành vấn đề sao. Yên tâm, lần này chúng ta xuất động tam đội người, bắt lấy một cái thứ phong vẫn là không có vấn đề, làm kia tiểu tử ở bên cạnh nhìn là được, nhiệm vụ kết thúc, hắn có biết hay không cũng đều không sao cả. Chương 159 cách xa nàng điểm. Tổng cộng 7 chiếc Honda Accord, xử đến ngoại ô. Mọi người đều từ trên xe xuống dưới, đem xe ẩn nấp hảo. Ta nói, các ngươi này quan hệ hữu nghị địa phương cũng có chút quá nghèo kiết hủ lậu đi. Trương Huyền bĩu môi, nhìn trước mắt phứt bỏ nhà xưởng, muốn ta nói còn tụ cái gì a? Mọi người đều tan đi, chờ ngày mai ta thỉnh các ngươi đi Tân Khải khách sạn, bãi một bàn lớn, thế nào? Tiểu huynh đệ, chúng ta cảnh sát quan hệ hữu nghị đâu, cùng ngươi trong tưởng tượng quan hệ hữu nghị khả năng có điểm không giống nhau, không phải uống rượu ca hát, cho nên sao? Người khả năng cảm giác địa phương keo kiệt điểm, nhưng thắng ở đủ rộng mở a. Kim Hâm ha hả cười nói, phất phất tay, bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Ở tới phía trước, bọn họ đã ở hội nghị thượng bố trí tác chiến kế hoạch, bao gồm cái này vứt bỏ nhà xưởng bản đồ địa hình, bọn họ cũng đã sớm sở đến rõ ràng, hiện tại căn bản không cần nói thêm cái gì, một đám đều ngay ngắn trật tự. Hiện tại thời gian là 8:40, dựa theo bình thường lưu trình tới đi, ở 1 giờ sau thứ phong sẽ đến này. Tiến hành một cọc có lẽ có giao dịch, theo sau cùng lưỡi dao sắc bén phát sinh xung đột, triển lãm vũ lực, gõ các thế lực lớn. Nhưng hiện tại, lưu trình đã trở nên không bình thường. Trương Huyền tò mò hỏi Kim Hâm, không uống rượu ca hát, kia tính cái gì quan hệ hữu nghị sao, nói các người cảnh sát quan hệ hữu nghị đều là làm gì. Đương nhiên là so quyền cước, Kim Hâm dơ lên chính mình nắm tay, tiểu huynh đệ, từ từ mặc kệ thế nào, người đợi cho một bên nhìn là được. So công phu a, Trương Huyền trước mắt sáng ngời, ta cũng sẽ công phu, từ từ có thể cho ta lên sân khấu sao? Làm ngươi lên sân khấu, tiểu tử, ngươi là tưởng chịu chết đi. Đàm Ngọc Bình cười nhạo một tiếng, không cần như vậy tự tin tràn đầy nói chính mình biết công phu, nói ra đi cũng là mất mặt. Ta thật biết công phu, Trương Huyền dương nắm tay, nhưng hắn này thân tây trang dày ra bộ dáng, thật sự làm người khó mà tin được hắn biết công phu chuyện này. Được rồi. Thiếu tại đây cấp lão tử vô nghĩa, Đàm Ngọc Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ngươi có phải hay không cảm thấy lão tử tính tình hảo? Vẫn là lão tử không dám đánh ngươi, ta cảnh cáo ngươi, còn dám vô nghĩa một câu, đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí, còn có, về sau ly ôn nhu xa một chút, ngươi loại này mặt hàng, căn bản không xứng với nàng. Đàm Ngọc Bình cho chính mình điểm một cây yên, đem sương khói chậm rãi phun ra, phun đến Trương Huyền trên mặt. Đàm Ngọc Bình trong mắt mang theo miệt thị, xem Trương Huyền thời điểm, phảng phất đang xem một con kiến giống nhau. Ngọc Bình, tới bên này, một người hô một tiếng, đem Đàm Ngọc Bình kêu đi rồi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, buông lỏng ra vừa mới siết chặt nắm tay. Kiêu ngạo Đàm Ngọc Bình không biết, hắn vừa mới chỉ cần vãn đi 1 giây, tuyệt đối sẽ bị phế bỏ tứ chi. Mọi người đều bắt đầu vội lúc sau, Hàn Ôn Nhu rốt cuộc có cơ hội cùng Trương Huyền đơn độc nói chuyện. Hàn Ôn Nhu đem Trương Huyền kéo đến một cái chỗ ngoặt, thấp giọng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, sao ngươi lại tới đây? Tới cứu ngươi a, các ngươi những người này, liền tưởng đối thứ phong động thủ. Trương Huyền nhìn lướt qua nhà xưởng nội mai phục người, trong mắt mang theo khinh thường. Ngươi đều biết, Hàn Ôn Nhu trừng lớn đôi mắt, đối thứ phong động thủ tin tức này, ngay cả nàng cũng là ở hôm nay mở họp thời điểm mới biết được, Trương Huyền lại là như thế nào biết được. Đoán đều có thể đoán được. Lưỡi dao sắc bén nhiều người như vậy tới, mục đích còn không phải là thứ phong sao, ta làm thứ phong lộ ra một ít hành tung, lưỡi dao sắc bén người hôm nay không động thủ mới là lạ đâu, việc này ngươi như thế nào cũng tham dự. Trương Huyền khó hiểu hỏi. Không có biện pháp, sư phụ ta thay ta báo danh, hắn còn muốn cho ta năm nay đi tham gia lưỡi dao sắc bén khảo hạch đâu. Hàn Ôn Nhu thở dài, nàng hiện tại, một thân phận là hắc bang lão đại, một thân phận khác là hình trinh phó đội trưởng. Mâu thuẫn không thể lại mâu thuẫn. Cái kia kêu Đàm Ngọc Bình chính là ai a? Trương Huyền nhìn mắt nhà xưởng kia đầu. Lưỡi dao sắc bén người, hôm trước mới đến Ngân Châu Thị, 2 ngày này vẫn luôn quấn lấy ta, quẳng cũng quẳng không ra. Hàn Ôn Nhu đôi tay ôm ở trước ngực, hướng Trương Huyền hừ một tiếng, ngươi hỏi cái này làm gì, cùng ngươi có quan hệ gì? Thật đúng là đem ngươi coi như ta bạn trai. Ta bản thân còn không phải là ngươi bạn trai sao? Hàn Ôn Nhu đem đầu uốn éo, đúng không? Ngươi một cái có lão bà người, còn tìm bạn gái. Cái này,
Trương Huyền cười gượng hai tiếng, hai ta xong việc mặt chậm rãi nói, dù sao cái này Đàm Ngọc Bình, người không được lại cùng hắn tiếp xúc. Hàn Ôn Nhu một phen đẩy ở Trương Huyền ngực, họ Trương, người quản cũng quá rộng đi. Ta cùng ai tiếp xúc, đó là ta chính mình sự, người muốn thật muốn quản ta, liền đi ly hôn, chỉ cần ngươi họ Trương đem hôn ly, ngươi nói gì là gì, ngươi một câu, lão nương lột này thân cảnh phục, mỗi ngày ở nhà cho ngươi giặt quần áo nấu cơm đều được. Trương Huyền cười nịnh một chút, không nói gì. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, vài phút sau, Hàn Ôn Nhu dẫn đầu mở miệng. Ngươi mới vừa nói đến cứu ta là có ý tứ gì, chẳng lẽ, Thứ Phong hôm nay sẽ đại khai sát giới? Hàn Ôn Nhu nhíu nhíu mày, thượng một lần ở bóng đêm quán ba, Thứ Phong giết những người đó, cũng đều không phải cái gì thứ tốt, cơ hồ mỗi người trên người đều bối mạng người, ngày thường làm hạ tiện sự cũng không ít, ở cái loại này dưới tình huống, Thứ Phong hạ sát thủ, Hàn Ôn Nhu cũng không nhiều lắm cảm giác. Nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay tới, là một đám chấp pháp giả, nếu Thứ Phong đối này đó chấp pháp giả xuống tay, Hàn Ôn Nhu hoàn toàn không thể tiếp thu. Thứ Phong hôm nay sẽ không xuất hiện. Trương Huyền nhìn lướt qua nhà xưởng, lôi kéo Hàn Ôn Nhu cánh tay, chiều một cái ẩn nấp chỗ ngoặt đi đến, có mặt khác một đám thế lực sẽ xuất hiện, đến lúc đó lưỡi dao sắc bén khẳng định sẽ cùng kia hỏa thế lực đánh lên tới, người đãi tại đây, thực dễ dàng bị thương. Mặt khác một đám thế lực, Hàn Ôn Nhu mắt mang nghi hoặc. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, lần trước gặp qua bốn cực môn, người hẳn là biết về cổ võ một ít tin tức, chờ người thông qua lưỡi dao sắc bén khảo hạch sau. Cũng sẽ tiếp xúc một ít hắc ám ngầm thế lực, mấy thứ này, đều là có chặt chẽ liên hệ, người sớm một chút tiếp xúc, cũng không chỗ hỏng. Hắc ám ngầm thế lực, đều là cùng loại với bốn cực môn như vậy luyện cổ võ người sao. Hàn Ôn Nhu trong mắt bính ra nồng hậu hứng thú. Trương Huyền suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, cũng không phải, chẳng qua, sẽ có một ít cổ võ môn phái hướng ngầm thế lực chuyển vận nhân tài mà thôi, có chút người là phi thường lợi hại. Ngươi cho ta nói một chút. Hàn Ôn Nhu ánh mắt sáng lên nhìn Trương Huyền, nàng như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Kỳ thật, loại này ngầm thế lực, là rất nhiều quốc gia đều cam chịu tồn tại, bọn họ khả năng liền ở cạnh ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi, tỉ như Hắc Lôi, cái kia Hắc Hồng bên người, liền có vài tên luyện cổ võ, kể từ đó nói, Hắc Lôi miễn cưỡng xem như ngầm thế lực một loại, đường Hắc Lôi từ các phương diện lại làm đại điểm, hắn là có thể bước lên với ngầm thế lực, nhưng cũng chỉ là thấp nhất cấp cái loại này. Hắc Lôi cũng chỉ là thấp nhất cấp, kia chính là Ninh tỉnh xã đoàn Long Đầu A. Ta là nói, Hắc Lôi từ các phương diện lại làm lớn một chút, mới có thể bước lên thấp nhất cấp, hiện tại Hắc Lôi, chỉ có thể miễn cưỡng xem như ngầm thế lực một loại. Kia cao cấp đâu, Hàn Ôn Nhu gấp không chờ nổi hỏi. Ân, lưỡi dao sắc bén xem như cao cấp đi. Chương 160 lưu xa. Lưỡi dao sắc bén tính cao cấp. Trương Huyền nói, làm Hàn Ôn Nhu có chút hồi bất quá kính tới. Lưỡi dao sắc bén là phía chính phủ tổ chức, như thế nào có thể xem như hắc ám ngầm thế lực? Trương Huyền xem Hàn Ôn Nhu biểu tình, hơi hơi mỉm cười, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, hắc ám ngầm thế lực, không đơn thuần chỉ chính là ác thế lực, mà là giấu ở trong bóng đêm, không bị người thường biết đến thế lực. Hàn Ôn Nhu như suy tư gì gật gật đầu, lại hỏi Trương Huyền, vậy còn ngươi? Ngươi hẳn là cũng coi như đi. Ta, Trương Huyền duỗi tay chỉ hạ chính mình, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Liền nghe một trận trầm thấp tiếng kinh hô vang lên. Đều chuẩn bị, tới. Này nói trầm thấp tiếng kinh hô, đánh gãy Trương Huyền nói, hắn vội vàng lôi kéo Hàn Ôn Nhu tránh ở một góc chung, toàn bộ nhà xưởng, trong nháy mắt này yên tĩnh vô cùng. Một trận dày đặc tiếng bước chân ở nhà xưởng bên ngoài vang lên, lắng nghe dưới, tuyệt đối không dưới 20 người. Kim Hâm Hòa Điền Ngụy trốn tránh địa phương, có thể chính diện nhìn đến nhà xưởng nhập khẩu. Đương nhìn đến bên ngoài đi vào tới đệ nhất nhân khi, Kim Hâm sắc mặt biến đổi. Lưu Sa người. Điền Nhụy cực kỳ rất nhỏ thanh âm vang ở Kim Hâm bên tai, Lưu Sa người như thế nào sẽ đến? Kim Hâm lắc lắc đầu, trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, bọn họ bên này, chỉ có hơn 10 người, trong đó còn có vài tên tân nhân, mà Lưu Sa bên kia, tới hơn 20 người, thật muốn phát sinh cái gì xung đột, Kim Hâm đám người là sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng những cái đó cảnh đội tân nhân đã có thể tao ương. Làm lưỡi dao sắc bén đệ tam phân đội đội trưởng, Kim Hâm biết rõ thế giới các đại địa hạ thế lực, đối với Lưu Sa người, hắn biết rõ, những người này, cũng không phải là thiện nam tín nữ hạng người. Lưu Sa người đã đến sau, cho nhau chi gian không có giao lưu, tất cả đều mọi nơi quan sát đến nhà xưởng, sau đó từng người lựa chọn vị trí, tiến hành ẩn nấp,
những người này mục tiêu cũng là sắp đã đến Thứ Phong. Nhà xưởng không lớn, có thể làm người trốn tránh địa phương vốn là không nhiều lắm, mặc kệ là lưỡi dao sắc bén vẫn là lưu sa người, đều có phong phú ẩn nấp kinh nghiệm, liền trốn tránh địa phương, lựa chọn cũng phi thường nhất trí. Nhìn lưu sa những người này động tác, Điền Nhụy trên mặt lộ ra một tia nôn nóng, làm sao bây giờ? Không thể đợi, Kim Hâm sắc mặt quả quyết, không thể làm những cái đó tân nhân đã chịu thương tổn, ra. Kim Hâm này ra tự rơi xuống, Điền Nhụy tiện lợi trước sông ra ngoài, nàng ngày thường nhìn qua hào hoa phong nhã, lúc này lại như là một con mạnh mẽ liệp báo, tốc độ cực nhanh, từ trong bóng đêm xuất hiện. Lưu Sa người hiển nhiên còn không có ý thức được cái này nhà xưởng còn có những người khác tồn tại, đường Điền Nhụy xuất hiện nháy mắt, những cái đó mọi nơi tìm kiếm ẩn nấp địa điểm người, tất cả đều dừng lại động tác, đem ánh mắt phóng tới Điền Nhụy trên người. Tại đây đồng thời, lưỡi dao sắc bén còn lại người cũng sôi nổi từ chỗ tối hiện thân, hai bên người phân bố ở nhà xưởng các góc, lập tức liền hình thành rằng co thế cục. Hiện tại thời gian, là buổi tối 9 giờ rưỡi, bầu trời đêm tản mát ra mỏng manh ánh sáng, mặc kệ là lưỡi dao sắc bén người, vẫn là lưu sa người, trên mặt đều có chút ngưng trọng. Này đột nhiên nhiều ra một cổ thế lực, đối ai tới nói đều là ngoài ý liệu. Lưu sa người, các ngươi lớn như vậy tứ tiến vào ta Hoa Hạ lãnh thổ, hẳn là không phù hợp quy củ đi. Kim Hâm từ trước ngực túi trung rút ra một trương giấy chứng nhận. Lưu sa dẫn đầu người là một người dáng người thấp bé nam nhân, bọn họ mỗi người đều mang theo mặt nạ bảo hộ, thấy không rõ diện mạo, ánh mắt giống như rắn độc âm ngoan. Ở nhìn đến Kim Hâm giấy chứng nhận sau, Lưu sa dẫn đầu người phát ra một tiếng cười lạnh, quy củ. Thế giới ngầm quy củ, có người tới chế định, không tới phiên các ngươi lưỡi dao sắc bén. Các ngươi lưỡi dao sắc bén, khi nào cùng Thứ Phong cái loại này sát thủ bắt đầu hợp tác rồi. Nói chuyện chú ý điểm. Kim Hâm phát ra một tiếng quát chói tai, lưỡi dao sắc bén danh dự, không cho phép bất luận kẻ nào tới chửi bới. Đừng nói nhảm nữa, Thứ Phong giết chúng ta lãnh tụ, làm chúng ta Lưu Sa hổ thẹn, ta tất yếu đem nàng đầu, cao quải đến chúng ta cờ xí thượng, rửa sạch thế nhân đối chúng ta Lưu Sa vũ nhục, các ngươi lưỡi dao sắc bén, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Thấp bé nam nhân bước chân hơi hơi chìa thoái phía sau, một tay đặt ở bên hông, làm ra một cái dục muốn rút đao tư thế. Dấu ở âm thầm Trương Huyền đối Hàn Ôn Nhu giải thích nói, Lưu Sa là đảo quốc ngầm tổ chức, bọn họ sở sử dụng võ đạo, cũng cùng loại với rút đao thuật vật như vậy, loại này rút đao tư thế, chính là bọn họ phải làm chiến đấu chuẩn bị. Đối với Trương Huyền theo như lời đồ vật, Hàn Ôn Nhu đều nghiêm túc nghe, nếu về sau thật sự vào lưỡi dao sắc bén, nàng khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc này đó. Hàn Ôn Nhu lại sinh ra một cái nghi hoặc, hỏi Trương Huyền, kia bọn họ chiến đấu dùng cái gì? Trên người cũng không có đao linh tinh a. Trừ phi một ít chuyên môn ngầm thế lực tranh đấu, giống nhau loại tình huống này, bọn họ tùy thân mang theo vũ khí đều là liền huề, tỉ như gấp đao có thể giấu ở cổ tay áo, nhuyễn kiếm có thể giấu ở trên eo, muôn hình muôn vẻ đều có, về sau ngươi thấy được nhiều sẽ biết. Lưu Sa đánh thắng được lưỡi dao sắc bén sao? Đánh không lại, Trương Huyền lắc lắc đầu, nhưng có thể giết chết các ngươi, nhìn đến Lưu Sa đứng ở mặt sau cùng ba người kia sao? Bọn họ vành tai lớn hơn thường nhân, Lưu Sa có một loại chuyên môn huấn luyện thính lực phương pháp, đây là bọn họ huấn luyện sau tiêu chí, này ba người vẫn luôn đang nghe nhà xưởng nội động tĩnh, nhà xưởng nội ẩn giấu bao nhiêu người, bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Hàn Ôn Nhu há to miệng, mấy thứ này, thật đúng là vượt qua nàng nhận chi. Thấy Lưu Sa dẫn đầu người nọ bày ra rút đao tư thế, Kim Hâm hừ lạnh một tiếng, như thế nào, các ngươi Lưu Sa, còn tính toán ở Hoa Hạ. Cùng chúng ta lưỡi dao sắc bén động thủ. Ta nói, chúng ta mục đích là Thứ Phong, cùng các ngươi lưỡi dao sắc bén không quan hệ, các ngươi nếu không có muốn nhúng tay chuyện này nói, chúng ta Lưu Sa tôn nghiêm, cũng phi mỗi người đều nhưng dẫm đạp. Đàm Ngọc Bình vượt trước một bước, khinh thường nói, chê cười. Các ngươi Lưu Sa thủ lĩnh bị một nữ nhân chém giết, thật muốn không thông, các ngươi Lưu Sa, còn có cái gì tôn nghiêm nhưng nói. Ở Đàm Ngọc Bình thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trương Huyền liền ở Hàn Ôn Nhu bên tai thở dài. Xong rồi. Làm sao vậy? Hàn Ôn Nhu xem Trương Huyền này thở dài bộ dáng, trong lòng theo bản năng căng thẳng. Đào quốc người, nhất coi trọng cái gọi là tôn nghiêm cùng võ sĩ đạo tinh thần, cái này Đàm Ngọc Bình nói, cũng đủ làm cho bọn họ điên cuồng, nguyên bản các ngươi cái kia đội trưởng chỉ là ở thử lưu sa người, hiện tại này một trận, cần thiết muốn đánh. Kim Hâm cũng ở Đàm Ngọc Bình nói xong câu nói kia thời điểm. Trong lòng hô to một tiếng không xong, hắn là không sợ Lưu Sa người, nhưng còn có vài tên cảnh đội tân nhân đâu.
Quả nhiên, Lưu Sa dẫn đầu người nọ bị Đàm Ngọc Bình lời này chọc giận. Bát ca, chết! Liền thấy một đạo hàn mang lập lòe, Lưu Sa dẫn đầu người nọ một tay múa may gian, một phen chiết đao bị hắn lấy ra, thân đao có 40 cm, không dài không ngắn, linh hoạt hay thay đổi. Cùng thời khắc đó, Lưu Sa còn lại người, cũng sôi nổi lấy ra binh khí. Kim Hâm sắc mặt ngưng trọng, quát chói tai mở miệng, Lưu Sa, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, thật muốn ở Hoa Hạ, cùng chúng ta lưỡi dao sắc bén động thủ. Phũ nhục Lưu Sa danh dự giả, chết. Lưu Sa dẫn đầu người nọ ánh mắt giống như rắn độc giống nhau âm ngoan, nhìn chằm chằm Đàm Ngọc Bình. Chương 161, không địch lại. Ở Lưu Sa dẫn đầu người nọ dưới ánh mắt, Đàm Ngọc Bình theo bản năng lui về phía sau vài bước, liền ở vừa mới, hắn cảm giác chính mình như là bị một loại không chết không ngừng độc vật theo dõi giống nhau. Trên thực tế, đương có ai vũ nhục Lưu Sa danh dự, Lưu Sa người, đích xác không chết không ngừng. Chiến đấu, cũng là chạm vào là nổ ngay. Động thủ, Kim Hâm hô to một tiếng, múa may song quyền, chiều Lưu Sa dẫn đầu nam tử nghênh đi. Bọn họ đánh nhau, không giống như là phim truyền hình trung võ lâm cao thủ như vậy hoa lệ, nhưng cùng điện ảnh đánh võ trường hợp cũng không sai biệt mấy, hơn nữa càng thêm huyết tinh, mặc kệ là lưỡi dao sắc bén, vẫn là Lưu Sa, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú tay già đời, động khởi tay tới không có một chút lưu tình. Vẫn luôn đứng ở Lưu Sa đội ngũ cuối cùng, Trường Đại vành tai ba người, phân biệt đem ánh mắt nhìn về phía ba phương hướng, từng người tìm kiếm, bọn họ xem, đều là trốn tránh đang âm thầm tân nhân. Này đó cảnh đội theo tới tân nhân, trừ bỏ Hàn Ôn Nhu bên ngoài, có ai gặp qua trường hợp như vậy, đều bị sợ tới mức không nhẹ, đương nhìn đến Lưu Sa người tìm tới sau, hoàn toàn không có một chút muốn phản kháng ý tứ, thân mình một thoáng liền muốn chạy trốn. Kim Hâm tránh thoát Lưu Sa dẫn đầu người nọ một đao, hô to một tiếng, Điền Nhụy, đi bảo hộ tân nhân. Hảo, Điền Nhụy gật gật đầu, không có chần chờ, một chân đá văng chính mình trước người người, chiều phía sau chạy tới. Lần này cảnh đội đi theo lưỡi dao sắc bén tới, hơn nữa Hàn Ôn Nhu ở bên trong, cùng sở hữu ba người, phân biệt tránh ở ba cái địa phương, trong đó hai người, đã bị đuổi theo chạy trốn, chỉ có Hàn Ôn Nhu, còn đãi tại chỗ, không có lộn xộn. Lưu Sa kia đại vành tai người, lộ ở trong không khí đôi mắt mang theo một mặt dữ tợn, chiều Hàn Ôn Nhu nơi góc trung duỗi tay chộp tới, ở hắn duỗi tay đi ra ngoài sau một giây, kia dữ tợn ánh mắt nháy mắt biến mất, biến thành một mặt khủng hoảng. Hắn cực lực muốn đem tay rút ra, lại căn bản làm không được, theo sau, liền thấy một cái thủ đao thật mạnh chém vào trên cổ hắn, làm hắn mắt nhắm lại, hướng phía trước tải đi. Hàn Ôn Nhu ngơ ngác nhìn trước mắt, liền ở vừa mới, nàng cơ hồ cũng chưa thấy rõ Trương Huyền là như thế nào ra tay, liền hạn chế ở đối phương chộp tới tay, làm đối phương căn bản không thể động đậy. Thực lực nghiền áp, hoàn toàn toàn thực lực nghiền áp, trước mắt một màn này, làm Hàn Ôn Nhu có chút muốn hoan hô ra tới xúc động. Đây là chính mình nam nhân, vô luận rất mạnh địch nhân, ở trước mặt hắn, vĩnh viễn đều là như vậy bất kham một kích. Nơi này phát sinh hết thảy, cũng không có người chú ý tới. Đi, ta trước mang ngươi đi ra ngoài, Trương Huyền giữ chặt Hàn Ôn Nhu cánh tay, cũng không tưởng trộn lẫn đến nơi đây tới. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, nàng không phải chết cân não, biết như vậy chiến đấu không phải chính mình có thể tham dự, đi theo Trương Huyền phía sau, chiều nhà xưởng ngoại sờ soạng. Nhà xưởng thực hắc, chiến đấu cũng thực kịch liệt, một ít người đánh hung mãnh, căn bản là không chú ý tới Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu hai người, nhưng thật ra có Lưu Sa người thấy hai người bọn họ, chiều hai người bọn họ đã đi tới, đều bị Trương Huyền một tay nhẹ nhàng giải quyết. Mắt thấy tới rồi nhà xưởng cửa, Trương Huyền lộ ra ý cười, này lưỡi dao sắc bén cùng Lưu Sa chi gian sự, hắn một chút đều không nghĩ trộn lẫn, lần này tới chỉ là không nghĩ làm Hàn Ôn Nhu đã chịu thương tổn mà thôi. Không đợi Trương Huyền tới kịp mở ra phong bế nhà xưởng môn, đại môn đã bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, ở nhà xưởng bên ngoài, lại xuất hiện hơn 20 nhân vật nổi tiếng sang người, chiều nhà xưởng nội vọt vào. Bản thân, lưỡi dao sắc bén ở nhân số thượng liền không có gì ưu thế, hiện tại Lưu Sa lại tới nhiều người như vậy, lưỡi dao sắc bén có thể nói hoàn toàn dừng ở hạ phong. Đinh, không đánh, Kim Hâm hét lớn một tiếng, trên người hắn chế phục, đã bị cắt ra vô số thật nhỏ khẩu tử. Máu tươi từ này đó miệng nhỏ trung lan tràn ra tới, liền ở vừa mới, hắn vì cấp Điền Nhụy tranh thủ thời gian, một người đối mặt Lưu Sa bốn gã cao thủ, hoàn toàn ở vào hạ phong. Ở Kim Hâm này một tiếng giống to hạ, hai bên đều ăn ý dừng tay, ai đều biết, lại đánh tiếp, đều chiếm không được hảo. Lưỡi dao sắc bén không cần phải nói,
ở nhân số xa thiếu với đối phương dưới tình huống, còn phải bảo vệ ba gã tân nhân, căn bản làm không được. Mà Lưu Sa, tuy rằng bọn họ lần này có thể đánh thắng, nhưng ai cũng chưa nắm chắc có thể toàn tiêm lưỡi dao sắc bén người, chỉ cần chạy đi một cái, bọn họ những người này, cũng đừng nghĩ ra hoa hạ. Lưu Sa, các ngươi thật sự quyết định cùng chúng ta không chết không ngừng sao? Kim Hâm che lại chính mình cánh tay trái, nơi đó bị thương nặng nhất, bị hung hăng chém một đao. Chúng ta Lưu Sa người, chưa bao giờ là người nhu nhược, các ngươi vũ nhục chúng ta tôn nghiêm, liền phải thừa nhận chúng ta lửa giận. Lưu Sa dẫn đầu người nọ nhìn chằm chằm vào Đàm Ngọc Bình. Hiện tại Đàm Ngọc Bình đã thấy rõ trước mắt thế cục, một câu cũng không dám nói, lâm vào trầm mặc, sắc mặt một trận thanh hồng, cảm thấy nan kham mất mặt. Trương Huyền lôi kéo Hàn Ôn Nhu đứng ở lưỡi dao sắc bén mọi người phía sau. Bị Lưu Sa dẫn đầu người nhìn chằm chằm Đàm Ngọc Bình giống như tìm được rồi phát tiết điểm giống nhau, nhìn Trương Huyền, nhát như chuột, liền biết chạy. Trương Huyền trực tiếp mở miệng dỗi trở về, chạy sao? Ngươi không chạy tiếp tục đi đánh a? Tiểu tử, ngươi không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Đàm Ngọc Bình hung tợn trừng mắt Trương Huyền, liền ở vừa mới, hắn bị người đánh đến nghẹn khuất, trên mặt, trên người, ăn không ít quyền cước, một đoàn lửa giận liền ở trong lòng thiêu đốt, tùy thời tùy khắc đều khả năng bùng nổ, lưỡi dao sắc bén người hắn đánh không lại, nhưng hiện tại cái này người ngoài, hắn vẫn là không để bụng. Đàm Ngọc Bình kiêu ngạo bộ dáng đậu đến Trương Huyền một nhạc, ta nói, ngươi vừa mới hướng nhân gia kêu rất hoan, như thế nào, đánh không lại liền đem tức giận phát tiết đến ta trên người tới. Tiểu tử, ngươi là ở khiêu khích ta. Đàm Ngọc yên ổn bước chiều Trương Huyền vượt qua đi. Đủ rồi, Kim Hâm hét lớn một tiếng, Đàm Ngọc Bình, ngươi cho ta chú ý một chút. Đàm Ngọc Bình trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng ngừng ở trước người, không có động thủ, nhưng trên mặt uy hiếp hương vị mười phần. Kim Hâm chiều Lưu Sa dẫn đầu người nhìn lại, nói, hôm nay, chúng ta mục tiêu đều là Thứ Phong, bất quá phát sinh như vậy sự, ta tưởng Thứ Phong sớm đã phát hiện, không bằng chuyện này, chúng ta như vậy bóc quá như thế nào. Các ngươi Lưu Sa hiện tại rời đi, ta tuyệt không kế các ngươi tư sấm hoa hạ một chuyện. Lưu Sa dẫn đầu người cười lạnh một tiếng, nói thật dễ nghe, các ngươi lưỡi dao sắc bén dẫm đạp ta Lưu Sa tôn nghiêm một chuyện, hôm nay cần thiết phải có cái kết quả. Ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả? Rất đơn giản, hắn chết. Lưu Sa dẫn đầu người vươn kia đem chiếc đao, mũi đao thẳng chỉ Đàm Ngọc Bình. Đàm Ngọc Bình sắc mặt mãnh biến, một mảnh trắng xanh, hiện tại thế cục thực trong sáng. Lưu Sa nếu thật muốn giết chính mình nói, ai đều giữ không nổi chính mình. Kim Hâm mày nhăn lại, Lưu Sa, các ngươi cứ như vậy muốn ta lưỡi dao sắc bén người, khi chúng ta lưỡi dao sắc bén là cái gì, nhậm người ức hiếp mềm quả hồng sao. Nhục ta Lưu Sa giả, không chết không ngừng. Lưu Sa dẫn đầu người bước chân lại lần nữa chia thoái phía sau, chiếc đao phản bắt được phần eo, tùy thời khả năng phát lực. Hai bên chi gian, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm đánh vỡ này ngưng trọng không khí. Trương Huyền di động tiếng chuông liên tiếp vang lên, tin tức một cái tiếp theo một cái phát tới, tại đây ngưng trọng không khí hạ phá lệ chói tai. Chương 162, lòng dạ đàn bà. Yên tĩnh nhà xưởng, Trương Huyền di động một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, làm ánh mắt mọi người không tự giác liền tập trung đến hắn trên người. Trương Huyền cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng lấy ra di động, vừa thấy. Tin tức là Lâm Thanh Hạm phát tới, đại khái tin tức chính là hỏi hắn khi nào về nhà, có việc phải cho hắn an bài loại này. Trương Huyền không chút suy nghĩ, hồi phục cái lập tức hồi tin tức, sau đó lôi kéo Hàn Ôn Nhu thủ đoạn, liền hướng nhà xưởng ngoại đi đến. Ca mấy cái, các ngươi trước trò chuyện a, ta có chút việc, mang bạn gái đi trước. Trương Huyền hướng Kim Hâm phất phất tay. Muốn chạy, một phen chiết đao đột nhiên xuất hiện ở Trương Huyền trước người, ngăn lại Trương Huyền lộ. Trương Huyền liền xuất đao người là ai cũng chưa xem một cái tiên chân trực tiếp chiều qua đi, này một chân mau đến ở đây ai đều không có phản ứng lại đây, chờ bọn họ thấy rõ trước mắt sự thời điểm, vừa mới xuất đao chặn đường người đã bị chiều phi 4-5 mét xa, thống khổ cuộn tròn trên mặt đất. Này biến cố, làm vừa mới muốn mở miệng Kim Hâm ngậm miệng lại, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Kim Hâm là cái cao thủ, cho nên hắn có thể nhìn ra, Trương Huyền một roi này chân đại biểu cho cái gì. Tuyệt đối cao thủ. Bát ca, Lưu Sa dẫn đầu người mắng to một tiếng, múa may trong tay chiết đao, hướng Trương Huyền trên người đâm tới. Có thể làm lần này hành động thủ lĩnh, Lưu Sa dẫn đầu người thực lực tuyệt đối không yếu, đặt ở này nhà xưởng chung, trừ bỏ Kim Hâm hòa Điền Nhụy bên ngoài,
không ai dám nói có thể thắng được hắn, đã có thể như vậy một cái nhân vật, mới vừa vọt tới Trương Huyền phụ cận, không đợi ra chiêu, đã bị Trương Huyền một chân đá phiên. Này một chân đá, sạch sẽ lưu loát, trực tiếp đặng ở Lưu Sa dẫn đầu người ngực, nhẹ nhàng cùng đại nhân đánh tiểu hài tử giống nhau. Như vậy một màn, làm Kim Hâm bọn người xem ngây người. Tình huống như thế nào? Trương Huyền đá phiên Lưu Sa dẫn đầu người sau, xem cũng chưa nhiều xem một cái, lôi kéo Hàn Ôn Nhu tiếp tục chiều nhà xưởng đại môn đi đến. Vốn dĩ, hắn là không tính toán trộn lẫn chuyện này, lẳng lặng nhìn lưỡi dao sắc bén cùng Lưu Sa chi gian chậm rãi giải quyết liền hảo, kết quả này đột nhiên có việc, Trương Huyền lại lười đến chờ đợi. Lưu Sa người thấy bên ta hai người nhẹ nhàng như vậy đã bị đối phương đánh bại, trong mắt cũng lộ ra một mặt kinh hãi, bất quá ngược lại, lại đổi thành tàn nhẫn, hơn 40 người qua lại nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng giống to, đồng thời chiều Trương Huyền vọt lại đây. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi, lại lần nữa đá phiên nghênh diện vọt tới một người, đối mặt này đó Lưu Sa người, Trương Huyền căn bản là không để vào mắt, ở Trương Huyền trong mắt, này đó thuộc về ngầm thế lực Lưu Sa thành viên, cùng giống nhau lưu manh không có gì khác nhau, đều là người khác không gặp được hắn góc áo, mà hắn một quyền một cái. Hơn 40 nhân vật nổi tiếng Sa thành viên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như bay Nga phác hỏa chiều Trương Huyền vọt lại đây, kết cục chỉ có một, đó chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Gần vài phút thời gian, ở đây không có một cái Lưu Sa thành viên còn có thể chạm đến lên, từ đầu đến cuối, Trương Huyền giữ chặt Hàn Ôn Nhu thủ đoạn tay, liền không có buông ra quá. Ở đây lưỡi dao sắc bén người, đôi mắt trừng tròn xoe, mang theo một bộ không thể tưởng tượng nhìn Trương Huyền, trên mặt biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc. Đặc biệt là Đàm Ngọc Bình, từ nhìn thấy Trương Huyền bắt đầu liền ở vũ lực uy hiếp, kết quả hiện tại mới phát hiện. Chính mình vẫn luôn tựa như một cái nhảy nhót vai hề dường như ở kia nhảy nhót, lại xem Hàn Ôn Nhu sắc mặt, không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là đã sớm biết nàng bạn trai như vậy có thể đánh, chính mình nửa ngày, đều ở nháo chê cười, căn bản không bị người để vào mắt. Suy nghĩ cẩn thận này đó Đàm Ngọc Bình, kia một khuôn mặt hồng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Sau một lúc lâu, Kim Hâm mới từ trước mắt khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Xem Trương Huyền biểu tình đã cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, tiểu huynh đệ, này. Đây là người phía trước nói biết công phu. Kim Hâm còn nhớ rõ, chính mình nói quan hệ hữu nghị là tỉ thí quyền cước thời điểm, Trương Huyền nói qua hắn biết công phu sự. Đúng vậy, Trương Huyền đương nhiên gật gật đầu, chính là đã lâu không luyện, có chút mới lạ, ha ha, các ngươi này tỉ thí cũng so xong rồi, có thể đi rồi sao? Ta còn có việc phải đi về đâu? Kim Hâm nuốt khẩu nước bọt. Gật gật đầu, có thể. Đối với Trương Huyền là người nào, sư thừa gì phái này đó, Kim Hâm không hỏi một tiếng, đầu tiên, dưới mặt đất thế lực chung liền có quy củ, mấy thứ này thuộc về cấm kỵ, không thể tùy tiện hỏi đến, tiếp theo, Trương Huyền thực lực quá cường, Kim Hâm cũng vô pháp hỏi. Kim Hâm chuyên môn an bài một chiếc xe, mang theo Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu phản hồi nội thành, hắn tắc lưu tại này, xử lý Lưu Sa thành viên sự tình. Trương Huyền rời đi nhà xưởng trước. Cố ý nhìn thoáng qua Đàm Ngọc Bình, mở miệng nói, anh em, người điểm mấu chốt xem ra có chút thấp a, ta không biết khi nào mới có thể chạm vào người điểm mấu chốt. Đàm Ngọc Bình ngượng ngùng cười, không có hé răng, hiện tại hắn nào dám lại cùng Trương Huyền làm càn. Hơn 40 nhân vật nổi tiếng Sa thành viên, mỗi một cái đều là không thua với chính mình cao thủ, toàn bộ bị một người phóng đảo, loại này chiến tích, toàn bộ lưỡi dao sắc bén, chỉ sợ cũng chỉ có vài tên trung đội trưởng mới có thể làm được đi. Trở lại nội thành sau, Trương Huyền trước tiên liền chạy về ra, thấy Lâm Thỉnh Hạm chính một mình dựa nghiêng trên sofa, tóc đẹp rối tung, dáng người thướt tha. Vừa thấy Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm kia trương mặt đẹp không ngọn nguồn đỏ một chút, giống như lại nghĩ đến hôm nay giữa trưa sự giống nhau. Trương Huyền nhìn nữ nhân này mặt đẹp đỏ bừng bộ dáng, thật hận không thể phủng ở lòng bàn tay hung hăng thân thượng một ngụm. Người gần nhất trở về đều rất vãn, buổi tối có việc. Lâm Thanh Hạm tùy tiện tìm một cái đề tài, giảm bớt chính mình trong lòng kia cổ xấu hổ. Trương Huyền gật gật đầu, là có một chút việc nhỏ, đúng rồi, người nói có việc cho ta an bài. Lâm Thanh Hạm ánh mắt đột nhiên trở nên có chút né tránh, trên thực tế, nàng cũng không có chuyện gì cấp Trương Huyền an bài, sở dĩ như vậy nói, chỉ là tìm một cái làm Trương Huyền chạy nhanh về nhà lấy cớ mà thôi. Lâm Thanh Hạm chính mình đều giải thích không rõ ràng lắm, chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên cấp Trương Huyền phát như vậy nhiều tin tức. Tìm như vậy một cái cớ, ở tin tức phát xong lúc sau, nàng liền hối hận, đồng thời trong lòng cũng vẫn luôn ở thấp thỏm. Làm sao vậy Lâm Tổng,
nơi nào không thoải mái sao? Trương Huyền xem Lâm Thanh Hạm kia vẻ mặt mất tự nhiên bộ dáng, quan tâm hỏi. Không, không có, Lâm Thanh Hạm lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại một chút tán loạn tóc đẹp, ngày mai buổi tối, ta hẹn mấy cái bằng hữu, đại gia cùng nhau đi ra ngoài ngồi ngồi, đều là toàn gia cùng đi, ngươi cũng đi theo ta, không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề, Trương Huyền đầy mặt vui sướng đáp ứng, yêu cầu ta chuẩn bị cái gì sao? Cũng không cần, chính là ta kia mấy cái bằng hữu, ở nào đó phương diện thích đua đòi một chút, người đến lúc đó nhiều kiên nhẫn một chút. Hảo, Trương Huyền gật đầu. Hành, kia cũng không gì sự, ta đi trước nghỉ ngơi, người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Thanh Hạm điều chỉnh một chút lười biếng tư thế, thon dài hai chân phóng tới mặt đất, hướng Trương Huyền phất phất tay, ngủ ngon lạc. Hảo, ngủ ngon, Trương Huyền đồng dạng hướng Lâm Thanh Hạm phất tay. Chương 163, cho người khác chuẩn bị. Ban đêm yên tĩnh, gió thổi động trong viện cây xanh cành lá, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lâm Thanh Hạm nằm ở trên giường, nàng phát hiện, chính mình kia viên có chút bất an tâm, ở Trương Huyền về nhà lúc sau, hoàn toàn bình tĩnh trở lại, loại cảm giác này Lâm Thanh Hạm đều đã quên là từ khi nào bắt đầu sinh ra tới, nàng cũng đã quên. Đêm nay, Lâm Thanh Hạm ngủ thực thoải mái. Sáng sớm, mơ mơ màng màng giữa, Lâm Thanh Hạm cảm giác một cổ mùi hương phát mũi, kia mê người mùi hương khiến cho nàng vô pháp lại nhắm mắt lại. Nữ nhân hai mắt mê ly, cái mũi nhỏ liền đáng yêu trước người người, tưởng làm rõ ràng này cổ mùi hương từ nào truyền đến. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, Lâm Thanh Hạm mở ra cửa phòng, hiếm thấy phát hiện Trương Huyền cũng không có đi đánh quyền, cũng không quét tước vệ sinh, mà là ở trong phòng bếp mân mê cái gì. Mùi hương, đó là từ trong phòng bếp truyền đến. Trương Huyền ăn mặc một cái thiên lam sắc quần jean, màu trắng áo sơ mi cởi bỏ trên cùng hai viên nút thắt, cân xứng cơ ngực, hai tay tay áo cuốn lên, chính cúi đầu, tỉ mỉ bày một mâm tinh mỹ điểm tâm. Một cái cá kho cùng một phần thịt kho tàu xương sườn đang ở trong nồi hầm nấu, đó là Lâm Thanh Hạm ngửi được mùi hương suối nguồn. Nghe trong nồi truyền đến mùi hương, hơn nữa Trương Huyền trong tay kia phân tinh mỹ điểm tâm, song trọng kích thích hạ. Vừa mới rời giường Lâm Thanh Hạm bụng nhỏ đã phát ra rầm rầm tiếng kêu. Đi lên, đây là cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Trương Huyền đem kia phân tinh mỹ điểm tâm bưng lên, quả xoài souffle, hương vị vừa phải, vào miệng là tan, không ôn không hỏa, nhất thích hợp đương khai vị sớm một chút. Một khối tạo hình tinh mỹ souffle bãi ở Lâm Thanh Hạm trước mặt, xem kia mềm mại bộ dáng, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, này điểm tâm nội mứt trái cây liền sẽ phun trào mà ra giống nhau. Vừa thấy đến mỹ vị, Lâm Thanh Hạm kia tiểu tham ăn bộ dáng không tự giác liền bại lộ ra tới, liền nha cũng chưa cố đi lên soát, trước dùng nĩa thật cẩn thận đào tiếp theo khối điểm tâm, để vào trong miệng, nhập khẩu liền cho người ta một loại ôn nhuận vị, không cần nhấm nuốt, liền ở trong miệng tự nhiên hóa khai, trong lúc nhất thời, quả xoài mùi hương, cùng với điểm tâm chung nãi hương, tràn ngập toàn bộ khoang miệng, làm người dư vị vô cùng. Lâm Thanh Hạm gấp không chờ nổi lại đào tiếp theo tiểu khối souffle bỏ vào trong miệng. Nhắm mắt lại, chậm rãi hưởng thụ khoang miệng chung phát ra này đó tươi ngon. Tới, còn có một phần chân giò hun khói sandwich, phối hợp thượng ăn hương vị sẽ càng tốt. Trương Huyền mặt mang mỉm cười lấy tới một tiểu khối sandwich, còn có một ly sữa bò, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt trên bàn, xoay người lại đi phòng bếp vội đi. Lâm Thanh Hạm ăn bữa sáng, nhìn nhà ăn chung nam nhân bóng dáng, lại có một loại cảm giác hạnh phúc, có như vậy một cái sẽ nấu cơm, hiểu học thuật. Lại cần mẫn lão công, đại khái là mỗi một nữ nhân mộng tưởng đi. Đem Trương Huyền cố ý chuẩn bị bữa sáng ăn xong, Lâm Thanh Hạm còn có chút chưa đã thèm, nàng đáng yêu liếm liếm môi, đi đến phòng bếp cửa, mắt to nhìn chằm chằm chính hầm nấu cá cùng xương sườn hai nồi nấu, hỏi, Trương Huyền, này hai cái là cái gì a? Cho người khác làm lưỡng đạo đồ ăn, Trương Huyền cười hắc hắc, đã lâu không xuống bếp, không biết tay nghề lui bước nhiều ít, người ăn xong rồi liền đi rửa mặt đi. Trương Huyền vừa nói, một bên đem hắn cá kho cùng xương sườn ra nồi, trong lúc nhất thời, hương khí phiêu đến toàn bộ phòng bếp đều là. Lâm Thanh Hạm nghe Trương Huyền nói, linh động mắt to chung có chút thất vọng, hắn cho người khác làm, cho ai? Mang theo một loại phức tạp khôn kể cảm xúc, Lâm Thanh Hạm đi phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, chưa từng thích quá một người, chưa từng bắt đầu quá nam nữ cảm tình Lâm Thanh Hạm không biết, nàng loại này biểu hiện, gọi là ghen. Chờ Lâm Thanh Hạm rửa mặt xong sau. Trương Huyền đã ôm hai cái hộp cơm, đứng ở phòng ốc cửa. Lâm Thanh Hạm có chút hứng thú tẻ nhạt ngồi trên xe, mang theo Trương Huyền, chiều công ty đi. Hôm nay buổi sáng, Trương Huyền không có việc gì, đánh cái tạp sau,
liền trực tiếp đi giao cảnh đội, hôm trước đâm xe bồi thường, ngày hôm qua giao cảnh bộ môn liền cùng Trương Huyền liên hệ. Trương Huyền đến giao cảnh đội thuyết minh ý đồ đến sau, trực ban giao cảnh vội vàng đem Trương Huyền thỉnh tới rồi đại đội trưởng văn phòng, đương đại đội trưởng biết được trước mặt vị này chính là giá trên trời xe đạp người sở hữu sau, cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi tới tương quan nhân viên, cũng thông chi người gọi đến hôm trước buổi tối tên kia thanh niên. Đại đội trưởng tự thân xuất mã, làm việc hiệu suất không phải giống nhau cao, thực mau Trương Huyền liền nhìn đến ngày đó tên kia thanh niên, cùng với tên kia thanh niên phụ thân. Trên đường, thanh niên phụ thân lặp lại báo cho thanh niên, từ từ nhất định phải đem tư thái phóng thấp, người khác làm gì liền làm gì, lần này cách sủ bồi thường kim, là nhà bọn họ căn bản không đủ sức, chờ lần này sự tình qua, mặt sau hắn muốn thế nào đều được, muốn đánh người trả thù vẫn là thế nào, trước đem lần này sự qua. Ở nhìn thấy Trương Huyền sau, thanh niên phụ thân hai lời chưa nói, trực tiếp cho chính mình nhi tử mấy cái miệng tử, đi lên cấp Trương Huyền nói lời hay, kia giá trên trời bồi thường. Bọn họ liền tính táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi. Thanh niên cũng không có cùng ngày kia thịnh khí lăng nhân tư thế, vẫn luôn cúi đầu, xem cũng không dám đi xem Trương Huyền liếc mắt một cái. Ta ngày đó đều nói lời xin lỗi, chuyện gì không có, ta cũng không cần các người bồi thường, nhưng ngươi nhi tử thái độ, hiển nhiên muốn dùng tiền giải quyết việc này, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn lạc. Trương Huyền đối thanh niên phụ thân nói. Thanh niên phụ thân tư thái phóng rất thấp. Thật sự xin lỗi à tiểu huynh đệ, ta này nhi tử, ngày thường cũng là bị ta cấp chiều hư, ngươi xem bằng không như vậy, ngài nói cái biện pháp, muốn đánh muốn chửi, ta tuyệt đối mặc kệ, này 8.000 nhiều vạn ma di kim, chúng ta thật sự lấy không ra à. Nhìn xem, sớm như vậy không phải không có việc gì sao. Trương Huyền đi đến thanh niên trước mặt, nếu như vậy, ngươi cho ta nói lời xin lỗi, ta cũng liền không cho ngươi toàn bộ bồi thường. Xin lỗi, thanh niên thân mình hơi cung. Trên mặt không có một chút không muốn, trong mắt nhưng thật ra mang theo hận ý, chỉ là căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, hắn thật sự bị sợ hãi, 8.000 nhiều vạn ma di kim A, chỉ là bồi cái số lẻ đi ra ngoài, cũng đủ chính mình ra phá sản, chính mình về sau ngày lành cũng liền không có, liền dựa theo chính mình cha nói, trước nhận túng, chờ tất cả đều xử lý xong rồi, lão tử muốn ngươi đẹp, có tiền thế nào, có tiền ngươi cũng đến có mệnh hoa mới được. Hành, sớm một chút xin lỗi cũng liền không nhiều chuyện như vậy. Người nói một chút ngươi, ai? Trương Huyền nặng nề mà thở dài, dù sao cũng xin lỗi, này tiền các ngươi cũng liền không cần toàn bồi. Cảm ơn ngươi à tiểu huynh đệ. Thanh niên phụ thân vẻ mặt kích động đi lên nắm lấy Trương Huyền tay. Trương Huyền hướng thanh niên phụ thân nói, cảm tạ ta làm gì? Ta chỉ nói không cần toàn bồi, chưa nói không cần bồi, đúng rồi, nhà ngươi là làm cái gì sinh ý, nhiều ít có điểm đi. Bằng không ngươi nhi tử cũng không thể như vậy kiêu ngạo. Thật không dám giấu giếm tiểu huynh đệ, chúng ta liền làm điểm hải sản sinh ý, trong nhà tổng tài sản thêm lên còn không đến ngàn vạn, ta ngày thường sinh ý bận quá, không nhiều quản giáo nhi tử, mới cho tiểu huynh đệ thêm lớn như vậy phiền toái, ta cũng có sai à. Đích xác, người cũng có sai. Trương Huyền nghĩ nghĩ, nếu nói như vậy, ta thông chi luật sư tra hạ các ngươi tài sản, liền phải các ngươi toàn bộ tài sản một chút năm lần đi, nếu không cho bồi thường, ta đã có thể muốn khởi tố các ngươi lạc. Trương Huyền trên mặt, mang theo nồng đậm ý cười. Chương 164, Tiểu Kinh Hỷ. Bồi thường kim ngạch vì chính mình toàn bộ thân gia một chút năm lần. Thanh niên cùng thanh niên phụ thân nghe Trương Huyền nói, nửa ngày mới hồi quá mức tới, này không phải vẫn là nói, muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ sao? Hơn nữa này tuyệt lộ, càng thêm tàn nhẫn. Bồi thường 8.000 vạn ma di kim, đối với thanh niên tới nói, đời này đều làm không được, chẳng sợ tòa án cưỡng chế chấp hành. Nhiều nhất chính là bán của cải lấy tiền mặt nhà hắn toàn bộ tài sản, làm thứ nhất đời đều phiên không được thân. Mà Trương Huyền, hiện tại yêu cầu đối phương bồi thường trong nhà tổng tài sản một chút năm lần, giống nhau loại này sinh ý gia đình, chẳng sợ có ẩn hình tài sản, cũng sẽ không quá nhiều, đương lấy ra bọn họ ẩn hình tài sản cùng bán của cải lấy tiền mặt toàn bộ thân ra sau, bọn họ khả năng sẽ nhìn thấy đem kim ngạch trả hết hy vọng, như thế sẽ đi vay tiền, từ từ. Giống nhau loại này trọng đại tài vật tổn thất. Nhưng từ dân sự sửa vì hình sự, đến lúc đó vì không ăn lao cơm, thanh niên sẽ ép khô nhà hắn hết thảy, đây là hắn vì chính mình sở làm việc, trả giá đại giới. Trương Huyền cũng không có cùng này đôi phụ tử nói thêm cái gì, định ra bồi thường kim ngạch sau, sẽ có luật sư đi xử lý chuyện này. Mới từ giao cảnh đội ra tới, Trương Huyền liền nhận được Hàn Ôn Nhu điện thoại, nói Kim Hâm muốn thỉnh Trương Huyền ăn cơm, cảm tạ hắn ngày hôm qua hỗ trợ,
Trương Huyền vừa nghe liền biết Kim Hâm là có ý tứ gì, đơn giản chính là muốn tìm hiểu một chút chính mình chi tiết linh tinh, đối với cái này mời, Trương Huyền trực tiếp cự tuyệt. Thực mau, đã đến giờ giữa trưa. Công tác một buổi sáng Lâm Thanh Hạm rời đi văn phòng, hôm nay buổi sáng, ăn Trương Huyền cố ý chuẩn bị khai vị sớm một chút, nàng liền có loại trưa đã thèm cảm giác, kia cổ mùi hương, làm nàng ở công tác thời điểm cũng sẽ thường thường nhớ tới, giống cái thèm miêu giống nhau liếm láp môi. Hơn nữa Trương Huyền hôm nay làm xương sườn cùng cá kho, kia mùi hương từ buổi sáng bắt đầu liền kích thích Lâm Thanh Hạm. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Lâm Thanh Hạm hiếm thấy cái thứ nhất tới rồi nhà ăn, bất quá đương nhìn đến nhà ăn chung những cái đó bình thường cơm nhà khi, nàng cảm giác chính mình giống như lại không có gì ăn uống. Nàng cũng không phải đói bụng, mà là muốn ăn Trương Huyền làm những cái đó mỹ vị. Tiếc nuối lắc lắc đầu, Lâm Thanh Hạm đi ra nhà ăn, bước lên thang máy. Kia Trương môi anh đào không khỏi chu lên. Chết Trương Huyền, xú Trương Huyền, cho người khác làm tốt ăn, liền không biết cho ta làm điểm sao. Lâm Thanh Hạm thậm chí đều ở trong đầu ảo tưởng ra Trương Huyền đem kia phân cá kho cùng thịt kho tàu xương sườn giao cho người khác trong tay một màn, nàng trong lòng cảm giác được có chút ủy khuất. Có lầm hay không, ta mới là lão bà ngươi được không, liền tính phải làm ăn ngon, cũng nên cái thứ nhất cho ta ăn mới đúng. Lâm Thanh Hạm dẫu cái miệng nhỏ. Đẩy ra văn phòng môn, môn mới vừa một khai, một cổ mùi hương liền ập vào trước mặt. Lâm Thanh Hạm cũng tại đây trong lúc nhất thời mở to hai mắt, nàng nhìn đến, ở chính mình bàn làm việc thượng, Trương Huyền buổi sáng thiêu cái kia cá kho, còn có thịt kho tàu xương sườn, chính mạo hôi hổi nhiệt khí, mùi hương chính là từ kia phát ra tới, trừ bỏ này lưỡng đạo chính mình niệm tưởng một buổi sáng mỹ thực ngoại, còn có một mâm rau chân vịt, một phần bạch hôi hổi cơm, xứng với một ly nước ấm, tất cả đều bãi tại nơi đó. Chờ đợi chính mình nhấm nháp. Lâm Thanh Hạm kinh hỉ chạy qua đi, nhìn đến, ở trên bàn, còn có một trương tờ giấy. Lâm Tổng, Coca không thể mỗi ngày uống, trái cây cũng không thể mỗi ngày đều giữa trưa cơm ăn, cơm vẫn là muốn ăn. Ở tờ giấy mặt sau, còn vẽ một cái gương mặt tươi cười biểu tình. Lâm Thanh Hạm phụt một tiếng bật cười, trong lòng vừa mới dâng lên ủy khuất toàn bộ tan thành mây khói, trong lòng một bên mắng xú Trương Huyền, một bên vui vẻ cầm lấy chiếc đũa. Còn không kịp ngồi xuống liền đem một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, kia hầm tô lạn xương sườn căn bản không cần Lâm Thanh Hạm như thế nào nhấm nuốt, thịt liền từ trên xương cốt bóc ra, phi thường ngon miệng, cắn một ngụm, chất lỏng phát ra, là tuyệt mỹ hưởng thụ. Lâm Thanh Hạm giống như là cái tham ăn tiểu nữ hài giống nhau, ăn đến sốt ruột thời điểm, thượng thủ đi bắt, theo sau từng cái đem ngón tay liếm sạch sẽ, đáng yêu thực, ba cái đồ ăn, một chén cơm, bị Lâm Thanh Hạm ở bất chi bất giác chung ăn cái sạch sẽ. Ăn xong sau, Lâm Thanh Hạm nửa nằm ở nàng lão bản trở lên, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ cái bụng, đánh một cái no cách. Này no cách mới ra khẩu, Lâm Thanh Hạm giống như là một con trấn kinh thỏ con giống nhau duỗi tay che miệng lại, một đôi mắt to quay tròn nhìn một vòng, theo sau hắc hắc ngây ngô cười lên, giờ khắc này nàng, không có một chút băng sơn nữ tổng tài bộ dáng, chính là một cái bình thường, vui vẻ vui sướng, tiểu nữ nhân. Nghiệp vụ 7 bộ tân tấn giám đốc họ Trần. Ngày hôm qua Trần giám đốc làm Trương Huyền đi cùng Hằng Viễn thương mậu người tiếp xúc, kết quả Trương Huyền bị Lý Mỹ một nhằm vào, thứ gì cũng không lưu. Về Lý Mỹ một là như thế nào đối Trương Huyền, Trần giám đốc tự nhiên không rõ ràng lắm, đương nàng biết được Trương Huyền không có cùng Hằng Viễn nói chuyện gì đồ vật sau, an bài Trương Huyền lại đi một chuyến Hằng Viễn thương mậu. Trần giám đốc trước tiên gọi điện thoại cấp Lý Mỹ một, cùng Lý Mỹ một hẹn thời gian, nói chính mình bộ môn nghiệp vụ viên Trương Huyền sẽ đi Hằng Viễn thương mậu bái phỏng. Lý Mỹ một ở trong điện thoại tất cả đều đáp ứng xuống dưới. Chờ Trương Huyền tới rồi Hằng Viễn thương mậu, thuyết minh ý đồ đến sau, Hằng Viễn thương mậu trước đài cấp Trương Huyền trả lời liền một chữ. Chờ. Lý Mỹ vừa nói chính mình có chuyện muốn xử lý, làm Trương Huyền chờ. Trương Huyền này nhất đẳng, chính là một buổi trưa thời gian, sắp đến mau tan tầm điểm, Lý Mỹ một mới thong thả ung dung xuất hiện, ngồi vào Trương Huyền trước mặt, bày ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, Trương Huyền đúng không? Các người kế hoạch thư, ta ngày hôm qua nhìn, có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, người còn phải cho ta sửa lại. Lý Mỹ vừa nói, liền đem Trương Huyền ngày hôm qua lấy tới kế hoạch thư ném đến Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền đem kế hoạch thư lấy tới thời điểm, là dùng một cái phong khẩu túi giấy trang, hiện tại, này túi giấy phong khẩu căn bản không nhúc nhích, nói cách khác, Lý Mỹ một cây bổn liền xem cũng chưa xem cái này kế hoạch thư liếc mắt một cái, liền nói ra lời này. Trương Huyền trầm mặc 2 giây. Gật gật đầu, cầm lấy kế hoạch thư, hảo, ta sẽ sửa một chút. Vậy chờ ngươi sửa hảo,
không có vấn đề lại đến tìm ta đi. Lý Mỹ vừa đứng dậy tới, duỗi người, lại không nhiều xem Trương Huyền liếc mắt một cái, để lại cho Trương Huyền một cái bóng dáng, dần dần đi xa. Trương Huyền mở ra kế hoạch thư, nhìn thoáng qua, mặt trên là một cái Lâm Thị cùng Hằng Viễn hợp tác hạng mục, nói tóm lại, này phân kế hoạch thư phi thường không tồi, các phương diện đều đề cập tới rồi, lợi nhuận phân phối cũng thực hợp lý, đừng nói Lý Mỹ một không thấy, chính là nàng nhìn, cũng tìm không ra cái gì không hoàn thiện địa phương. Trương Huyền nghĩ nghĩ, chính mình lại ở kế hoạch thư thượng thêm vài nét bút, theo sau đi đến Hằng Viễn thương mậu ngoại, tùy tiện tìm cái đóng dấu cửa hàng, đem chính mình hoàn thiện quá kế hoạch thư một lần nữa đóng dấu ra tới, trang đến túi chung, giao cho Hằng Viễn công ty trước đài, nói cho các nàng đây là Lâm Thị kế hoạch thư, nhường cho Lý Mỹ một. Làm xong này đó sau, Trương Huyền rời đi Hằng Viễn. Chờ Trương Huyền về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Hạm cũng đã về đến nhà. Lâm Thanh Hạm cởi ra một thân chức nghiệp trang phục, thay một thân màu đen lễ phục váy, kiểu diễm ướt át. Lâm Tổng, người xuyên như vậy xinh đẹp, ta nên xuyên gì xứng người a? Trương Huyền nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, ánh mắt như thế nào đều rời không ra. Ba Hoa. Chương 165, bên ngoài hội sở. Hôm nay buổi tối, Lâm Thanh Hạm muốn mang Trương Huyền đi địa phương, là một cái tư nhân tụ hội. Lâm Thanh Hạm thản ngôn, lần này tụ hội, chính là Ninh Tỉnh một ít phú nhị đại, tạo thành cái vòng nhỏ hẹp, cơ hồ mỗi hai tháng liền sẽ cử hành một lần, xúc tiến khắp nơi chi gian cảm tình, rốt cuộc vài năm sau, này đó phú nhị đại cũng đều sẽ lục tục biến thành xí nghiệp người phụ trách. Tụ hội lựa chọn địa điểm, là một nhà đại hình bên ngoài hội sở, địa điểm thiết lập tại Ngân Châu Thị cùng Lạc Hà Thị chi gian. Nhà này đại hình hội sở lão bản, cũng là lần này tụ hội thành viên chi nhất, hắn cái này đại hình bên ngoài hội sở, là kết hợp đua xe, leo núi, chơi parkour chờ rất nhiều đồ vật vì nhất thể. Tiến đến nơi này tụ hội người, đều là không kém tiền chủ, cho nên so với ai khác có tiền, khoe giàu này đó, sớm tại trong vòng không lưu hành, mỗi lần tụ hội, mọi người đều sẽ làm chút khác hoạt động ra tới. Gần nhất một năm tới, phú nhị đại tụ hội nhóm, trừ bỏ số ít một ít người vẫn là giao lưu cảm tình ngoại, còn lại người đều biến thành một loại cùng loại tài nghệ đại thi đấu thành phần ở bên trong. Tụ hội thời điểm, cái gì leo núi thi đấu A, đua xe thi đấu A, đều sẽ làm tới rồi vừa ra. Vì xứng với chính mình bên người này đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng đen, Trương Huyền cố ý thay một thân phía trước có người cố ý cho chính mình lượng thân đặt làm âu phục, mỗi một cái kích cỡ tinh tế trình độ, đều là lấy em tính toán, mỗi một cái chi tiết thiết kế, đều căn cứ Trương Huyền dáng người tới đi, mặc ở Trương Huyền trên người, làm người tìm không ra một chút ít tì vết. Ở Trương Huyền mặc vào này thân âu phục thời điểm, làm Lâm Thỉnh Hạm có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác, nàng tổng cộng cũng liền gặp qua người nam nhân này xuyên qua ba lần cái này quần áo, lần đầu tiên, là ở ngày đó âm nhạc sẽ thượng, hắn vì chính mình đàn tấu kia đầu ái tiếng vọng, ngày đó cảnh tượng, thường thường còn sẽ ở Lâm Thỉnh Hạm trong đầu hiện lên, lần thứ hai, là đi Trình ra thời điểm, Trương Huyền lấy ra một bao lá trà tới, làm Trình lão gia tử thái độ đại biến, hiện tại đây là lần thứ ba. Lâm Thỉnh Hạm tinh tế nghĩ đến, bên người nam nhân này, tổng hội triển lộ ra hắn không tầm thường một mặt. Chính mình trước hết thấy hắn thời điểm, chỉ cho rằng hắn là một cái không bản lĩnh, vì tiền, ăn cơm mềm người, nhưng theo hiện tại tiếp xúc, người nam nhân này, giống như là một bí ẩn, làm chính mình muốn đi đem cái này bí ẩn hoàn toàn cởi bỏ. Một chiếc màu đỏ chạy băng băng GT chạy ở Ngân Châu đi thông Lạc Hà quốc lộ thượng. Tây Bắc chưa bao giờ thiếu núi lớn, Lâm Thanh Hạm lần này tới tư nhân hội sở, liền kiến ở một tòa núi lớn chân núi, sơn một mặt như bị đao tước giống nhau, hiện ra 90 độ giác. Bị cải tạo thành leo núi dùng nơi sân, sơn sườn một tảng lớn đất trống, cũng chuyên môn bị cải tạo thành bãi đua xe, tuy rằng không có đều hải ép một quốc tế đường đua như vậy khoa trương, nhưng tổng khoảng cách dài đến 21 km đường đua, ở toàn bộ Ninh Tỉnh cũng là nổi bật tồn tại. Cái này tư nhân hội sở rất ít đối ngoại mở ra, cũng liền không tồn tại cái gì hẻo lánh không hẻo lánh vấn đề, này căn bản là không phải dùng để lợi nhuận địa phương. Trừ bỏ đường đua cùng vách núi leo núi ngoại, nơi này còn có chuyên môn chơi parkour nơi sân, sân golf, chân nhân CS, từ từ mọi người biết rõ bên ngoài vận động. Lâm Thanh Hạm lái xe, mang theo Trương Huyền, vào nhà này tư nhân bên ngoài hội sở. Hội sở không chỉ có được nhiều như vậy bên ngoài hoạt động nơi sân, còn có tập mỹ thực, hưu nhàn vì nhất thể hưu nhàn thính, nói tóm lại, có thể ở bên ngoài hưởng thụ đến, ở chỗ này đều có thể hưởng thụ đến, ở bên ngoài hưởng thụ không đến, ở chỗ này cũng có thể hưởng thụ đến. Trương Huyền nhìn đến, này hội sở thật lớn bãi đỗ xe thượng,
liền không có tiếp theo trăm vạn xe, Lâm Thanh Hạm này chiếc màu đỏ chạy băng băng GT ở chỗ này cũng không thu hút. Đường xe rất ổn sau, Trương Huyền trước một bước xuống xe, chạy chậm đến chủ điều khiển, phi thường thân sĩ vì Lâm Thanh Hạm đem cửa xe mở ra. Trương Huyền động tác làm Lâm Thỉnh Hạm che miệng cười. Yên tâm đi Lâm Tổng, ta đêm nay tuyệt đối hảo hảo biểu hiện, không cho ngươi mất mặt. Trương Huyền vỗ bộ ngực nói. Làm chính ngươi liền hảo. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, chủ động sam thượng Trương Huyền cánh tay. Này cười, như hoa quỳnh nở rộ giống nhau mỹ lệ, này một cái sam cánh tay động tác, làm Trương Huyền một lòng bắt đầu kinh hoàng, đây là nữ nhân này lần đầu tiên, chủ động cùng chính mình kéo gần khoảng cách. Này một nam một nữ đi cùng một chỗ, nam anh tuấn cao lớn, trường kỳ rèn luyện dáng người làm hắn đem trên người này thân Âu phục hoàn mỹ khởi động, eo thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nữ nhân xa hoa lộng lẫy, váy dài phiêu phiêu, tóc đẹp vãn khởi, mang theo cao quý, đi ở nam nhân bên người, lẫn nhau chiếu rọi, kim đồng ngọc nữ. Không trung, hoàng hôn đám mây thiêu lửa đỏ, mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người thân ảnh kéo lão trường. Có Lâm Thanh Hạm địa phương, chính là tiêu điểm. Đây là toàn bộ Ninh tỉnh Phú Nhị đại tụ hội, đều là không kém tiền chủ, nhưng Lâm Thanh Hạm địa vị, như cũng không thể lay động, tuổi còn trẻ liền trưởng quản Ngân Châu lớn nhất long đầu xí nghiệp. Này tài lực không cần nhiều lời, ở đây tiên có người có thể cùng Lâm Thanh Hạm đánh đồng, luận tướng mạo, Lâm Thanh Hạm này thương giới đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện bị người thổi phồng ra tới. Dĩ vãng, Lâm Thanh Hạm đã đến thời điểm, đều là một mình một người, nhưng mà hôm nay, bên người nàng người nam nhân này, trở thành rất nhiều người suy đoán đối tượng. Lâm Thanh Hạm mang Trương Huyền vào hội sở hưu nhàn thính. Nói là hưu nhàn thính. Trên thực tế cùng một ít khách sạn lớn không có gì khác nhau, nếu không cũng vô pháp bao hàm tập thể hình, hưu nhàn, mỹ thực vì nhất thể. Kim bích huy hoàng đại sảnh, chỉnh khối đá cẩm thạch cắt mặt đất, xa hoa lộng lẫy đèn treo thủy tinh, đều trương hiển nơi này đẹp đẽ quý giá. Trương Huyền hơi hơi tính ra một chút, quang như vậy một cái hội sở, ít nhất yêu cầu 300 triệu mới có thể dựng lên. Làm Ngân Châu long đầu xí nghiệp, Lâm Thị ở mấy năm trước đánh giá tổng tài sản là mười mấy trăm triệu. Trải qua mấy năm nay phát triển, hơn nữa khoảng thời gian trước lại bắt lấy Ngân Châu mấy nhà bệnh viện hạng mục, cùng với cùng Pháp quốc gia Long tập đoàn đạt thành hợp tác, Lâm Thị hiện tại tổng tài sản, gần chục tỷ. Cái này con số, nghe rất nhiều, nhưng đỉnh đầu có thể vận dụng tài chính, cũng là phi thường hữu hạn, nếu làm Lâm Thị lấy 300 triệu ra tới kiến tạo như vậy một cái tư nhân hội sở, đối Lâm Thị tới nói, cũng là một kiện yêu cầu lựa chọn sự, quan trọng nhất, cái này tư nhân hội sở, còn không đối ngoại mở ra. Kể từ đó, có thể thấy được, này hội sở chủ nhân thân phận, cũng là không bình thường. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm tiến đại sảnh, liền nghe được có người cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi. Thanh Hạm, người đã đến rồi, chúng ta đều tại đây chờ người đâu, gì, vị này chính là. Một người lưu trữ tóc quăn, ăn mặc màu đỏ nóng bỏng lễ phục mỹ nữ đã đi tới, một đôi mắt tò mò ở Trương Huyền trên người đánh giá. Đi theo tên này mỹ nữ bên người, còn có một người nam nhân. Dùng tò mò ánh mắt nhìn Trương Huyền, hắn vẫn là đầu một hồi thấy Lâm Thỉnh Hạm cùng một người nam nhân tới tham gia tụ hội đâu. Lâm Thỉnh Hạm cấp Trương Huyền giới thiệu trước mặt hai người. Thân xuyên màu đỏ hỏa bạo lễ phục mỹ nữ, tên là Giang Yến, bên người nàng tên này diện mạo soái khí nam nhân, là nàng lão công, kêu Đinh Vân. Chương 166, tưởng như thế nào chơi. Giang Yến ra xí nghiệp, ở Lạc Hà xem như mức độ nổi tiếng rất cao. Tổng tài sản có mười mấy trăm triệu. Trương Huyền phát hiện, Đinh Vân đối đãi Giang Yến thời điểm, cái loại này nói gì nghe nấy, cùng chính mình là giống nhau như đúc, hay là, thứ này cũng là cái tới cửa con rể. Trương Huyền cẩn thận quan sát một chút, phát hiện đích xác như thế, Giang Yến nói một, Đinh Vân không dám nói nhị, Giang Yến lông mày một hoành, Đinh Vân liền sợ tới mức xúc nổi lên cổ. Đây là Trương Huyền lần đầu tiên tới cái này hội sở, tham gia như vậy tụ hội. Lâm Thanh Hạm liền bắt đầu cấp Trương Huyền giới thiệu đủ loại quy củ linh tinh, đối với Lâm Thanh Hạm đột nhiên kết hôn, Giang Yến cùng Đinh Vân cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, đồng thời cũng ở sôi nổi suy đoán Trương Huyền thân phận. Làm thương giới đệ nhất mỹ nữ, Lâm Thị tập đoàn tổng tài, Lâm Thanh Hạm chưa bao giờ khuyết thiếu người theo đuổi, nhưng trước nay không gặp Lâm Thanh Hạm đối ai từng có hảo cảm. Lâm Thanh Hạm mang theo Trương Huyền tham quan một chút cái này hưu nhàn thính, đồng thời cũng ở cùng Giang Yến làm một ít nói chuyện phiếm. Nhiều lưu chút nữ nhân chi gian đề tài, cứ việc hai nữ nhân nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy Trương Huyền nhĩ lực, vẫn là có thể nghe được hai người trò chuyện cái gì, những lời này đó đề, làm Trương Huyền sửng sốt hơn nửa ngày, hắn
hắn thật sự không nghĩ tới, Lâm Thanh Hạm cũng có như vậy bát quái một mặt, tỉ như xem ai ra lão công kết hôn lúc sau, thái độ có hay không biến hóa. Đối ai được không, nhà ai gia đình quan hệ cùng không hòa thuận này đó. Này đó nghe được Trương Huyền cầm đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Lâm Thanh Hạm nghe Giang Yến nói những cái đó, có cái nữ, gia cảnh cũng không tồi, tìm cái lão công, gia đình điều kiện cũng hảo, nguyên bản cường cường liên hợp, mọi người đều rất xem trọng, kết quả một kết hôn, mâu thuẫn ra tới, ở nhà ai đều không quét tước vệ sinh, chỉ có thể thỉnh bảo mẫu, mỗi ngày nam cơ hồ đều không về nhà, trong nhà có chuyện gì, cũng không làm chủ, làm đến nữ nhân kia sống được rất mệt, còn không bằng độc thân đâu. Lâm Thanh Hạm nghe đến mấy cái này, lại nghĩ đến chính mình, trong nhà vệ sinh, Trương Huyền một người toàn bộ thu phục, chính mình một chiếc điện thoại, hắn liền sẽ bằng mau tốc độ về đến nhà, có chuyện gì, hắn chưa bao giờ can thiệp quyết định của chính mình, nhưng sẽ trộm làm loại kém second hand chuẩn bị, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. So sánh với dưới, chính mình quả thực là hạnh phúc cảm bạo lều. Trương Huyền rõ ràng không biết Lâm Thanh Hạm trong lòng đang nghĩ ngợi tới cái gì. Hắn hiện tại còn vì nữ nhân bát quái cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Liền hiện tại tới nói, cái này tụ hội Trương Huyền cảm thấy cũng không tệ lắm, Đinh Vân cũng là cái thực hay nói người, hơn nữa không có đi cố tình a dua nịnh hót ai, cùng Trương Huyền cũng thực lưu đến tới. Buổi tối Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cũng chưa ăn cơm, vừa vặn đại gia liền ngồi ở một cái tiệc đứng trên bàn, tùy tiện cầm một ít ăn vừa nói chuyện. Thanh Hạm, người tới rồi, một đạo kinh hỉ giọng nam vang lên. Tại đây thanh âm vang lên nháy mắt, Đinh Vân cùng Giang Yến ánh mắt, liền theo bản năng phóng tới Trương Huyền trên người, lần này, khiến cho Trương Huyền đại khái đoán được lại phát sinh cái gì. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một người ăn mặc hưu nhàn quần đùi, ngắn tay áo trên nam nhân, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâm Thanh Hạm, này nam nhân dáng người thực hảo, hai tay thô tráng, hiển nhiên là cái người biết võ. Nam nhân trên người quần áo, đều là giá trị xa xỉ hàng hiệu, diện mạo cũng thực anh tuấn. Ở Trương Huyền đánh giá người nam nhân này thời điểm, người nam nhân này cũng ở đánh giá Trương Huyền, thả ở cái này nam nhân trong mắt, tràn ngập tràn đầy địch ý, đơn giản là hiện tại, Trương Huyền ngồi ở Lâm Thanh Hạm bên người. Giang Yến thấp giọng mở miệng, người này là Dễ Hải, vẫn luôn theo đuổi Thanh Hạm, trong nhà tài sản cũng có cái vài tỷ, cho tới nay, Dễ Hải đều bị người cho rằng có khả năng nhất đuổi tới Thanh Hạm người. Dễ Hải, Trương Huyền nhìn mắt đối phương. Dễ Hải đã đi nhanh chiều Trương Huyền này đi tới, đồng thời lớn tiếng mở miệng, huynh đệ, thực lạ mặt a, chưa thấy qua ngươi. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ hai tiếng, lần đầu tiên cùng lão bà của ta tới tham gia cái này tụ hội. Lão bà ngươi, Dễ Hải hai mắt một ngưng. Tự giới thiệu một chút, ta là Thanh Hạm lão công, Trương Huyền. Trương Huyền tuy rằng nói chuyện khẩu khí khách khí, nhưng hắn động tác nhưng một chút đều không khách khí, khi nói chuyện, lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Một chút đứng dậy ý tứ đều không có, tự giới thiệu thời điểm, cũng là một bên ăn đồ vật một bên nói chuyện, hiển nhiên không đem Dễ Hải để vào mắt. Thanh Hạm lão công, Dễ Hải cắn ra này năm chữ, nhéo nắm tay, khớp xương phát ra tiếng vang, hắn trong lòng, đang có một cổ khôn kẻ táo bạo dâng lên, cố nén hỏi, không biết huynh đệ là làm gì đó, phía trước không nghe nói qua a. Làm gì đó, một cái Lâm ra tới cửa con rể mà thôi, một người ăn mặc hưu nhàn phục nam nhân xuất hiện. Trương Huyền liếc mắt một cái, này không phải Ninh Tỉnh cái kia quân đội một tay nhi tử, Ninh một vòng sao. Tới cửa con rể, Dễ Hải nhíu mày, nhìn về phía Trương Huyền thời điểm, trong mắt mang theo khinh thường. Mà Đinh Vân nghe được Ninh một vòng lời này khi, cảm nhận được một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác, hướng Trương Huyền đầu đi một cái lý giải ánh mắt. Giang Yến còn lại là cảm thấy ngoài ý muốn, vừa mới nói chuyện phiếm chung, nàng phát hiện Trương Huyền động tác phi thường có tu dưỡng, cách nói năng cũng bất phàm. Còn phỏng đoán nếu là nhà ai thiếu ra đâu, không nghĩ tới là cái tới cửa con rể. Ninh một vòng bước đi tới, đồng dạng đứng ở Trương Huyền bọn họ này trước bàn, nói thẳng không cố kỵ nói, Lâm Thanh Hạm, kỳ thật có cái vấn đề, lần trước ở trình lão gia tử gia ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi Lâm Thanh Hạm, hà tất muốn tìm cái tới cửa con rể. Loại phế vật này, làm sao có thể xứng đôi ngươi Lâm Thanh Hạm? Ninh một vòng, ngươi quá mức, vẫn luôn trước mặt người khác đều có vẻ cao quý yên lặng Lâm Thanh Hạm. Thái độ khác thường chụp khởi cái bàn, lớn tiếng quát lớn. Lâm Thanh Hạm cái này động tác, đừng nói Ninh một vòng, ngay cả Trương Huyền giật nảy mình, gì tình huống, Lâm Tổng sao lớn như vậy tính tình. Trên thực tế, ngay cả Lâm Thanh Hạm chính mình cũng không nghĩ tới, đang nghe người châm chọc Trương Huyền sau, chính mình sẽ có lớn như vậy phản ứng, vừa mới cái kia động tác,
hoàn toàn là theo bản năng. Ta quá mức, ta bất quá là nói chút lời nói thật mà thôi. Ninh một vòng đôi tay bối ở sau người, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, ngươi nếu có bản lĩnh, cũng đừng tránh ở một nữ nhân phía sau, không bằng chúng ta tới chơi chơi. Lâm Thanh Hạm vừa muốn mở miệng, liền cảm giác chính mình tay nhỏ bị một cổ ấm áp sở vây quanh. Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, đối nàng ôn nhu nói, hắn nói không tồi, ta đích xác không thể tránh ở ngươi phía sau, làm ngươi lão công, xua đuổi này đó rác rưởi, là ta nên làm sự tình. Rác rưởi. Trương Huyền nói, làm một ít vây xem lại đây người ồ lên. Một cái tới cửa con rể, nói đến ai khác là rác rưởi. Hắn nói ai, Dễ Hải vẫn là Ninh một vòng. Mặc kệ Dễ Hải, vẫn là Ninh một vòng, ở cái này trong vòng, đều là có chút danh khí, Dễ Hải không nói, nhà hắn vài tỷ tài sản, ở Ninh tỉnh, cũng là vị cư hàng đầu, Ninh một vòng đâu. Toàn bộ Ninh tỉnh quân đội một tay con trai độc nhất, trước nay không ai dám chọc. Trương Huyền xoay đầu, ánh mắt ở Ninh một vòng ôn hòa hải chi gian nhìn quét, nói đi, tưởng như thế nào chơi chơi. Chương 167, vô dây an toàn leo núi. Trương Huyền phản ứng, hiển nhiên ra ngoài phần lớn người dự kiến, ngay cả Lâm Thanh Hạm cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền sẽ như vậy tiếp được Ninh một vòng khiêu chiến. Loại này có nhân vi chính mình động thân mà ra cảm giác, làm Lâm Thỉnh Hạm trong lòng có như vậy một loại ngọt ngào, nhưng cũng có lo lắng. Ha ha, tiểu tử, có loại, Ninh một vòng cấp Trương Huyền dựng cái ngón tay cái, ta Ninh một vòng cũng không khi dễ ngươi, mặc kệ chơi tiền vẫn là chơi thế lực, ngươi liền sách giày tư cách đều không có, một người trời sinh, cũng đã chú định vận mệnh của hắn, nếu hôm nay tại đây, chúng ta không bằng liền chơi chơi bên ngoài đồ vật. Nam nhân thế giới, cũng không phải là dựa vào một chương tiểu bạch kiểm là có thể quá đi xuống. Ninh một vòng lời này nói xong, Đinh Vân trên mặt lộ ra một tia nan kham. Lâm Thanh Hạm động tác rất nhỏ lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, hướng Trương Huyền lắc lắc đầu. Ninh một vòng làm Ninh tỉnh quân đội một tay nhi tử, đã từng đã chịu quá rất dài một đoạn thời gian quân sự hóa quản lý, nghe nói còn bị này phụ thân chuyên môn đưa đi quá đặc chiến đại đội, huấn luyện suốt một năm thời gian, thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Mà Dễ Hải, tuy rằng không tiếp thu quá Ninh một vòng như vậy huấn luyện, nhưng làm cái này tư nhân hội sở hội viên, hắn ở này đó bên ngoài vận động thượng, đồng dạng có không nhỏ thành tựu. Trương Huyền đâu? Ăn mặc một thân Âu phục Trương Huyền, trừ bỏ làm người có thể nhìn ra hắn ngay ngắn dáng người ngoại, còn lại cái gì đều nhìn không ra tới. Hơn nữa, ăn mặc Âu phục tới tham gia cái này bên ngoài tụ hội, hiển nhiên liền không phải một cái chơi bên ngoài chủ. Trương Huyền dùng sức nhéo nhéo Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, không có việc gì. Trương Huyền quay đầu, hướng Ninh một vòng gật gật đầu, ngươi tưởng chơi bên ngoài, ta bồi ngươi. Hảo, Ninh một vòng hét lớn một tiếng, bất quá tiểu tử, có một số việc ngươi đến rõ ràng, ngươi cùng Thanh Hạm, căn bản là không phải một cái thế giới người, này liền không phải ngươi nên tới địa phương. Đừng nói nhảm nữa, Trương Huyền không kiên nhẫn phất phất tay, muốn chơi cái gì, chính ngươi nói. Ninh một vòng nhìn Trương Huyền này kiêu ngạo bộ dáng, vừa muốn mở miệng, đã bị Dễ Hải thanh âm trước một bước đánh gãy, vô dây an toàn leo núi. Vô dây an toàn leo núi. Này chơi quá lớn đi. Dễ Hải thanh âm vừa ra, chung quanh liền vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Từ mặt chữ ý tứ thượng lý giải, liền biết cái này hạng mục tính nguy hiểm ở kia. Leo núi, vẫn luôn là hạng nhất cao nguy vận động, chẳng sợ hệ dây an toàn, ghé vào trên vách đá, cũng sẽ làm người hai chân nhũn ra. Cái này hội sở leo núi vách tường, này đây một tòa núi lớn sườn vách tường làm cơ sở, chỉ làm chút ít gia công, chờ leo núi đến 30 mét hướng lên trên thời điểm, vậy cùng bình thường núi lớn không có gì khác nhau, thả bò, là một cái vuông góc mặt bằng. Không có dây an toàn, vậy thuyết minh, hơi có vô ý, liền sẽ bị rơi tan xương nát thịt. Dễ Hải khóe miệng ngậm một mặt cười dữ tợn, tiểu tử, thế nào, có dám hay không tiếp? Dễ Hải đây là muốn đem kia tiểu tử cấp bức tử a. Chính là, vô dây an toàn leo núi, tiểu tử này nếu muốn tìm cái chết, vậy tiếp. Muốn ta nói, hắn khẳng định sẽ không tiếp. Đi ở rể còn không phải là vì tiền sao, loại người này cũng chưa cốt khí cùng tôn nghiêm, sao có thể vì tiền không muốn sống. Vây xem người phát ra một đạo lại một đạo thanh âm. Lâm Thanh Hạm mở miệng, phát ra thanh thúy thanh âm, Dễ Hải, người không cần tại đây làm bậy, chúng ta. Lâm Thanh Hạm lời nói mới vừa nói một nửa, đã bị Trương Huyền đánh gãy. Ta tiếp, nói quy củ đi. Tiếp, hắn thật đúng là dám tiếp. Nhiều người như vậy tại đây,
cảm giác xuống đài không được đi. Ha ha, có gì xuống đài không được, một cái tới cửa con rể, còn có mặt mũi mặt nhưng giảng sao. Hảo, tiểu tử, người có dũng khí. Dễ Hải cười lạnh, bất quá có một số việc, cũng không phải là dựa dũng khí là được. Lâm Thanh Hạm lão công muốn ôn hòa Hải tỷ thí vô dây an toàn leo núi sự, một chút liền ở hội sở truyền khắp. Chuyện này, mặc kệ là Lâm Thanh Hạm lão công cái này danh hào, vẫn là cùng Dễ Hải tỷ thí, hoặc là vô dây an toàn leo núi cái này mánh lới, đều là cực kỳ hấp dẫn người, đương ba cái từ ngữ mấu chốt liên hệ đến một khối, lập tức liền hấp dẫn mọi người hứng thú. Rất nhiều không biết là gì tình huống người, còn tưởng rằng Lâm Thanh Hạm lão công cũng là cái leo núi cao thủ, bằng không sao có thể sẽ ôn hòa Hải so vô dây an toàn leo núi. Kết quả gần nhất, nhìn đến Trương Huyền kia tây trang dày ra bộ dáng, lập tức liền không có hứng thú, đây là một cái chơi bên ngoài người nên có ăn mặc sao. Ngay sau đó, Lâm Thanh Hạm lão công là tới cửa con rể, bởi vì mặt mũi thượng không nhịn được, mới không thể không tiếp thu Dễ Hải khiêu chiến cái này cách nói lại truyền khắp hội sở. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Trương Huyền là tự tìm tử lộ. Hiện tại thiên đã dần dần đen đi xuống, một chản đèn pha sáng lên, chiếu hiện trường giống như ban ngày. Trình 90 độ vuông góc sơn trên mặt, có một ít chuyên môn tạc ra tới điều nghiên địa hình, này vách núi liếc mắt một cái nhìn lại, vọng không đến đầu, chừng gần 200 mét cao, đã từng nhà này hội sở chủ nhân còn tổ chức leo núi thi đấu, có thể ở một giờ nội phàn đỉnh người, đem đạt được kết xù tiền thưởng, nhưng kết quả là bắt được tiền thưởng chỉ có số ít mấy người, có thể thấy được cái này vách đá leo núi khó khăn có bao nhiêu đại. Nhìn mặt trên những cái đó rơi rất tan tác điều nghiên địa hình, không mang theo dây an toàn, chỉ là ngẫm lại liền sẽ làm người trong lòng run sợ, này một không cẩn thận, liền khả năng vạn kiếp bất phục a. Dễ Hải đứng ở leo núi điểm thượng, mặc hộ cụ, chuẩn bị chính mình thường dùng leo núi công cụ, kia thành thạo bộ dáng, vừa thấy chính là phi thường có kinh nghiệm. Lại xem Trương Huyền, ăn mặc một thân Âu phục dày da, đứng ở leo núi điểm trước, trên người cái gì hộ cụ cũng không có mặc, càng không có chuẩn bị bất luận cái gì công cụ, liền như vậy ngốc ngốc nhìn vách đá, không biết suy nghĩ cái gì. Quang xem hai người này chuẩn bị công tác, cao thấp lập phán. Quy củ rất đơn giản, thời gian không chừng, ai bỏ cao, ai thắng. Vô dây an toàn leo núi, không riêng gì đối leo núi giả kỹ thuật khảo nghiệm, càng là đối dũng khí khảo nghiệm. Một ít đã từng trèo lên quá hơn 1.000 mét cao phong người, ở không mang theo dây an toàn dưới tình huống, liền 10 mét đều phản không được, liền sợ tới mức không dám nhúc nhích. Trương Huyền gật gật đầu, đối với quy củ gì, hắn không để bụng, bởi vì hắn biết, chính mình không có khả năng thua, không đến 200 mét cao vách đá, đối hắn mà nói, cùng đất bằng có cái gì khác nhau. Hồi tưởng rất nhiều năm trước, chính mình cùng một đám hảo huynh đệ, nhàn tới không có việc gì cũng sẽ tay không bỏ một ít mấy ngàn mét vách đá. Ai túng ai là tôn tử, kết quả là đại gia tất cả đều ngồi ở đỉnh núi uống rượu, chờ mặt trời mọc. Như vậy nhật tử hiện tại ngẫm lại, thật như là nằm mơ giống nhau a, 200 mét vách đá, cũng coi như là quá qua tay nghiện đi. Trương Huyền cảm thán một tiếng. Liền ở Trương Huyền cảm thán trong quá trình, Dễ Hải đã bắt đầu rồi hắn leo lên. Dễ Hải động tác rất quen thuộc, ở phía trước hơn 10 mét thời điểm, hắn căn bản vô dụng bất luận cái gì công cụ. Đôi tay chuẩn xác bắt lấy điều nghiên địa hình, hai tay dùng sức, hướng về phía trước nhảy lên, lưu sướng động tác đưa tới một trận hoan hô, ở mười mấy mét sau, hắn mới bắt đầu chọn dùng công cụ, phối hợp điều nghiên địa hình, tốc độ dần dần hàng đi xuống. Dễ Hải quả nhiên lợi hại. Này động tác, thành thạo không thể lại thành thạo a. Chương 168 quỷ môn quan. So với đã phản đến hơn 20 mễ cao Dễ Hải, Trương Huyền còn ở leo núi điểm đứng. Trương Huyền biểu hiện, làm vây xem người sôi nổi ra tiếng. Đây là không dám bỏ đi. Hiển nhiên là không dám. Một cái vì tiền tới cửa con rể, hắn lấy cái gì hướng lên trên bò. Ai có thể cho hắn cái này dũng khí? Từng đạo châm chọc thanh âm truyền tiến Trương Huyền trong tai, những cái đó đều là ôn hòa Hải quan hệ người tốt. Ninh một vòng đứng ở một bên, cười lạnh nhìn Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm treo một lòng ở nhìn thấy Trương Huyền từ bỏ lúc sau. Cũng rốt cuộc thả xuống dưới, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Trương Huyền xông lên đi liều mạng. Trước mắt Dễ Hải đã bỏ đến 35 mễ độ cao, nơi đó không có cố ý tạc khắc ra tới điều nghiên địa hình, muốn leo lên đi, dũng khí thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Dễ Hải nhìn dưới thân, kia nhỏ bé như ngón tay bóng người, phát ra tiếng cười to. Tiểu tử, không dám chơi liền không cần cậy mạnh, đây là nam nhân trò chơi, không phải ngươi loại này tiểu bạch kiểm có thể tham dự. Trương Huyền khóe miệng một phiết,
lầm bầm lầu bầu một tiếng, không thể tưởng được có một ngày, ta cũng sẽ bị người gọi là tiểu bạch kiểm, thật là. Trương Huyền nhìn trước mắt, kia leo núi điểm chính phía trên, liền có một khối điều nghiên địa hình, hắn xem chuẩn kia khối điều nghiên địa hình, bước chân hơi hơi lui về phía sau, theo sau về phía trước một cái lao tới. Hắn cái này lao tới động tác, xem ở một ít người trong mắt, không tự giác phát ra cười nhạo. Tiểu tử này là muốn làm sao? Lao tới leo núi sao? Điện ảnh xem nhiều đi. Khôi hài. Trong đám người cười nhạo thanh rất lớn, nhưng đình chỉ cũng thực mau. Trương Huyền lao tới đến vách núi trước, dùng sức hướng về phía trước một cái nhảy lên, đồng thời vươn một bàn tay bắt lấy phía trên điều nghiên địa hình, cánh tay hơi dùng một chút lực, cả người như mũi tên rời dây cung giống nhau, hướng về phía trước thoán khởi, đồng thời hắn chân dẫm vừa mới sở chảo điều nghiên địa hình, cánh tay chiều một cái khác điều nghiên địa hình chộp tới, lại lần nữa dùng sức. Động tác như vậy, người ở bên ngoài xem ra, có một loại TV trung hiệp khách vượt nóc băng tường cảm giác, chẳng sợ treo dây thép tới biểu diễn đều không có hắn như vậy tự nhiên. Này một bộ động tác, xem vừa mới còn ở giễu cợt Trương Huyền người nhắm lại miệng. Trương Huyền trên người Âu phục, hoàn toàn không có trói buộc hắn cảm giác, ngược lại cho người ta một loại khác mỹ cảm, khí chất cùng lực lượng cùng tồn tại. Ở trong nháy mắt kia, rất nhiều nữ nhân trong lòng sinh ra như vậy một cái cảm giác, đây mới là một người nam nhân nên có bộ dáng, nhưng ôn tồn lễ độ, nhưng mỹ kiên không tồi. Trương Huyền mấy cái nhảy lên, liền bò lên trên 30 mét độ cao, tổng cộng dùng khi, không đến 15 giây. Nhìn mắt liền ở chính mình phía trên 5 mét chỗ dễ hải, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, cánh tay lại lần nữa dùng sức, bắt lấy một khối đột nham, toàn bộ thân mình cất cao, gần mấy cái động tác, hắn dễ bề dễ hải tề bình. Trương Huyền nhìn dễ hải, phát ra một tiếng nghi hoặc, làm ngươi một hồi, ngươi mới đến này. Dễ hải trên mặt một trận nóng rát, không để ý đến Trương Huyền, hừ lạnh một tiếng. Lấy ra công cụ, bắt đầu leo lên. So với Dễ Hải dùng công cụ một chút di động, Trương Huyền động tác muốn linh hoạt nhanh và tiện nhiều, chỉ dùng vài giây liền vượt qua Dễ Hải, lại qua vài giây, bởi vì tối tăm hoàn cảnh, Dễ Hải chỉ có thể nhìn đến Trương Huyền mơ hồ bóng dáng. Vừa mới những cái đó mở miệng chào phúng Trương Huyền người, giờ phút này tất cả đều câm miệng. Ninh Vân còn lại là vẻ mặt hưng phấn, không ngừng đối phía trên dựng ngón tay cái, huynh đệ. Ngươi thật đúng là tới cửa con rể giới mẫu mực a. Dễ hải hướng về phía trước leo lên vài phút, trước sau đều đuổi theo không thượng Trương Huyền, cái này làm cho Dễ hải trong lòng nôn nóng, hắn nhìn mắt dưới thân, chính mình giờ phút này đã ở 40 mễ trời cao, dưới thân người nhỏ bé còn không có một cái ngón út tiết thô. Dễ hải thở sâu, như là làm nào đó quyết định giống nhau, đem trong tay công cụ tới eo lưng gian từ biệt, học tập Trương Huyền bộ dáng, tay không đi leo núi, lấy cầu có thể nhanh hơn tốc độ. Dễ hải đang làm gì? Tay không leo núi. Hắn căn bản không phương diện này kinh nghiệm. Một người này sở bên ngoài hội sở hội viên trong mắt mang theo trịnh trọng, trầm giọng nói, chúng ta phía trước đã từng nếm thử quá tay không leo núi, 30 mét hướng lên trên vách núi phi thường đầu tiếu, có thể xuống tay địa phương rất ít, trừ phi có viễn siêu thường nhân lực lượng, nếu không căn bản vô pháp leo lên đi, dễ hải nếm thử quá, hắn làm không được. Dễ hải mồm to hô khí. Hắn khẩn theo dõi phương nửa thước chỗ một khối đột nham, trong lòng đếm ngược, ở đếm tới một thời điểm, Dễ Hải bỗng nhiên nhảy dựng, đôi tay rút trụ kia khối đột nham. Ở Dễ Hải nhảy lên thời điểm, phía dưới vang lên một đạo kinh hô, người quan sát cũng dẫn theo một lòng, ở Dễ độ cao so với mặt biển trụ đột nham thời điểm, những người đó nhắc tới một lòng mới buông. Dễ Hải động tác, không giống Trương Huyền như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi một lần, đều sẽ làm người lo lắng đề phòng, tương phản. Trương Huyền ở leo núi thời điểm, mọi người phảng phất đang xem một hồi biểu diễn, không hề có vì Trương Huyền cảm thấy lo lắng. Vừa mới mọi người, đều cho rằng Trương Huyền là phải thua, nhưng hiện tại, đã không ai như vậy cho rằng. Liền ở Dễ Hải đang cố gắng hướng về phía trước leo lên thời điểm, Trương Huyền đã sắp tiếp cận đỉnh núi. Có một đóa hoa hồng, đặt ở kẽ hở giữa. Đây là một đóa vĩnh sinh hoa, bị người phóng với kẽ hở giữa, chỉ có leo núi đến này người, mới có thể vào tay. Trương Huyền tháo xuống này đóa hoa hồng, bắt đầu hắn xuống núi hành trình, so với lên núi, hắn tốc độ muốn chậm không ít, nhưng như cũ tấn mẫn. Dễ hải liên tục nhảy lên 3 lần, đều thành công bắt được đột nham, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, tốc độ cũng so dùng công cụ leo lên muốn mau thượng một ít, nhưng đối hắn thể lực tiêu hao không thể nghi ngờ là thật lớn. Dễ hải mồm to thở hổn hển, thỉnh thoảng nuốt khẩu nước bọt, hiện tại hắn, chính là ở mũi đao thượng khiêu vũ,
một cái sai lầm, chính là tan xương nát thịt. Dễ Hải lại nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu một khối đột nham, ánh mắt một ngưng, liều mạng. Hắn dùng sức nhảy, duỗi tay thượng chảo, thành công bắt lấy đột nham. Dễ Hải trong lòng vui vẻ, nhưng tại hạ một giây, đó là một trận không trọng cảm truyền đến, Dễ Hải bắt lấy kia khối đột nham, phát sinh đứt gãy, Dễ Hải cả người cũng xuống phía dưới quăng ngã đi. Này biến cố, làm một ít nữ tính thét chói tai ra tiếng. Giờ này khắc này, Dễ Hải trong lòng, chỉ có một ý tưởng, xong rồi. Loại này đột nham đứt gãy, tự do vật rơi cảm giác, Dễ Hải không ngừng một lần cảm nhận được, nhưng trước vài lần, chính mình trên người đều cột lấy dây an toàn, nhưng lần này, không có. Kia hệ trụ chính mình sinh mệnh cuối cùng một cái tuyến, bị chính mình lấy đi xuống. Dễ Hải nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng kẻ thất bại, thế nhưng sẽ là chính mình. Thời khắc mấu chốt, một con cường hữu lực cánh tay bắt lấy Dễ Hải cổ chân, làm Dễ Hải hạ trụy thế bỗng nhiên một đốn. Dễ Hải mở to mắt, nhìn đến cái kia ăn mặc âu phục người, đang dùng lực bắt lấy chính mình. Huynh đệ, luẩn quẩn trong lòng tính toán nhảy đâu. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, cánh tay dùng sức nhắc tới, làm Dễ Hải có thể bắt lấy một cái đột điểm, khống chế thân thể cân bằng. Dễ Hải nhãn thần phức tạp nhìn Trương Huyền, hắn biết, chính mình vừa mới đã nửa cái chân rảo bước tiến lên quỷ môn quan, lại bị trước mắt người này sinh sôi kéo ra tới. Một màn này, xem dưới chân núi vây xem người hoan hô một mảnh. Lâm Thanh Hạm khóe miệng không tự giác hiện lên ý cười. Đây là chính mình nam nhân. Chương 169 đua xe. Trương Huyền mấy cái lên xuống, từ sơn thượng hạ tới, trở lại leo núi điểm. Giờ khắc này, mọi người xem Trương Huyền ánh mắt đều thay đổi, không còn có vừa mới coi khinh, một ít ôn hòa hải quan hệ người tốt, trong mắt càng là mang theo cảm kích, mọi người đều minh bạch, vừa mới nếu không phải Trương Huyền đột nhiên ra tay, Dễ Hải liền xong rồi. Trương Huyền vỗ vỗ trên người cho bụi, bước nhẹ nhàng nện bước, đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, đem vừa mới vào tay kia đóa hoa hồng, cắm ở Lâm Thanh Hạm đỉnh đầu. Thổ đã chết, Lâm Thanh Hạm hờn dỗi một tiếng, trợn trắng mắt, lại tùy ý Trương Huyền đem này đóa hoa hồng cắm ở chính mình phát gian. Đây là kia đóa vĩnh sinh hoa, có người nhận ra hoa hồng, đặt ở tiếp cận đỉnh núi một chỗ trên vách đá. Người thế nhưng gỡ xuống tới, liền như vậy một hồi, người bò lên trên đỉnh núi. Lên núi đỉnh, không có khả năng đi. Lúc này mới nhiều điểm thời gian, hắn tay không bò lên trên đỉnh núi. Một ít chơi leo núi người, mang theo một loại không thể tưởng tượng ánh mắt, ở trời tối hoàn cảnh hạ, lại là tay không, lại không có đeo bất luận cái gì an toàn thiết bị, còn ở như thế đoạn thời gian nội lên núi đỉnh. Khó có thể tin, nhưng bọn họ không tin nữa, kia đóa vĩnh sinh hoa sẽ không gạt người. Thời gian này, Dễ Hải cũng đã an toàn rơi xuống đất. Vẻ mặt của hắn thực phức tạp, không còn có phía trước bừa bãi, một ít người đi lên tới muốn an ủi Dễ Hải, bị Dễ Hải đẩy ra, hắn bước đi đến Trương Huyền trước mặt. Ta thua, ngươi rất mạnh, lực lượng của ngươi vượt quá tưởng tượng, còn có, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta. Trương Huyền cười cười, không nói gì, chủ động hướng Dễ Hải vươn tay phải. Dễ Hải sửng sốt 2 giây, đồng dạng vươn chính mình tay phải, nhếch miệng nở nụ cười. Một bên Ninh Một Vòng thấy như vậy một màn, sắc mặt phá lệ khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này ăn cơm mềm tiểu tử, thế nhưng có như vậy thân thủ, hắn cau mày, đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì phương pháp đối phó Trương Huyền đâu, Trương Huyền liền tiên triều Ninh Một Vòng đi qua. Ninh đại thiếu, ngươi mở miệng nói chơi chơi, như thế nào cũng nên ngươi lên sân khấu đi. Ngươi ở chủ động khiêu khích ta, Ninh Một Vòng nhướng mày, trong giọng nói mang theo một loại khôn kể tức giận. Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Trương Huyền hỏi lại một tiếng, họ Ninh, nói đi, muốn chơi cái gì? Hành, nếu ngươi tưởng chơi, ta liền bồi ngươi chơi chơi. Ninh Một Vòng khóe miệng lộ ra một mạt cười dữ tợn, đua xe, muốn hay không chơi chơi? Tùy tiện, Trương Huyền lộ ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Tại đây ra hội sở, có một cái dài đến 21 km đường đua, trong đó nhiều là chỗ vòng gấp, tại đây điều đường đua thượng. Tốt nhất kỷ lục người sáng tạo, dùng khi thập phần linh 7 giây, nghe nói là một cái tay đua chuyên nghiệp kỷ lục, hắn thản ngôn, nếu không phải ép một cái loại này đặc thù cải tạo đua xe, bất luận kẻ nào, đều không thể tại đây điều đường đua thượng chạy ra 10 phút trong vòng thành tích. Có vừa mới leo núi trải qua, lần này đua xe tỉ thí, đại gia bình luận không hề là nghiêng về một bên, đương nhiên, có khuynh hướng Ninh Một Vòng sẽ thắng người vẫn là nhiều, bởi vì mặc kệ ở cá nhân lý giải thượng,
vẫn là A Dua nịnh hót thượng, nịnh một vòng ưu thế đều so một cái Lâm gia tới cửa con rể hiếu thắng quá nhiều. Đầu tiên, nịnh một vòng gia cảnh, làm hắn có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc siêu xe, đây là một cái tới cửa con rể sợ không thể so. Thứ hai, nịnh một vòng kỹ thuật lái xe, ở toàn bộ Ninh tỉnh trong vòng cũng là đáng giá thưởng thức, mà một cái tới cửa con rể đâu. Hắn phàm là có điểm kỹ thuật lái xe, cũng đều không đến mức đi đương một cái tới cửa con rể. Thứ ba, chiếc xe, cũng là đua xe thủ thắng mấu chốt nơi. Ninh một vòng ở cái này hội sở, có tam chiếc tinh tế bảo dưỡng đua xe, tính năng đều là tương đương chắc tuyệt. Này ba cái điều kiện thêm lên, cho rằng Trương Huyền có thể thắng người, rất ít. Đường đua có chuyên dụng thính phòng, mỗi cái chặng đường điểm, cũng đều có chuyên gia hội báo ở đây tình huống. Ở chuẩn bị giai đoạn, Dễ Hải chủ động hướng Trương Huyền kỳ hảo, huynh đệ, Ninh một vòng xe là chuyên môn cải trang quá, 100 km tăng tốc một chút 8 giây, sàn xe ép xuống, thân xe lưu tuyến phù hợp cái này đường đua tiêu chuẩn, chẳng sợ chuyên nghiệp đua xe tay, nếu không chuẩn bị một chiếc hảo xe, đều chạy không thắng hắn, ta xe có thể mượn ngươi. Trương Huyền cười nói, đa tạ, bất quá không cần, ta khai lão bà của ta xe liền hảo. Khai ta xe, Lâm Thanh Hạm có loại không hồi kính tới cảm giác, không phải nàng không muốn đem xe mượn cấp Trương Huyền, chỉ là kia chiếc chạy băng băng GT, thật sự khó chạy thắng Ninh một vòng kia chiếc chuyên môn cải trang quá chiến thần GTA. Một chiếc màu ngân bạch GTA vừa ra tràng, liền đưa tới một trận hoan hô cùng tiếng thét chói tai, Ninh một vòng ngồi ở phòng điều khiển chung, ánh mắt hờ hững nhìn Trương Huyền. Trương Huyền từ Lâm Thanh Hạm kia lấy quá chạy băng băng GT chìa khóa, chạy đến bãi đỗ xe, thực mau, một chiếc hỏa hồng sắc chạy băng băng GT vào bàn, này chiếc giá trị 197 vạn, có 4.0T song tua bin tăng áp dã thú, lúc này ở chiến thần GTA trước mặt lại có vẻ có chút mệt mỏi. Trải qua cải trang GTA, không chỉ có là ở động cơ công suất phương diện, vẫn là thân xe ổn định tính, bao gồm phanh lại phương diện, đều hoàn toàn nghiền áp này chiếc chạy băng băng GT. Đương Trương Huyền điều khiển chạy băng băng GT cùng Ninh một vòng GTA ngừng ở cùng vạch xuất phát thời điểm, lại lần nữa không có gì người xem trọng Trương Huyền, phía trước có người còn đang suy nghĩ, khả năng cái này Lâm gia tới cửa con rể, có chút bản lĩnh cũng nói không chừng, nhưng hiện tại, liền tính hắn có chút bản lĩnh, nhưng Ninh một vòng ở phần cứng thượng đã hoàn toàn nghiền áp. Xe thể thao cùng đua xe chi gian chênh lệch, giống như một đạo liệt cốc thật lớn. Thanh Hạm, như vậy đi xuống, người lão công thua định rồi a. Giang Yến có chút nôn nóng ở Lâm Thỉnh Hạm bên tai nói, người lão công là lần đầu tiên tới, liền tính hắn sẽ đua xe, đối cái này đường đua chưa từng có tiếp xúc quá hắn, sẽ cảm thấy mới lạ vô cùng, mà Ninh một vòng bất đồng, cái này đường đua hắn chạy qua hơn 100 lần, mỗi một cái khúc cong, nên khi nào đánh phương hướng, hắn đều có thể để sau lưng ra tới, càng không cần để chiếc xe chi gian chênh lệch. Không tồi, Dễ Hải cũng mở miệng, Trương Huyền huynh đệ bản lĩnh là có, nhưng loại này tỉ thí. Quang có người thực lực là vô dụng, còn phải có phần cứng thực lực, hôm nay liền tính cả nước đứng đầu lái xe tới điều khiển này chiếc chạy băng băng GT, cũng chạy bất quá Ninh một vòng. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm hơi hơi lắc lắc đầu, nàng nhìn tái vạch xuất phát vị trí, nhàn nhạt mở miệng, ta đối hắn có tin tưởng. Một câu có tin tưởng, làm Giang Yến ôn hòa hải sắp sửa xuất khẩu nói, toàn bộ nuốt trở vào. Lâm Thanh Hạm lại nói có tin tưởng ba chữ thời điểm, nàng bản nhân trên người. Cũng tràn ngập một cổ tất thắng tín nhiệm, này rốt cuộc là đối nam nhân kia cỡ nào tín nhiệm, mới có thể sinh ra như vậy một loại tình cảm tới. Nếu hỏi Lâm Thanh Hạm cũng trả lời không lên vấn đề này, nàng chỉ biết, người nam nhân này, không có làm chính mình thất vọng quá, trước nay đều không có, chẳng sợ ở bất luận cái gì một chuyện nhỏ thượng, hắn đều sẽ làm được hoàn mỹ. Trương Huyền ngồi trên xe, nhìn trước mắt đường đua, hắn chưa từng có chân chính tiếp xúc quá đua xe. Thậm chí liền bằng lái đều là lấy trước người khác cấp làm được, nhưng hắn còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên lái xe, liền chạy thắng vô số viên đạn đạo, từ một cái biển máu trung sát ra trùng vây. Chương 170 lợi hại. Hai chiếc ngừng ở đường đua vạch xuất phát xe thể thao, cơ hồ ở cùng thời gian phát ra tiếng gầm rú, lốp xe trên mặt đất đảo quanh, mạo khí khói đặc, gia tăng nhiệt lượng, lấy đạt tới lớn nhất chảo độ phì của đất. Một người tuổi thanh xuân nữ lang, thân xuyên nóng bỏng nhiệt y. Giờ đếm ngược vì tam LED biểu hiện bài, đứng ở hai chiếc xe chính phía trước trung ương vị trí. LED biểu hiện bài thượng con số bắt đầu nhảy lên, biến thành 4, mỗi một lần biến hóa, đều làm chung quanh quan chiến nhân tâm trung nhiều ra một phân khẩn trương. Ninh một vòng vẻ mặt coi khinh hướng bên cạnh liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn phía trước.
nương led bài thượng con số từ biến đổi thành lúc 0 giờ, hai chiếc xe cơ hồ cùng thời gian vụt ra, ở cùng nhau tịnh tiến 2 giây lúc sau, GTA bắt đầu cùng chạy băng băng GT kéo ra khoảng cách, hai chiếc xe tính năng chênh lệch ở thẳng tắp thượng rõ ràng biểu hiện ra ngoài. GTA là hoàn toàn nghiền áp chạy băng băng GT. Ninh Thiếu Thắng, này căn bản không cần xem, không đề cập tới kỹ thuật, chỉ là phần cứng phương tiện liền hoàn toàn nghiền áp. Đích xác. Thực mau, Trương Huyền ở thẳng tắp thượng bị Ninh một vòng kéo ra đem tiến 50 mét khoảng cách, ở bản thân cũng chỉ có 21 km đường đua thượng, ở cái này giành giật từng giây thi đấu hạng mục chung, 50 giây, là cực kỳ chí mạng, huống hồ này còn chỉ là khởi bước, mặt sau liên tục khúc cong, sẽ kéo ra lớn hơn nữa chênh lệch, trải qua chuyên môn cải trang đua xe, quá cong tính năng sẽ càng tốt. Đương nghênh đón cái thứ nhất khúc cong thời điểm, Ninh một vòng lấy một cái cực kỳ xinh đẹp trôi đi quá cong, cho dù là chuyên nghiệp đua xe tay tới xem tái, đều chọn không ra cái gì tỉ vết, cũng không dám nói so Ninh một vòng làm càng tốt, đối này đường đua, Ninh một vòng thật sự là quá quen thuộc. Lại xem Trương Huyền, quá cong khi cũng không có chọn dùng trôi đi kỹ xảo, liền cùng ngày thường lái xe giống nhau, đánh một phương hướng, làm xe bình thường xử nhập khúc cong. Một cái là xinh đẹp trôi đi quá cong kỹ xảo, một cái là không duyên cớ vô kỳ xử quá khúc cong, cao thấp lập phân. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng cái này Lâm ra tới cửa con rể có thể cho chúng ta cái gì kinh hỉ đâu, kết quả là đây là hắn dám tiếp thu Ninh thiếu đua xe dũng khí. Một cái đơn giản trôi đi đều làm không được, còn tái cái gì xe a? Lâm Thanh Hạm bên người, Giảng Yến cũng thở dài, Thanh Hạm, nhìn dáng vẻ, người lão công lần này cần thua, bất quá cũng bình thường, người lão công bản thân liền không tiếp xúc này đó phương diện. Ninh một vòng thường xuyên đua xe. Ninh Vân đứng ở chính mình lão bà bên người, nhìn trong sân kia chiếc màu đỏ chạy băng băng GT, mặc không lên tiếng, nhưng trong mắt hắn, lại lập lòe một loại khác thường sáng rọi. Dễ Hải đồng dạng nhìn chằm chằm trong sân kia chiếc chạy băng băng GT, phát ra trầm thấp thanh âm, không đúng, các ngươi xem, Thanh Hạm nàng lão công quá cong tốc độ cũng không so Ninh một vòng chậm, tương phản, còn muốn mau thượng một chút. Phát hiện vấn đề này, không ngừng là Dễ Hải một người, địa phương còn lại, cũng có như vậy thanh âm. Nguyên bản hai chiếc xe chi gian chênh lệch ít nhất có 50 mét, hiện tại đã ngắn lại tới rồi 45 mễ, hơn nữa mỗi quá một cái khúc cong, hai chiếc xe chi gian khoảng cách liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Sao có thể, hắn căn bản sẽ không bất luận cái gì trôi đi kỹ xảo, sao có thể đuổi kịp Ninh Thiếu. Một người đứng ở khoảng cách Lâm Thanh Hạ mấy người không xa địa phương thanh niên kinh ngạc nói. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý, vẫn luôn không hé răng Ninh Vân sửa sang lại một chút chính mình cổ áo, hạ giọng nói, cái gọi là trôi đi, đơn giản là một loại đại biên độ huyễn kỹ mà thôi, chiếc xe vì cái gì sẽ phát sinh trôi đi. Nói trắng ra, chính là chiếc xe sau luân mất khống chế, mới đưa đến xuất hiện trôi đi động tác, liền xe đều mất khống chế, tốc độ lại có thể mau đến nào đi. Ninh một vòng chọn dùng trôi đi quá cong, hắn này chiếc xe trải qua cải trang. Nguyên bản ở quá cong khi nằm ngang tăng tốc độ có thể đạt tới một chút 2G, nhưng hiện tại chỉ phát huy ra 0.5 cái G mà thôi. Trương Huyền bất đồng, hắn hoàn toàn đem này chiếc chạy băng băng GT nằm ngang tăng tốc độ phát huy ra tới, đạt tới cực hạn, gần một cái G. Ninh Vân buổi nói chuyện, hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, rất nhiều người đều biết Ninh Vân là tới cửa con rể cái này thân phận, nhưng ai đều không có nghĩ đến, hắn lại là như vậy hiểu đua xe, liếc mắt một cái liền nhìn ra nghê đoan. Chẳng lẽ, hắn cũng là cái cao thủ? Ninh Vân ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm đường đua. Bang! Giang Yến một cái tát chụp đến Ninh Vân cái ót thượng, hảo hảo nói chuyện, trang cái gì thâm trầm. Ninh Vân cười nịnh một tiếng, liên tục gật đầu, tốt lão bà. Này đột nhiên phong cách chuyển biến, làm đứng ở bên cạnh có điểm khó có thể tiếp thu, nhưng Ninh Vân lời nói, bọn họ lại nghe đến minh bạch, chẳng lẽ, cái loại này không duyên cớ vô kỳ quá cong? Thật sự so trôi đi muốn mau. Lúc này, đường đua thượng hai chiếc xe đã tới rồi liên tục khúc cong cùng sở hữu 9, qua này đó khúc cong, đem nghênh đón 4 cái hoàn vòng nhất trung tâm, chính là trung điểm, nhưng nói như vậy, kia liên tục 9 cong, chính là quyết định thắng bại địa phương, ở chỗ này nếu không thể lấy được dẫn đầu, kia ở phía sau 4 cái hoàn vòng, cơ hồ là không có gì hy vọng. Ninh một vòng lái xe sử nhập liên tục khúc cong, tiến hành yêu cầu cao độ trôi đi quá cong, hắn mỗi một cái cong đều phiêu đến xinh đẹp, giống như nghệ thuật biểu diễn, nhưng lại bị Trương Huyền đem khoảng cách càng ngày càng gần, cho dù là loại này liên tục khúc cong, Trương Huyền cũng không có làm ra bất luận cái gì trôi đi động tác. Lúc này, ở cái này hội sở hưu nhàn thính tối cao một tầng trên lầu,
một nam nhân trung niên đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước, nhìn đường đua thượng hai chiếc xe, lợi hại, có thể đem một chiếc bình thường chạy băng băng GT khai thành như vậy, thật sự lợi hại. Không thể tưởng được, người nơi này còn có như vậy cao thủ. Sư phụ, nói như thế nào? Một người thanh niên đứng ở trung niên nam nhân phía sau, mặt mang nghi hoặc. Tên này thanh niên, đúng là nhà này hội sở chủ nhân, Lâu Một Hào. Lâu ra, ở Ninh tỉnh tiên có người nghe nói, nhưng nếu phóng tới toàn bộ Tây Bắc, kia đều là tương đương có thế lực gia tộc. Lâu Một Hào người này đam mê bên ngoài vận động, cơ hồ ở Tây Bắc mỗi cái tỉnh, hắn đều chuyên môn kiến có một nhà như vậy tư nhân hội sở, không vì lợi nhuận, chỉ vì kết giao bạn tốt. Lâu Một Hào trước người cái này trung niên nam nhân, là Lâu Một Hào đua xe sư phụ, đã từng lấy được quá nhiều hạng quốc gia giải nhất, kỹ thuật cao siêu. Lâu Một Hào đi theo chính mình sư phụ, đã từng xem qua nhiều lần ô tô thi đấu, phương trình tái, sức kéo tái, từ từ, nhưng còn không có gặp qua chính mình sư phụ như vậy khen quá một người, dùng thật sự lợi hại này bốn chữ. Trung niên nam nhân duỗi tay chỉ vào đường đua, ta nhớ rõ ta lúc ấy cho ngươi nói qua, mỗi chiếc xe. Đều có mỗi chiếc xe cực hạn, cái này cực hạn, là khó nhất nắm giữ, vượt qua cái này cực hạn, sẽ xử chiếc xe mất khống chế, không đạt được cái này cực hạn, tác chứng minh ngươi ở đua xe phương diện, còn có rất dài lộ phải đi. Lâu Một Hào gật gật đầu, hắn nhớ rõ chính mình sư phụ những lời này, mà hắn hiện tại, cũng ở hướng tới khống chế chiếc xe cực hạn cái này phương hướng nỗ lực, nhưng chỉ có làm mới biết được, cái này cực hạn, là có bao nhiêu khó khống chế. Trung niên nam nhân tiếp tục mở miệng, một người, muốn nắm giữ trải qua tinh chuẩn điều giáo đua xe cực hạn, đều khó càng thêm khó, càng không cần đề lượng sản dân dụng ô tô, không có bất luận cái gì một cái dân dụng ô tô, có thể đem số liệu làm được đua xe như vậy tinh tế, này số liệu, cũng không hoàn toàn là tham số biểu thượng viết như vậy. Chương 171 có người thật tốt. Tuy rằng trung niên nam nhân chỉ là ít ỏi hai câu lời nói, nhưng làm đua xe tay Lâu Một Hào, vẫn là một chút liền minh bạch trong đó đáng sợ. Một chiếc trải qua chuyên môn cải trang đua xe, này sở hữu tham số, đều là tinh tế nhất, tỉ như động cơ công suất, lớn nhất mã lực, lưu tuyến phong trở, lốp xe chảo độ phì của đất, từ từ, mà ở lên sân khấu phía trước, này đó đua xe đều sẽ điều chỉnh thử đến một cái tốt nhất trạng thái, cứ như vậy, đua xe tay đều khó có thể nắm giữ này chiếc xe cực hạn. Mà dân dụng xe đâu? Đầu tiên, không đề cập tới xuất xưởng tham số chi gian liền có rất nhỏ chênh lệch, ngày thường hằng ngày dùng xe. Đối thân xe tạo thành phần cứng mài mòn, lốp xe mài mòn, đều sẽ ảnh hưởng chiếc xe tính năng, đã có thể như vậy, đều có thể nắm giữ thân xe cực hạn, không thể không nói, này phi thường đáng sợ. Trung niên nam nhân lắc lắc đầu, từ cửa sổ sát đất trước tránh ra, nói, không cần nhìn, kết quả đã ra tới, GTA phải thua không thể nghi ngờ, hắn như vậy huyễn kỹ, còn không có chạy đến trung điểm, hắn xăm lốp liền sẽ dẫn đầu nổ tung. Ở Lâu Một Hào cùng trung niên nam nhân nói chuyện phiếm trong quá trình, đường đua thượng hai chiếc xe đã xử quá chín liền khúc cong, nguyên bản ở thẳng tắp thượng bị GTA ném ra 50 mét xa chạy băng băng GT, hiện tại đã gắt gao đi theo GTA mông mặt sau. Trương Huyền giẫm chết chân ga, ánh mắt hơi hơi liếc một chút GTA lốp xe, lầm bầm lầu bầu một tiếng, lốp xe mài mòn nghiêm trọng, chảo độ phì của đất đại biên độ trượt xuống, thẳng tắp ra tốc thượng, chỉ sợ ném không ra ta lạc. Trương Huyền dựa nằm đang ngồi ghế, một tay đặt ở bên cửa sổ, chi đầu, một tay bắt lấy tay lái, hắn bộ dáng này, đâu giống đua xe, liền cùng đi chậm ở trong núi trên đường nhỏ, hưởng thụ thanh phong giống nhau. Ninh một vòng mắt thấy Trương Huyền thế nhưng đuổi theo, giẫm chết chân ga, muốn ở cuối cùng này bốn cái hoàn vòng ném ra Trương Huyền, đối với này hai chiếc tính năng cực cao xe tới nói, loại này tiểu biên độ chuyển biến hoàn vòng, cùng thẳng tắp không có gì khác nhau, nhưng Ninh một vòng phát hiện. Chính mình thế nhưng vô pháp ném ra này chiếc chạy băng băng GT, rõ ràng mại tốc biểu đã tiêu đến 200, nhưng tốc độ trước sau cảm giác để không đi lên. Bánh xe ở cao tốc chuyển động dưới tình huống, sẽ cho người một loại yên lặng cảm giác, nhưng Trương Huyền lại thấy được rõ ràng, Ninh một vòng bánh xe, ở trượt. Nghiêm trọng lốp xe mài mòn, làm hắn này bốn cái chuyên môn thêm khoan lốp xe chảo độ phì của đất đại biên độ giảm xuống, giống như là người ở mặt băng thượng vô luận dùng như thế nào lực đều chạy không mau giống nhau. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, phương hướng một tá, xe đầu check đi, chân ga rốt cuộc, màu đỏ chạy băng băng GT lại lần nữa tiến hành tăng tốc, xe đầu dần dần vượt qua GTA đuôi cánh, tiếp cận GTA cửa xe, chiếu dưới tình huống đi, nhiều nhất lại có vài giây, Trương Huyền là có thể hoàn thành vượt qua. Ninh một vòng mắt thấy này chiếc chạy băng băng GT cùng chính mình cùng nhau tịnh tiến, hắn tâm một hoành,
bỗng nhiên đánh một chút phương hướng, màu ngân bạch GTA, ở cao tốc chạy dưới tình huống, chiều chạy băng băng GT đánh tới. Ninh một vòng tưởng rất đơn giản, hắn chính là muốn hù dọa Trương Huyền, người bình thường ở đối mặt loại tình huống này thời điểm, sẽ theo bản năng phanh xe, đánh phương hướng, một khi Trương Huyền làm như vậy, lấy hiện tại tốc độ tới giảng, hắn khai này chiếc chạy băng băng GT tất nhiên mất khống chế, thực dễ dàng dẫn tới lật xe hoặc là đâm cháy. Không thể không nói, Ninh một vòng ý tưởng phi thường ác độc, hắn này đã là muốn Trương Huyền mệnh. Đáng tiếc chính là, Ninh một vòng chọn sai hù dọa đối tượng. Trương Huyền người này, này hơn 20 năm qua, trải qua nhiều nhất sự tình không phải khác, chính là liều mạng. Mắt thấy Ninh một vòng lái xe chiều chính mình đánh tới, Trương Huyền căn bản không né, ngược lại đánh đem phương hướng, cũng chiều Ninh một vòng đánh tới. Trương Huyền như vậy một động tác, là Ninh một vòng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Tốc độ xe nhanh như vậy dưới tình huống, hai chiếc xe tùy thời đều khả năng đánh vào cùng nhau, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ninh một vòng cùng không tới không kịp suy xét, theo bản năng liền dẫm chết phanh lại, đánh đem phương hướng, kể từ đó, dẫn tới chiếc xe mất khống chế, không phải Trương Huyền, biến thành Ninh một vòng bản nhân. Liền nghe ngân bạch GTA trên mặt đất phát ra một trận chói tai cọ sát thanh, xe đầu không hề dấu hiệu chiều bên cạnh rào chắn thượng đánh tới, tốc độ cực nhanh, ở đụng phải vòng bảo hộ nháy mắt, chiếc xe phát sinh liên tục lật nghiêng, ước chừng phiên 360 độ, mới khó khăn lắm dừng lại. Bên trong xe, Ninh một vòng chỉ cảm thấy giờ khắc này, chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau bị quăng ngã lệch vị trí giống nhau, nước miếng nước bọt ngăn không được quăng ra tới, bên trong xe an toàn túi hơi hung hăng bắn ra, đánh vào Ninh một vòng trên mặt, làm hắn đầu phát ngốc, thẳng đến bên ngoài cứu viện người chạy tới, mở cửa xe, Ninh một vòng mới hồi phục tinh thần lại. Nếu không phải hắn điều khiển này chiếc xe trải qua chuyên môn cải trang, gia cố A trụ cùng phòng đâm lan, Ninh một vòng nhưng không ngừng là bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Ninh thiếu, ngươi không sao chứ? Ninh thiếu, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì, Ninh một vòng quơ quơ đầu, chật vật từ trong xe bò ra tới, phun ra một ngụm nước bọt. Nhìn trước mắt đường đua, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, họ Trương, sớm muộn gì có một ngày, lão tử muốn cho ngươi đẹp. Trương Huyền đem xe chạy đến trung điểm sau, liền chào phúng đều lười đến đi chào phúng Ninh một vòng một câu, giống như người không có việc gì, tiếp tục tìm Giang Yến hai vợ chồng nói chuyện phiếm đi. Quan khán lần này thi đấu người, đều có thể từ trên màn hình lớn nhìn đến lần này thi đấu kết quả, khi bọn hắn nhìn đến Ninh một vòng kia vẻ mặt chật vật. Cùng Trương Huyền dường như không có việc gì từ trung điểm đi ra thời điểm, cái loại này phân biệt, cho người ta cảm giác phá lệ rõ ràng. Dĩ vãng tụ hội, Ninh một vòng tuyệt đối là tụ hội trong sân vai chính, nhưng lúc này đây, tụ hội vừa mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền ra lớn như vậy khứu, ở cái này đường đua thượng, hắn là số ít trải qua lật xe vài người. Cái loại này khuất nhục cảm cùng thất bại cảm này lên Ninh một vòng trong lòng, làm hắn vô pháp tiếp tục lại ở chỗ này đãi đi xuống, sớm rời đi hội trường. Hai chàng tỷ thí, có thể nói làm Trương Huyền nổi bật cực kỳ, ở đây người, ai cũng không dám tùy tiện coi khinh Lâm gia cái này tới cửa con rể. Lần này tụ hội chung, còn có chút người tỷ thí đua xe, chơi parkour, leo núi từ từ, nhưng có Trương Huyền vừa mới kia hai chàng tràn ngập kích thích so đấu, còn lại người so đấu liền có vẻ không như vậy quan trọng. Trương Huyền vẫn luôn đều bồi ở Lâm Thanh Hạm bên người, lặng lặng chờ nàng cùng bằng hữu nói chuyện với nhau, mãi cho đến buổi tối 11 giờ. Tụ hội mới tan đi. Về nhà trên đường, Lâm Thanh Hạm không có lại giống như dĩ vãng như vậy dò hỏi Trương Huyền, như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật, nàng bắt đầu học được lẳng lặng tiếp thu người nam nhân này không tầm thường một mặt. Một chiếc đại chúng Zeta trước sau không nhanh không chậm đi theo Lâm Thanh Hạm xe sau, Giang Tĩnh cái này cận vệ, vẫn luôn đều ở thực hiện nàng chức trách, thả không có cấp Lâm Thanh Hạm sinh hoạt gia tăng bất luận cái gì không tiện. Nguyệt chuyển tinh di, tân một ngày bắt đầu. Lâm Thanh Hạm lại lần nữa với một cổ mùi hương chung rời giường, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân, mở ra cửa phòng, trộm sờ đến phòng bếp cửa, nhìn đến Trương Huyền đang ở trong phòng bếp bận rộn. Lâm Thanh Hạm đáng yêu ngửi ngửi cái mũi nhỏ, hôm nay làm cái gì ăn ngon à? Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân, hơi hơi mỉm cười, người hỏi bữa sáng vẫn là cơm trưa? Đều hỏi. Bữa sáng là đơn giản trứng gà cuốn bánh, cơm trưa nói, ta chuẩn bị thịt thăn chua ngọt. Tiểu xào thịt bò, còn có một phần rau ngó xuân, đều là ngươi thích ăn. Nhìn Trương Huyền đứng ở bệ bếp trước bận rộn bộ dáng, Lâm Thanh Hạm hạnh phúc cười nói, có ngươi thật tốt. Chương 172 ác nhân trước cáo trạng. Một câu có ngươi thật tốt,
làm hai người đều lâm vào hơi hơi ngây người giữa. Lâm Thanh Hạm kia trương mặt đẹp bá một chút liền đỏ, vừa mới câu nói kia, nàng đều không biết như thế nào, liền buột miệng thốt ra, duỗi tay che khuôn mặt nhỏ, không nhiều đi xem Trương Huyền, chạy chậm rời đi. Đi làm trên đường, bởi vì phía trước câu nói kia quan hệ, hai người chi gian không khí thoáng có chút xấu hổ, trên đường nói chuyện cũng chưa vài câu, Lâm Thanh Hạm càng là liền xem cũng chưa đi xem Trương Huyền. Ở công ty dưới lầu, Trương Huyền đem trang hảo cơm chưa hộp cơm giao cho Lâm Thanh Hạm. Nhớ rõ ăn phía trước nhiệt một chút, ta hôm nay muốn đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, giữa trưa vô pháp cho ngươi nháo cơm. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ bừng nhẹ nhàng gật đầu, nói thanh ân sau, phủng hộp cơm vội vàng lên lầu. Nghiệp vụ bảy bộ Trần giám đốc sáng sớm liền cấp Trương Huyền gọi điện thoại, hỏi hắn cùng Hằng Viễn Thương Mậu tiếp xúc thế nào, thúc giục Trương Huyền nhanh đưa Hằng Viễn Thương Mậu sự cấp gõ định. Trương Huyền đi vào Hằng Viễn Thương Mậu, báo cho trước đài muốn gặp Lý Mỹ một thời điểm, Lý Mỹ một vẫn là một chữ, chờ. Từ Hằng Viễn Thương Mậu lấy được Tạc Sơn quyền sau, một chút liền trở thành Ngân Châu thương giới hương bánh trái, làm Hằng Viễn người phụ trách, Tần Nhu trong khoảng thời gian này cũng phi thường vội, mỗi ngày có vô số khách hàng muốn gặp, vô số hợp đồng muốn duyệt, nhưng làm Tần Nhu nhất sốt ruột, vẫn là cùng Lâm Thị hợp tác. Làm Ngân Châu long đầu xí nghiệp, Lâm Thị ở Ngân Châu thương giới có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, cùng Lâm Thị hợp tác, đối Hằng Viễn tới nói là quan trọng nhất, chính là khoảng cách lúc ấy ước định tốt thời gian đã qua mấy ngày, Tần Nhu vẫn là không có nhìn thấy Lâm Thị người, cái này làm cho nàng hơi chút có chút nôn nóng. Tần Nhu nghĩ nghĩ, cấp Lâm Thỉnh Hạm gọi điện thoại qua đi, ở điện thoại chung, Lâm Thỉnh Hạm minh xác nói cho Tần Nhu, Lâm Thị người đã ở cùng Hằng Viễn tiếp xúc. Cái này làm cho Tần Nhu nghi hoặc, nàng lại chuyên môn gọi điện thoại cấp Lý Mỹ Một. Lý Mỹ Một nói cho Tần Nhu, Lâm Thị phái tới người, phi thường ngạo khí, không thèm để ý tới chính mình, ngày đầu tiên tới ném xuống kế hoạch thư liền đi rồi, chính mình ngày hôm qua buổi chiều làm Lâm Thị người đi sửa lại kế hoạch thư, đến bây giờ cũng không xuất hiện. Tần Nhu nghe xong Lý Mỹ Một nói, cảm thấy có chút phẫn nộ, nàng cho rằng, Lâm Thị người làm như vậy, là có chút khi dễ người. Trái lo phải nghĩ sau, Tần Nhu quyết định, chính mình muốn đích thân đi một chuyến Lâm Thị nghiệp vụ bộ. Hỏi một chút cái này cái gọi là Lâm Thị nghiệp vụ viên, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hằng Viễn tuy rằng so ra kém Lâm Thị, nhưng cũng không phải như vậy làm người khi dễ. Tần Nhu ăn mặc màu đen chức nghiệp trang phục, nguyên bản tóc dài bị nàng bàn ở sau đầu, khí chất không giống Lâm Thanh Hạm như vậy cho người ta một loại lạnh băng cảm giác, ngược lại là nhiều vài phần tinh luyện, tu thân chức nghiệp váy ngắn, làm Tần Nhu kia thon dài thẳng tắp hai chân lỏa lồ ở không khí giữa, cao gầy S hình dáng người, hấp dẫn người trong mắt. Trên mặt vẽ hơi hơi trang điểm nhẹ, tăng thêm mỹ cảm đồng thời, lại không mất kia phân tố nhã. Tần Nhu đi vào công ty đại sảnh, vừa muốn đi ra công ty đại môn, ánh mắt lại tỏa định ở một bên phòng khách chung. Kia ngồi một người nam nhân, hắn ăn mặc một thân khéo léo âu phục, sườn mặt như đao tước dìu khắc tuấn lãng, ở nhìn đến người này nháy mắt, Tần Nhu một lòng mãnh nhảy dựng lên. Tần Nhu thật sự không nghĩ tới, chính mình có thể tại đây nhìn thấy Trương Huyền, hắn là tới tìm chính mình sao? Cái này ý tưởng vừa ra, Tần Nhu mặt đẹp không khỏi nổi lên một mặt đỏ bừng. Một bên trước đài cô nương nhìn đến lão bản đột nhiên lộ ra như vậy tiểu nữ nhân thần sắc, cảm thấy ngoài ý muốn, ở các nàng trong mắt, lão bản vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ hình tượng. Tần Nhu có chút hoảng loạn sửa sang lại một chút chính mình dung trang, chiều hội khách thất chung đi đến. Phòng khách môn phát ra một tiếng vang nhỏ, Trương Huyền ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến mới vừa đi tiến vào Tần Nhu. Hello. Trương Huyền chủ động cùng Tần Nhu phất tay, chào hỏi. Không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngươi, Tần Nhu lộ ra một cái mỉm cười, giờ phút này nàng trong lòng phá lệ vui sướng, nỗ lực bày ra một bộ bình đạm bộ dáng, như thế nào tới cũng không cho ta gọi điện thoại. Trương Huyền cười một chút, vội công tác thượng sự, không nghĩ quấy rầy ngươi, xem các ngươi công ty gần nhất giống như sự cũng rất nhiều. Tần Nhu nghi hoặc một tiếng, công tác thượng sự. Ân, Trương Huyền gật gật đầu. Ta đại biểu Lâm Thị tới, nói một cái nghiệp vụ. Lâm Thị, Tần Nhu cảm thấy nghi hoặc, Trương Huyền thân phận, nàng từ chính mình lão sư kia nghe nói một ít, năm đó Wall Street truyền kỳ nhân vật, cấp hiệp hội quyên tiền đều đạt tới mấy tỷ con số người, như thế nào cùng Lâm Thị có quan hệ. Ta ở Lâm Thị chạy nghiệp vụ sao, lần này tới tìm các ngươi công ty Lý giám đốc nói cái hợp tác. Trương Huyền giải thích nói. Tần Nhu trương đại cái miệng nhỏ, người chính là cái kia nghiệp vụ viên. Trương Huyền hơi hơi có chút tò mò, người giống như nghe nói qua ta. Ách, Tần Nhu mặt lộ vẻ một tia xấu hổ,
nàng vốn dĩ liền tính toán đi Lâm thị tìm cái kia nghiệp vụ viên tính sổ đâu, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là Trương Huyền, bất quá Tần Nhu nghĩ lại tưởng tượng, Trương Huyền cũng không nên là như vậy ngạo khí nhân tài đúng vậy. Tần Nhu ngồi ở Trương Huyền đối diện trên sofa, tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, ta nghe Lý Giám Đốc nói, các người hợp tác nói giống như có chút không thoải mái. Cũng không tính không thoải mái đi, Trương Huyền uống lên nước miếng, bất quá Lý Giám Đốc giống như rất vội, ta hôm trước tới đợi nàng một buổi trưa, nàng thấy ta một mặt làm ta lưu lại kế hoạch thư liền rời đi, ngày hôm qua tới cũng là đợi một buổi trưa, nàng làm ta sửa chữa hạ kế hoạch thư đã đưa đến trước đài, hôm nay tới. Lý Giám Đốc giống như còn ở vội. Vội, Tần Nhu mày liễu vừa nhíu, nàng cấp Lý Mỹ một giao đãi nhiệm vụ, quan trọng nhất, chính là cùng Lâm Thị hợp tác, nàng lại vội, lại có chuyện gì so này đó quan trọng. Tần Nhu thông qua phòng khách cửa kính sát đất, hướng trước đài phất phất tay. Tần Tổng, ngài tìm ta, trước đài Mỹ nữ đi vào phòng khách, cung kính nói. Cấp vị này Trương Tiên Sinh đảo ly trà, còn có. Ngày hôm qua Trương Tiên Sinh có phải hay không lưu lại một phần kế hoạch thư ở phía trước đài? Tần Nhu hỏi. Trước đài Mỹ nữ gật gật đầu, đúng vậy Tần Tổng, ta đã gọi điện thoại thông chi Lý Giám Đốc tới bắt kế hoạch thư. Nàng cầm sao? Còn không có, trước đài Mỹ nữ lắc lắc đầu. Hành, ta đã biết, đi châm trà đi, Tần Nhu phất phất tay. Chờ trước đài Mỹ nữ rời đi sau, Tần Nhu lại làm trò Trương Huyền mặt, cấp Lý Mỹ một tá cái điện thoại. Tần Tổng. Lý Mỹ một thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Tần Nhu nhìn thoáng qua Trương Huyền, hướng trong điện thoại hỏi, Lý Giám Đốc, ngươi lại cùng Lâm Thị nghiệp vụ viên liên hệ sao? Tần Nhu mới vừa hỏi xong, trong điện thoại liền truyền đến Lý Mỹ một hơi phẫn thanh âm, Tần Tổng, nói đến cái này, thật không phải ta Lý Mỹ một làm ra vẻ, ta Lý Mỹ một lớn lớn bé bé cũng nói qua không ít lần khách hàng, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua có một cái giống Lâm Thị cái này nghiệp vụ viên như vậy, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn không tiếp. Ta gửi tin tức cho hắn, ta tự mình đi lấy kế hoạch thư đều được, hắn cũng không trở về ta, này nói rõ liền không nghĩ hảo hảo hợp tác. Tần Tổng, ta cho rằng ngươi cần thiết cùng Lâm Thị người phụ trách giao thiệp một chút, cái kia gọi là gì Trương Huyền, quả thực thật quá đáng. Chương 173 ngươi kết hôn. Lý Mỹ một thanh âm thực kích động, nếu Tần Nhu hôm nay không gặp được Trương Huyền, muốn đổi cá biệt tên, nàng khả năng thật liền tin. Hành, Lý Giám Đốc. Việc này ta sẽ cùng Lâm Thị liên hệ, người hiện tại ở đâu? Ở bên ngoài chạy nghiệp vụ đâu Tần Tổng? Vậy ngươi trước vội, Tần Nhu nói xong, chủ động cắt đứt điện thoại. Ở Tần Nhu cắt đứt điện thoại sau 5 giây, Trương Huyền di động tiếng chuông đột nhiên nhớ tới, nhưng cũng liền vang lên một tiếng đã bị cắt đứt, điện báo dãy số, chính là Lý Mỹ một dãy số, cái này làm cho Trương Huyền di động thượng nhiều cái Lý Mỹ một cuộc gọi nhớ. Lại qua vài giây, Trương Huyền di động thượng thu được một cái tin nhắn. Đồng dạng là Lý Mỹ một phát tới, bên trong nội dung là, chúng ta Hằng Viễn thành tin cùng các người hợp tác, quý công ty nếu vội, đằng không ra nhân thủ, thỉnh báo cho của ta điểm, ta tới cửa lấy kế hoạch thư. Tần Nhu liền ngồi ở Trương Huyền đối diện, có thể rõ ràng nhìn đến Lý Mỹ một phát tới tin nhắn, như vậy một màn, làm Tần Nhu gắt gao nhíu mày. Không đợi Tần Nhu tưởng hảo chuyện này xử lý như thế nào, di động của nàng thượng lại thu được Lý Mỹ một tin tức, là một chương màn hình di động chụp hình. Chụp hình thượng nội dung, cùng Lý Mỹ một cấp Trương Huyền phát tin nhắn giống nhau như đúc, chỉ là thời gian thượng làm sửa đổi, hiện tại là buổi sáng 10 giờ một khắc, mà Lý Mỹ một cấp Tần Nhu phát chụp hình, biểu hiện thời gian là buổi sáng 9 giờ chỉnh. Trương Huyền cười cười, nói, xem ra vị này Lý Giám Đốc hình như là đối ta có cái gì thành kiến a. Xin lỗi, Tần Nhu đối Trương Huyền biểu lời xin lỗi ý ánh mắt, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Tần Nhu đứng dậy. Đi công ty trước đài cầm kia phân kế hoạch thư, trở lại phòng khách sau mở ra cẩn thận nhìn, này kế hoạch thư thượng nội dung, một ít chi tiết xử lý, làm Tần Nhu xem thế là đủ rồi, rất nhiều đồ vật, là nàng chính mình đều khó có thể nghĩ đến, đều bị đánh dấu ra tới, thả hai bên hợp tác nội dung, đều lợi ít mà ý nhiều, vừa xem hiểu ngay, nói tóm lại, đây là một phần không có bất luận cái gì tỉ vết kế hoạch thư, từ ích lợi phân phối, đến thực hiện chức trách, đều là tuyệt đối song thắng cục diện. Bao gồm ở hợp tác trong quá trình khả năng gặp được khó khăn, cùng với phương pháp giải quyết đều đánh dấu minh xác, cơ hồ không có nhà ai công ty sẽ cự tuyệt như vậy một phần kế hoạch thư. Trương Huyền, này kế hoạch thư là ngươi viết, Tần Nhu trước tiên liền nghĩ tới trước mắt người nam nhân này. Trương Huyền vẫy vẫy tay, không được đầy đủ là, ta hơi chút bỏ thêm điểm chi tiết thượng đồ vật, rốt cuộc ta cho rằng, kế hoạch thư không thể quang khát khao tốt một mặt,
đối khả năng gặp được nguy cơ cũng muốn sớm làm chuẩn bị, đây là đối với người ta hai bên phụ trách. Tần Nhu hai tròng mắt một ngưng, quả nhiên như thế, tuy rằng Trương Huyền chỉ nói chi tiết, nhưng vừa lúc này phân kế hoạch thư thượng, để cho người bội phục, chính là những cái đó chi tiết, vứt đi chi tiết sau, cũng chính là một phần hơi cao chất lượng kế hoạch thư mà thôi. Lần này hợp tác, có thể làm Hằng Viễn cùng Lâm Thị cột vào cùng nhau, đối Hằng Viễn tới nói, là một cái siêu cấp tốt khai thác ngôi cao, đối Lâm Thị tới nói, cũng có thể làm tương lai lớn nhất mở rộng con đường. Đã có thể như vậy một phần kế hoạch thư, như vậy quan trọng một lần hợp tác, Lý Mỹ một thế nhưng xem đều không xem một cái, nghĩ vậy, Tần Nhu liền cảm thấy một trận lửa giận từ đáy lòng một cái kính dâng lên. Này Lý Mỹ một, quả thực không đem chính mình cái này lão bản để vào mắt, lời nói dối thuận miệng liền tới, làm giám đốc, không đem tâm đặt ở công ty phát triển thượng. Tần Nhu mồm to thở hổn hển, Trương Huyền, thật sự xin lỗi, ngươi về sau nghiệp vụ, trực tiếp cùng ta đàm phán liền hảo. Có thể, Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi, ngươi có muốn biết hay không các ngươi công ty cái này Lý giám đốc ở đâu? Ngươi biết, Tần Nhu mở to hai mắt. Tại đây, Trương Huyền từ chính mình di động thượng mở ra một cái định vị, mặt trên tọa độ, định ở một cái sinh hoạt spa quán, vị kia Lý giám đốc, ở buổi sáng 9 giờ rưỡi thời điểm, liền nằm tại đây ra sinh hoạt spa trong quán, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Hảo, Tần Nhu không có chần chờ, ta đi lấy xe. Tần Nhu tọa giá, vẫn là kia chiếc chiếu rọi bờ cát kim bảo mã BMW 5 hệ. Tần Nhu lái xe, Trương Huyền ngồi ở phó giá, hai người làm một ít nói chuyện phiếm. Tần Nhu có chút tò mò hỏi Trương Huyền, người như thế nào sẽ chạy Lâm Thị đương một cái nghiệp vụ viên. Trương Huyền đôi tay bối ở phía sau đầu thượng, vẻ mặt không sao cả nói, lão bà của ta làm ta đi bái. Đang ở trên đường chạy bảo mã BMW, 5 hệ đột nhiên mãnh đánh một chút phương hướng, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh lộ duyên thạch. Cẩn thận, hoảng loạn dưới, Trương Huyền vội vàng giúp Tần Nhu đỡ đem phương hướng, lúc này mới đem thân xe ổn định, Trương Huyền nhìn đến Tần Nhu sắc mặt có chút mất tự nhiên tái nhợt, làm sao vậy? Là không nơi nào không thoải mái, muốn hay không ta giúp ngươi xem hạ? Không có việc gì, không có việc gì, Tần Nhu mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cái kia. Ngươi kết hôn à, chuyện khi nào? Ân, Trương Huyền suy nghĩ một chút, 1 tháng 24 ngày trước. Tần Nhu cẩn thận hồi ức một chút, ngày đó, còn không phải là chính mình lần đầu tiên ở viện Phúc Lợi nhìn thấy người nam nhân này nhật tử sao, hắn kết hôn ngày đó, chính mình gặp hắn, đây là ông trời ở cố ý trêu cợt chính mình. Tần Nhu đột nhiên trở nên ít nói lên, nguyên bản vui sướng một lòng, giờ phút này lại là yên lặng đi xuống. Thật lâu sau, Tần Nhu mới lại lần nữa hỏi ra, lão bà ngươi cũng ở Lâm Thị đi làm. Làm gì đó? Lâm Thanh Hạm, hai người về sau hẳn là sẽ có hợp tác. Lâm Thanh Hạm, Tần Nhu há to miệng. Làm sao vậy? Trương Huyền hỏi một tiếng. Không có việc gì, Tần Nhu lắc lắc đầu, trong lòng lại ở thở dài. Lâm Thanh Hạm, thế nhưng là nàng, cũng đúng, phóng nhãn toàn bộ Ngân Châu Thị, trừ bỏ nàng như vậy thiên chi kiêu nữ bên ngoài, có ai có thể xứng đôi bên người người nam nhân này? Chiếc xe chạy tới rồi một nhà Mỹ Dung Spa trước cửa dừng lại. Tại đây ra Mỹ Dung Spa cao cấp hội viên trong sảnh, Lý Mỹ nghiêm Mỹ tư tư nằm ở chỗ này, di động đặt ở một bên, hưởng thụ mặt bộ hộ lý. Nàng muội muội Trung Kỳ nằm ở bên cạnh, đồng dạng hưởng thụ, tỷ, người nói cái kia họ Trương sẽ thế nào? Thế nào, khẳng định là bị khai trừ rồi bái, còn có thể thế nào? Lý Mỹ một phản hỏi một tiếng, ngươi liền chờ xem, nhiều nhất lại một ngày thời gian, kia tiểu tử tuyệt đối xong đời. Nhắc tới đến Trương Huyền. Trung Kỳ trong mắt liền lộ ra phẫn nộ. Tỷ, lần này thật là đa tạ tạ ngươi, đúng rồi, cái kia bao ta ngày hôm qua khiến cho người giúp ta bắt được ngươi kia đi, ngươi thu được đi. Thu được, ngươi xem ngươi nói cái gì, hai ta chi gian, cũng đừng đề cảm tạ với không cảm tạ. Lý Mỹ nhất nhất mặt đắc ý. Đang lúc Lý Mỹ một cùng Trung Kỳ chính tham thảo kế tiếp nên như thế nào nhục nhã Trương Huyền thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm. Nữ sĩ. Đây là phòng cho khách quý, ngươi không thể đi vào, nữ sĩ, nữ sĩ. Phanh, một tiếng, Lý Mỹ một cùng Trung Kỳ vị trí này gian VIP phòng môn bị người đẩy ra. Tần Nhu đứng ở cửa, nhìn chỉnh nằm ở kia hưởng thụ hộ lý Lý Mỹ một. Lý giám đốc, đây là ngươi nói khách hàng, nếu ta không nhìn lầm nói, hiện tại vẫn là công tác thời gian đi. Chương 174 Tần Nhu tâm. Lý Mỹ vừa thấy đến Tần Nhu nháy mắt, kia lão thần khắp nơi biểu tình. Tức khắc trở nên hoảng loạn lên,
Tần Tổng, ta. Không cần phải nói, về Lâm Thị hợp tác, ta đã gõ bản, đúng rồi Lý Giám Đốc, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nói cái kia nghiệp vụ viên Trương Huyền, ta đã gặp được, ngươi cho hắn phát tin nhắn thời điểm, ta liền ngồi ở hắn bên cạnh, ngươi hành động, đã cấp công ty tạo thành tổn thất, ta sẽ lấy cố ý tổn hại công ty tài vụ danh nghĩa khởi tố ngươi, ngươi liền chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Tần Nhu chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí điên cuồng dâng lên. Lý Mỹ một sắc mặt trở nên trắng bệch, Tần Tổng, ngươi nghe ta giải thích ha. Không có gì hảo giải thích, ta sẽ kêu luật sư cùng ngươi liên hệ. Tần Nhu xoay người, xoay đầu hướng ngoài phòng đi ra ngoài. Lý Mỹ một có chút dại ra ngồi ở massage trên giường, nhìn cửa, nàng như thế nào đều sẽ không tưởng, Tần Nhu sẽ đột nhiên đi tìm tới, càng không nghĩ tới, Tần Nhu sẽ cùng cái kia kêu Trương Huyền tiểu tử liên hệ thượng. Hơn nữa bởi vì việc này phát lớn như vậy hỏa khí. Đang ở Lý Mỹ ngẩn ngơ ngốc lăng thần thời điểm, nàng nhìn đến Trương Huyền xuất hiện ở cửa. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái đồng dạng đãi ở trong phòng Trung Kỳ, cười nói, Lý Giám Đốc, đã quên nói cho ngươi, ta và các ngươi Tần Tổng, vẫn luôn là bằng hữu, ngươi trong khoảng thời gian này cố ý làm khó dễ ta là vì cái gì, ta đại khái cũng hiểu biết, nói thật, ngươi thủ đoạn rất thấp cấp, bản thân ta cũng không nghĩ làm khó ngươi. Ai làm trùng hợp ta và các ngươi Tần Tổng chạm mặt, người xuất diễn lại như vậy đủ, tin nhắn ta tồn đương kỷ niệm, Nga đúng rồi, cái này kêu Trung Kỳ. Ở Lâm Thị phạm vào đại sai, công ty không truy cứu nàng trách nhiệm, chỉ là đem nàng khai trừ, đã là tận tình tận nghĩa, người giúp nàng xuất đầu rơi xuống này nông nỗi, thật là. Tâm tắc, Trương Huyền lắc đầu, mang theo vẻ mặt tiếc nuối rời đi. Lý Mỹ vừa thấy trống rỗng cửa, sửng sốt nửa ngày, mới hồi quá mức tới. Xoay người hướng về phía Trung Kỳ hét lớn, Trung Kỳ. Ngươi lúc ấy đều làm cái gì? Ta liền cố ý làm khó dễ hắn một chút. Trung Kỳ trên mặt mang theo một ít sợ hãi thần sắc. Cố ý làm khó dễ. Lý Mỹ một lẩm bẩm một tiếng, Trung Kỳ cũng là cố ý làm khó dễ hắn. Chính mình cũng là cố ý làm khó dễ hắn. Hiện tại chính mình cùng Trung Kỳ hai người, tất cả đều rơi vào bị khai trừ kết cục. Chính mình còn sẽ bị cáo thượng tòa án, đều là bởi vì làm khó dễ nam nhân kia. Nếu hiện tại có người nói cho Lý Mỹ một, Trương Huyền chỉ là một cái bình thường nghiệp vụ viên, Lý Mỹ một khẳng định không tin, chính mình lần này, là đá thượng ván sắt ha. Trung Kỳ, người lần này, là triệt triệt để đem ta hại thảm. Ta sẽ đem việc này cấp trong nhà nói rõ ràng, ta nếu không hảo quá, người cũng đừng nghĩ hảo quá. Lý Mỹ một hung tợn chừng mắt nhìn Trung Kỳ liếc mắt một cái, đứng dậy đi nhanh rời đi. Trung Kỳ bị Lý Mỹ một nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nếu cái này biểu tỷ thật sự bởi vì chính mình bị thế nào, kia chính mình về sau ở nhà, cũng liền thảm. Tần Nhu lao ra spa quán, hít sâu một hơi, nỗ lực đem trong lòng lửa giận áp xuống, nàng minh bạch, chính mình vừa mới hỏa khí thực sự có chút quá lớn, nhưng chính là khống chế không được, không riêng gì bởi vì Lý Mỹ một vấn đề, còn bởi vì chính mình. Tần Nhu không thể không thừa nhận, ở nghe được Trương Huyền đã kết quá hôn tin tức này sau, tâm tình của nàng liền vẫn luôn thực không xong. Không xong đến cái gì đều không nghĩ đi quản, chỉ nghĩ đại sai một hồi, nằm ở trên giường buồn đầu ngủ nhiều, ngủ đến hết thảy phiền não đều đã quên mới hảo. Tần Nhu không cam lòng, Trương Huyền thân ảnh, ở viện phúc lợi thời điểm, cũng đã tiến vào nàng trong lòng, tuy rằng tiếp xúc số lần không nhiều lắm, nhưng Trương Huyền làm mỗi một sự kiện, đều làm Tần Nhu cảm giác được một loại hoàn mỹ phù hợp, này thật sự chính là ở tinh thần thượng một loại cộng đồng sung sướng. Có người từng nói qua như vậy một câu, trên thế giới này, 99% người, đều là cô độc sống quãng đời còn lại, chẳng sợ ngươi có ái nhân, ngươi có hài tử, ngươi vẫn là cô độc, bởi vì ngươi rất khó tìm đến một cái, ở hứng thú, yêu thích, tinh thần trình tự hoàn toàn phù hợp người, không ai có thể chân chính hiểu biết ngươi, ngươi trước sau cô độc. Tần Nhu cũng thực nhận đồng những lời này, ở nhìn thấy Trương Huyền sau, Tần Nhu cảm giác, chính mình không hề cô độc, chính mình giống như tìm được rồi kia chỉ có 1%. Tìm được rồi một cái có thể cùng chính mình hoàn toàn ăn khớp người, nàng khống chế không được trong lòng vui mừng, khống chế không được chính mình suy nghĩ Trương Huyền, nàng ảo tưởng có một ngày, chính mình cùng Trương Huyền càng ngày càng thân mật, không có gì giấu nhau, trước thành bạn tốt, lại thành người yêu, nhưng này hết thảy tốt đẹp ảo tưởng. Đều ở hôm nay, hoàn toàn tan biến. Lý Mỹ một sai lầm, thành Tần Nhu phát tiết khẩu, đây là Tần Nhu bất hạnh, cũng là Lý Mỹ một bất hạnh. Mà thân là đương sự Trương Huyền. Đối nữ nhân này nội tâm hoạt động, một mực không biết. Thay lời khác tới nói, Trương Huyền sở quan tâm nữ nhân, thật sự là quá ít, cùng tuổi giai đoạn nữ nhân, hắn trong lòng, chỉ có Lâm Thanh Hạp, hiện tại miễn cưỡng nhiều một cái Hàn Ôn Nhu,
Tần Nhu ở Trương Huyền trong mắt, vẫn luôn là một cái bằng hữu bình thường, hắn cũng thích cái này thiện lương nữ nhân, nhưng gần là cái loại này thích, cũng không phải ái, điểm này, Trương Huyền phân rất rõ ràng. Trương Huyền đứng ở Tần Nhu phía sau, nhìn đối phương kia mồm to hô hấp bộ dáng, như thế nào phát lớn như vậy hỏa. Một cái thất trách công nhân, hẳn là không đến mức. Không có việc gì, Tần Nhu đưa lưng về phía Trương Huyền, lắc lắc đầu, nàng duỗi tay lau vừa mới từ hốc mắt giữa dòng ra nước mắt, xoay người lại, ta chính là nghĩ đến một ít việc, tâm tình có chút không tốt, về hợp tác hạng mục sự, ta đã đánh nhịp quyết định, ngươi cho ngươi lão bà nói một chút là được. Ân, hảo, Trương Huyền gật gật đầu. Hành, nếu xử lý xong rồi, ta liền hồi công ty. Tần Nhu ngẩng đầu nhìn phía trên, nỗ lực không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới, muốn ta đưa ngươi sao? Không cần, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta chính mình trở về là được, có gì sự hai ta điện thoại liên hệ. Ân, hảo, Tần Nhu lên tiếng, vội vàng quay đầu đi, nàng sợ Trương Huyền nhìn đến chính mình ra khứu bộ dáng. Trương Huyền nhìn theo Tần Nhu rời đi, cấp bộ môn Triệu giám đốc gọi điện thoại, nói một chút hợp tác đã gõ định rồi, là trực tiếp cùng Hằng Viễn lão bản nói, bộ môn Triệu giám đốc nói một câu hảo sau, cũng không lại cấp Trương Huyền an bài công tác, ý tứ thực rõ ràng, Trương Huyền có thể đi vội chính mình sự. Hiện tại làm việc phụ bộ, Trương Huyền cùng Mưa Thu hai người có hoàn toàn bất đồng đãi ngộ, nói thành cái kia đại khách hàng lúc sau, hai người bọn họ có thể nói là nghiệp phụ bộ nhẹ nhàng nhất người, trừ bỏ số ít một ít việc ngoại, bộ môn giám đốc cũng sẽ không đi quản hai người bọn họ. Mưa Thu còn hảo, làm một tân nhân, nói thành như vậy đại đơn tử, cũng không có kiêu ngạo, ngược lại mỗi ngày tự chủ đi tìm một ít khách hàng, học tập chuyên nghiệp tri thức, báo đáp công ty pháp ngữ huấn luyện, Trương Huyền tắc liền không giống nhau. Mỗi ngày rất ít vội công ty sự. Mấy ngày nay thời gian, Trương Huyền cũng nhìn không ít dạy học video, hắn nghĩ khi nào cấp Mã hội trưởng ước cái thời gian, tiến hành một lần huấn luyện, đồng thời nhìn xem báo danh nhân số. Vừa định đến này, Mã hội trưởng điện thoại liền cấp Trương Huyền đánh lại đây, tiểu sư phó A, người sẽ tây y sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 175 giải phẫu. Mã hội trưởng này một câu ngươi sẽ tây y sao, còn cấp Trương Huyền hỏi sửng sốt. Trương Huyền trả lời, biết một chút, làm sao vậy? Mã hội trưởng vừa nghe, ngữ khí tức khắc trở nên vui sướng lên, hắn biết rõ Trương Huyền, biết một chút, đó chính là tinh thông, thật tốt quá, tiểu sư phó, ngươi có thể tới hạ đệ nhất nhân dân bệnh viện sao, có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Có người bệnh, Trương Huyền mày nhăn lại. Mã hội trưởng trả lời, ân. Hảo, ta lập tức đến. Trương Huyền không chút suy nghĩ, đánh chiếc xe, chiều nhân dân bệnh viện chạy đến. Y giả nhân tâm những lời này, đều không phải là nói mà thôi, Trương Huyền có năng lực, liền sẽ đi cứu người, nhưng hắn cũng không phải người nào đều cứu, ở Trương Huyền trong lòng, có một bộ thuộc về chính mình chuẩn tắc. Dưới mặt đất hắc ám thế giới tối cao tầng, truyền lưu một câu, Diêm Vương sống cứu người, không xem tiền, chỉ xem duyên. Cái này duyên, trước nay đều là Trương Huyền chính mình nói tính. Có người không tiếc phung tiền như rác, cũng không chiếm được cái này duyên, có một số người, Diêm Vương sống sẽ chủ động đem duyên phận đưa lên. Đương Trương Huyền cảm thấy thị bệnh viện thời điểm, Mã hội trưởng đang ở bệnh viện cửa nôn nóng chờ, vừa thấy Trương Huyền từ xe taxi trên dưới tới, Mã hội trưởng trực tiếp đón đi lên. Tiểu sư phó, người đã đến rồi, lần này thật đến dựa người a. Người bệnh là cái gì thân phận, bệnh huống là cái gì, Trương Huyền không có dư thừa vô nghĩa. Một bên bước chân dồn dập chiều bệnh viện đi, một bên hỏi. Mã hội trưởng đi theo Trương Huyền phía sau, cùng cái trợ lý giống nhau hội báo, người bệnh vì nữ tính, tuổi 24 tuổi, là Pháp quốc trở về Hoa Kiều, ngực trái trong phòng chiều dài một khối u ác tính, cùng trái tim liên tiếp, nhưng Ngân Châu y học trình độ hữu hạn, người bệnh tình huống hiện tại rất nguy hiểm, u làm người bệnh tim đập thong thả, hiện tại căn bản vô pháp ngồi máy bay đi trước phương tiện càng tốt bệnh viện, thời gian cũng không cho phép. Cần thiết lập tức cắt bỏ u. Làm ta xem ích ánh sáng đồ. Trương Huyền duỗi ra tay, Mã hội trưởng liền đem một chương ích ánh sáng đồ giao cho Trương Huyền trong tay. Trương Huyền cầm nhìn thoáng qua, cực giống nhị nếp gấp bệnh biến biểu hiện, hai phổi giã máu bầm, tâm giới trình cường độ thấp đến trung độ tăng, tả tâm phòng cùng hữu tâm thất mở rộng, thực quản uống sunfat bari có thể thấy được đến thực quản cường độ thấp đến trung độ áp tích, đây là trái tim u. Trương Huyền này buổi nói chuyện. Làm Mã hội trưởng tâm sinh bội phục, gần là nhìn thoáng qua ích ánh sáng đồ, là có thể phát hiện mấy vấn đề này, hắn tự hỏi chính mình là hoàn toàn làm không được.
Trương Huyền đem X ánh sáng đồ còn cấp Mã hội trưởng, đi vào thang máy chung, ta yêu cầu nhìn đến CT đồ, sau đó mới có thể quyết định hay không giải phẫu. Hảo, ta đây liền làm người chuẩn bị. Mã hội trưởng liên tục gật đầu, ấn xuống lầu 8 tầng số. Thang máy phát ra đinh một tiếng, tới rồi lầu 8 dừng lại. Tiểu sư phó, người đi trước phòng họp, nơi đó có vài tên lâm sàng y sư, các nàng đối người bệnh tình huống nhất hiểu biết, ta đi lấy đồ. Mã hội trưởng cấp Trương Huyền chỉ một chút phòng họp phương hướng, sau đó chiều tương phản địa phương đi đến. Trương Huyền gật gật đầu, sở hữu đồ, đều chỉ có thể khởi đến một cái quan sát tác dụng, muốn biết người bệnh chuẩn xác nhất tình huống, lâm sàng y sư kiến nghị là nhất đúng trọng tâm. Trương Huyền đi vào phòng họp cửa, gõ gõ phòng họp đại môn, nghe tới mời vào thanh âm sau, Trương Huyền đẩy cửa đi vào. Ở phòng họp chung, ba gã nhìn qua đều có 4-50 tuổi nữ bác sĩ đang ngồi ở hội nghị bàn nhất đem đầu vị trí, còn có vài tên tuổi trẻ bác sĩ đứng ở một bên, không ngừng ký lục cái gì. Trương Huyền xuất hiện, làm phòng họp nội người hơi hơi sửng sốt, có chút người thực buồn bực, cái này xa lạ thanh niên là đang làm gì. Mã hội trưởng để cho ta tới thương lượng giải phẫu, hiện tại là tình huống như thế nào? Trương Huyền trực tiếp mở miệng hỏi. Thực xin lỗi, ngươi. Một người tuổi trẻ bác sĩ vừa muốn mở miệng, bị một người lớn tuổi nữ bác sĩ đánh gãy. Tên này nữ bác sĩ, cũng là y hiệp hội hội viên, gặp qua Trương Huyền, nhìn đến Trương Huyền xuất hiện, nàng biểu hiện thực kích động, tiểu sư phó, không nghĩ tới là ngươi. Thấy tên này kinh nghiệm phong phú mổ chính y sư biểu hiện ra như vậy kích động cảm xúc, những cái đó tuổi trẻ bác sĩ đều rất tò mò, sôi nổi đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, làm một ít suy đoán. Trương Huyền gật gật đầu, người bệnh tình huống, cho ta miêu tả một chút. Nữ bác sĩ hít một hơi thật sâu, nói, tình huống hiện tại, người bệnh nhiều nhất, muốn ở 3 cái giờ nội hoàn thành giải phẫu, trái tim bộ vị u ác tính, dẫn tới người bệnh thân thể nóng lên, thiếu máu nghiêm trọng, gián tiếp tính ngất, trái tim nhảy lên thong thả, xung huyết tính tả tâm suy kiệt, tâm huyết màng tim tích dịch, màng tim lấp đầy, tình huống phi thường nguy cấp. Trương Huyền nhíu mày, lại hỏi, u là tình huống như thế nào? U bám vào trái tim thượng, cùng số căn mạch máu tương liên, liền người bệnh tình huống như vậy, hơi chút không cẩn thận, chẳng sợ lệch khỏi quỹ đạo không đến nửa cm, đều khả năng tạo thành xuất huyết nhiều, lệnh người bệnh có sinh mệnh nguy hiểm, chỉnh ra bệnh viện, không có người dám làm như vậy giải phẫu. Đang nói đâu, Mã hội trưởng đem một ít phía trước chụp phiến tử tất cả đều cầm tiến vào. Trương Huyền tiếp nhận phiến tử, nhìn vài lần, trực tiếp đối Mã hội trưởng nói, chuẩn bị giải phẫu, ta tới mổ chính. Tìm 3 người cho ta giúp đỡ, cần thiết muốn kinh nghiệm phong phú, cái này giải phẫu quá trình, cần thiết muốn mau, khai ngực trong quá trình, rất có khả năng sẽ xử người bệnh tim đập đột phát tính đình chỉ. Minh Bạch, Mã hội trưởng không chỉ có là y học sẽ hội trưởng, càng là nhà này bệnh viện viện trưởng, đương trường liền phân phó, này phòng họp nội 3 gã kinh nghiệm phong phú mổ chính y sư, tới cấp Trương Huyền trợ thủ. 3 gã mổ chính y sư cấp một người tuổi trẻ người trợ thủ. Tình huống như vậy. Ở bệnh viện nhân dân một vẫn là đầu một hồi phát sinh. Những cái đó tuổi trẻ bác sĩ nhóm xem Mã hội trưởng đối trước mắt người thanh niên này như vậy nói gì nghe nấy, đều rất tò mò, hắn rốt cuộc là người nào. Người bệnh hiện tại liền nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, đương Trương Huyền quyết định giải phẫu thời điểm, người bệnh ở trước tiên đã bị đưa vào phòng giải phẫu. Giải phẫu trước lưu trình Trương Huyền cũng rất rõ ràng, tiêu độc, phòng hộ phục, chờ hết thảy chuẩn bị làm tốt, hắn mang theo 3 gã y sư. Vào phòng giải phẫu, bởi vì lần này giải phẫu khó khăn trình độ, Mã hội trưởng cũng không có ngăn cản người tới quan sát học tập. Trương Huyền đi vào phòng giải phẫu chung, một bên cúi đầu sửa sang lại xuống tay thuật công cụ, một bên đối người bệnh mở miệng nói, hít sâu, tận lực phóng nhẹ nhàng, hiện tại cảm giác thế nào? Một trận mang theo thống khổ giọng nữ vang lên, Trương Huyền. Chính sửa sang lại giải phẫu công cụ Trương Huyền ngẩng đầu vừa thấy, giải phẫu trên đài người, làm hắn chấn động. Milan, ngươi, Trương Huyền có thể nhìn đến, Milan kia Trương Kiều Nhan, bởi vì đau đớn đã bắt đầu vặn vẹo, cái này ngày thường biểu hiện lạc quan hào phóng nữ hài, lúc này chính không ngừng phát run, thân thể thời thời khắc khắc đều ở vào căng chặt trạng thái. Trương Huyền, ta đau, Milan cắn chặt bạch nha, dày đặc mồ hôi xuất hiện ở cái trán của nàng, nàng tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, dính vào cùng nhau. Trương Huyền lấy ra một cái khăn ướt, giúp Milan lau cái trán hãn. Tận lực an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, đây là cái tiểu phẫu thuật, đánh gây tê sau, người an tâm ngủ một giấc, lên lúc sau chuyện gì đều không có, biết sao. Chương 176 giải phẫu thành công.
ta sợ. Milan hốc mắt nhìn không được phiếm hồng, nước mắt ở nàng sáng ngời trong mắt đảo quanh. Phía trước, bác sĩ liền cấp Milan nói cái này giải phẫu khó khăn trình độ, lúc ấy Milan liền cảm thấy sợ hãi, lại không biết nên hướng ai nói hết, hiện tại nhìn thấy Trương Huyền, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được, tràn mi mà ra. Không sợ, không đau, biết không, người an tâm ngủ một giấc. Trương Huyền đem một tay đặt ở Milan trên má, cho nàng an ủi, một cái tay khác cấp cùng hắn tiến vào bác sĩ chào hỏi. Kia danh y sinh ý sẽ, chuẩn bị thuốc tê, bắt đầu cấp Milan tiêm vào. Hiệu suất cao y dùng thuốc mê có thể ở quá ngắn thời gian nội xử người bệnh lâm vào hôn mê trạng thái. Ở tiêm vào thuốc mê sau, Milan thân thể run rẩy dần dần bằng phẳng xuống dưới, căng chặt cơ bắp cũng bắt đầu thả lỏng, nàng cảm giác mí mắt thực trầm, ở nhìn đến Trương Huyền nhẹ nhàng kéo ra chính mình bệnh phục sau, nàng rốt cuộc ức chế không được kia cổ mỏi mệt, hôn mê qua đi. Giao phẫu thuật, cầm máu miên. Tốc độ mau. Nói cho ta số liệu. Trương Huyền thanh âm nhanh chóng mà lại ổn trọng vang lên, hắn tốc độ thực mau, nhưng mỗi một cái bước đi đều thực ổn định. Không được, kế tiếp tiếp cận trái tim, dụng cụ thấy không rõ lắm. Một người nữ bác sĩ phát ra nôn nóng thanh âm. Làm một ít ngực nội giải phẫu thời điểm, sợ nhất chính là dụng cụ vô pháp thấy rõ, như vậy mổ chính y sư đem rất khó biết người bệnh trong cơ thể tình huống, không thể nào xuống tay. Không cần dụng cụ. Trương Huyền gỡ xuống bao tay, hai tay của hắn trải qua tiêu độc, không có bất luận cái gì vi khuẩn, cầm máu miên, đại lượng, cho ta thiết đao, quan sát người bệnh hô hấp. Mất máu quá nhiều, hô hấp mỏng manh, bác sĩ nhìn dụng cụ thượng truyền đến số liệu, mày gắt gao nhăn lại. Cái này giải phẫu, tổng cộng có hai cái cửa ải khó khăn muốn khắc phu. Đệ nhất, u cắt bỏ, u cùng trái tim liên tiếp, đồng thời cùng số căn kèn phagot tiếp cận, cắt bỏ trong quá trình hơi có vô ý. Liền sẽ tạo thành người bệnh trong cơ thể xuất huyết nhiều. Đệ nhị, khai ngực trong quá trình máu sói mòn, người bệnh tạo huyết công năng giảm xuống, một khi khai ngực thời gian quá dài, người bệnh sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nói ngắn lại, đây là một cái yêu cầu tốc độ cùng tinh vi tương kết hợp siêu yêu cầu cao độ giải phẫu, cơ hồ không có người dám nói, chính mình có nắm chắc đem cái này giải phẫu làm thành công. Ở dụng cụ phụ trợ hạ, mổ chính y sư có thể rõ ràng nhìn đến người bệnh trong cơ thể tình huống. Tiến hành u cắt bỏ, nhưng nếu đương dụng cụ đều không thể thấy rõ người bệnh trong cơ thể tình huống khi, cũng chỉ có thể dựa y sư đôi tay. Thông qua y sư xúc giác, đi cảm thụ kia mấy cây gần sát trái tim kèn phagot vị trí, tiến hành u cắt bỏ, như vậy khó khăn, chỉ là phụ trợ Trương Huyền, khiến cho kia ba gã kinh nghiệm phong phú nữ bác sĩ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chẳng sợ có không đến nửa cm lệch lạc, đều sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Huyền hô hấp cân xứng. Hắn nhắm hai mắt, trên tay động tác ổn trọng mà lại nhanh chóng. Phòng giải phẫu ngoại, Mã hội trưởng chờ một chúng bác sĩ nhóm đều ở nôn nóng chờ đợi. Ở 1:07 sau, phòng giải phẫu thượng đèn đỏ thay đổi thành màu xanh lục. Phòng giải phẫu đại môn mở ra, Mã hội trưởng đám người trước tiên liền vây quanh đi lên. Một người kinh nghiệm phong phú nữ bác sĩ cái thứ nhất đi ra. Thế nào, Mã hội trưởng nôn nóng hỏi, trong mắt mang theo lo lắng. Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích, làm người xem thế là đủ rồi, ta tin tưởng, nếu hôm nay trận này giải phẫu có thể ký lục xuống dưới, tuyệt đối có thể tái nhập y học sử sách. Hắn thủ pháp, so nhất tinh vi máy móc còn muốn tiêu chuẩn, không có một chút ít lệch lạc. Giải phẫu thành công. Cuối cùng này bốn chữ, làm phòng giải phẫu trước cửa vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Trương Huyền từ phòng giải phẫu chung đi ra, lau mồ hôi, cười nói, Mã hội trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu sư phó, bội phục, ta thật sự bội phục a. Mã hội trưởng kích động giơ ngón tay cái lên, làm một người kinh nghiệm phong phú bác sĩ, giải phẫu này khó khăn, không cần đi làm, chỉ là nghe, liền biết có bao nhiêu khó khăn, mà ở thực tế thao tác trong quá trình, còn sẽ phát sinh đoán trước không đến ngoài ý muốn, đã có thể như vậy, Trương Huyền đều có thể ở 1 giờ đem giải phẫu làm xong, đây là làm Mã hội trưởng theo không kịp. Đương Milan tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một trương sạch sẽ trên giường bệnh. Một trận suy yếu cảm đánh úp lại, Milan cả người đều không dùng được sức lực, nàng chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo phần đầu, nhìn đến Trương Huyền đang ngồi ở mép giường, vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Tỉnh, khát nước sao? Trương Huyền cầm lấy một ly nước ấm. Milan sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, miệng khẽ nhếch, ta hảo sao? Hảo, u thành công cắt bỏ, người muốn hay không nhìn xem? Lớn lên còn rất đáng yêu, Trương Huyền nói giỡn nói. Tính,
Milan nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, hiện tại vài giờ. Buổi chiều 4 điểm, Trương Huyền vỗ vỗ mông, từ giường bệnh bên cạnh ghế trên đứng lên, hành, tình liên hảo, ngươi hiện tại còn thực suy yếu, nghỉ ngơi nhiều một chút, trễ chút ta mang Thanh Hạm tới xem ngươi, ngươi nói một chút ngươi, ra chuyện lớn như vậy, cũng không cho chúng ta nói, mấy ngày nay không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Đừng, Milan trên mặt lộ ra một mạt kinh hoàng, đừng nói cho Thanh Hạm, ta sợ nàng lo lắng. Không có việc gì, đã thoát ly nguy hiểm, người hiện tại chính là mất máu quá nhiều, có chút suy yếu, ta ở phẫu thuật thời điểm tận lực đem miệng vết thương thiết thật sự tiểu, người khôi phục lên sẽ thực mau, ta lại đi cho người ngao phó dược, uống lên nghỉ ngơi 2 ngày là có thể xuống giường, người ngủ tiếp sẽ đi. Trương Huyền đem kia ly nước ấm đặt ở Milan đầu giường, hướng ly chung cắm căn ống hút, tận lực uống nước, nhắm mắt lại nằm một hồi. Ân, Milan gật gật đầu. Trương Huyền lại giao đãi 2 câu những việc cần chú ý sau, rời đi phòng bệnh. Chờ Trương Huyền rời đi sau, Milan động tác thong thả kéo ra chính mình bệnh phục, đương nhìn đến ngực bên trái kia một thước lớn lên miệng vết thương khi, nàng sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên. Tuy nói y hoạn chi gian không có nam nữ chi phân, nhưng Milan trước sau cùng Trương Huyền nhận thức, khó tránh khỏi cảm giác có chút nan kham. Trương Huyền rời đi phòng bệnh sau, trước tìm được Mã hội trưởng, hỏi hắn muốn mấy phó dược liệu. Lại mượn lẩu niêu, tiến hành một phen ngao chế, chờ sự tình làm xong sau, đã tới rồi buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thừa dịp Lâm Thanh Hạm không tan tầm thời gian, Trương Huyền lại chạy đến chợ bán thức ăn mua chút đồ bổ, theo sau liền dẫn theo một con gà, xách theo một đại bao đồ ăn, đi tới Lâm Thị Tập Đoàn cửa. Ở Lâm Thị Tập Đoàn lầu một đại sảnh nghỉ ngơi trên sofa, một người thân xuyên tây trang, lưu trữ tóc ngắn, tướng mạo tuấn lãng thanh niên hấp dẫn Trương Huyền lực chú ý. Hấp dẫn Trương Huyền, không phải thanh niên này bề ngoài, mà là đối phương khí chất. Gần liếc mắt một cái, Trương Huyền là có thể phân biệt ra tới, người này tuyệt đối là cái cao thủ, hơn nữa thuộc về tinh anh nhất lưu. Trương Huyền quan sát một chút, từ người này dáng ngồi, cùng với thỉnh thoảng gian làm ra động tác nhỏ có thể nhìn ra tới, ít nhất cùng lưỡi dao sắc bén cái kia tiểu đội trưởng Kim Hâm có đồng dạng thực lực. Như vậy một người, tới Lâm Thị làm cái gì? Chương 177 Nam Thiên. Đang ở Trương Huyền nghi hoặc khi, hắn nhìn thấy Lâm Thanh Hạm từ thang máy chung đi ra, nữ nhân bất cứ lúc nào xuất hiện, đều là như vậy sặc sỡ lóa mắt, nhìn đến Lâm Thanh Hạm nháy mắt, Trương Huyền khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười. Tại đây đồng thời, tên kia ngồi ở nghỉ ngơi trên sofa thanh niên, cũng đứng dậy, sửa sang lại một chút trước người Âu phục nút thắt, theo sau đi nhanh chiều Lâm Thanh Hạm đi đến. Thanh Hạm, đã lâu không thấy, người vẫn là như vậy xinh đẹp. Thanh niên thanh âm rất lớn. Mang theo một loại từ tính, làm người nghe tới cảm giác thực thoải mái. Nam Thiên, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thanh Hạm lộ ra một bộ ngoài ý muốn biểu tình. Nghỉ, hôm nay vừa trở về, liền muốn nhìn ngươi một chút. Nam Thiên trong giọng nói chút nào không che giấu hắn ái mộ. Ở Nam Thiên phía sau, còn đi theo một người thanh niên, tuổi nhìn qua cùng Nam Thiên không sai biệt lắm đại, cũng hơn 20 tuổi bộ dáng, hắn lớn tiếng mở miệng, Lâm cô nương. Từ ngươi đi lên đi xong trong đội lúc sau, chúng ta nam đội mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, ta rất nhiều lần đều trộm nhìn đến, nam đội đối với ngươi ảnh chụp ngây ngô cười không ngừng, muốn ta nói, ngươi liền chạy nhanh cùng nam đội đem quan hệ xác định xuống dưới, khi chúng ta tẩu tử đi, cũng đỡ phải nam đội mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Tiểu Trần, nói cái gì đâu, Nam Thiên Trách cứ nhìn chính mình phía sau thanh niên liếc mắt một cái. Bị gọi Tiểu Trần thanh niên vội vàng che miệng lại. Trong mắt mang theo một mạt ý cười. Nam Thiên lại đem ánh mắt phóng tới Lâm Thanh Hạm trên người. Thanh Hạm, không có gì sự nói buổi tối cùng nhau ăn cái cơm chiều đi. Lần trước nghe Milan nói nàng cũng về nước, chúng ta đã lâu cũng chưa cùng nhau tụ tụ. Xin lỗi, đêm nay không có thời gian. Một đạo đột nhiên thanh âm, đem Nam Thiên nói đánh gãy. Trương Huyền vẻ mặt âm trầm đã đi tới, đêm nay chúng ta có việc. Ngươi là, Nam Thiên mang theo nghi hoặc, hỏi hướng Trương Huyền. Tự giới thiệu một chút, Trương Huyền, ta là Thanh Hạm lão công. Trương Huyền đi đến Lâm Thanh Hạm bên người, cố ý thanh minh một chút, lãnh chứng cái loại này. Nam Thiên soái khí gương mặt hơi hơi sửng sốt, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, Thanh Hạm, người kết hôn. Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút xấu hổ gật gật đầu, kết, bất quá ai cũng không thông chi. Lâm cô nương, người sao kết hôn đâu? Tiểu Trần vẻ mặt tức giận. Hắn trong mắt mang theo tức giận nhìn về phía Trương Huyền, người này, như thế nào cùng chúng ta nam đội so sao? Hiện tại, Nam Thiên ăn mặc một thân khéo léo Âu phục,
thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, trên tay kia khối lao động sĩ đại biểu cho hắn xa xỉ thân gia, đứng ở nơi đó giống như là đi tú hình nam giống nhau, phát ra sáng rọi. Lại xem Trương Huyền, trên người Âu phục là tùy tiện mua, vừa mới vội xong giải phẫu, ra một đầu hãn, tóc đều dính ở bên nhau, có vẻ có chút lôi thôi, trong tay dẫn theo dao thơm cùng chỉnh gà, nhìn qua cùng cái gia đình phụ nam giống nhau. Hai người ở hình tượng thượng, có khác nhau như trời với đất chênh lệch. Nghe Tiểu Trần nói, Trương Huyền lập tức liền không vui, hắn ngẩng đầu, tiểu tử ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút a, bằng không đừng trách ta tấu ngươi. Tấu ta, Tiểu Trần khinh thường cười một tiếng, nhéo nhéo nắm tay, hảo a, ngươi tới thử xem, nhìn xem rốt cuộc là ai tấu ai. Tiểu Trần, được rồi. Nam Thiên sắc mặt không vui quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Tiểu Trần, theo sau đối Trương Huyền duỗi tay nói, Trương Tiên Sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta là Nam Thiên, cùng Thanh Hạm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng coi như được với là thanh mai trúc mã đi. Nga, Trương Huyền trợn trắng mắt, không đi để ý tới Nam Thiên vươn tới tay, xin lỗi a Nam cái gì, ta này xách theo đồ ăn đâu. Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm trách cứ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau đối Nam Thiên xin lỗi cười cười, xin lỗi, Trương Huyền hắn tính cách cứ như vậy, có điểm nói chuyện không đâu, ngươi đừng trách móc. Không có việc gì, Nam Thiên không thèm để ý đem tay thu trở về, Trương Tiên Sinh là thật tình, hôm nay cũng vừa vặn, không bằng ta làm ông chủ, cùng nhau ăn cái cơm chiều hảo. Lâm Thanh Hạm cười nói, vẫn là ta làm ông chủ đi, ngươi ngày đầu tiên trở về, coi như cho ngươi đón gió. Đừng, hôm nay không có thời gian đi ăn cơm, Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Đứng ở Nam Thiên phía sau Tiểu Trần lại lần nữa nhịn không được ra tiếng, ta nói họ Trương, ngươi đừng cho mặt lại không cần a. Ta Nam đội đem ngươi kêu lên, là xem ở Lâm cô nương mặt mũi thượng, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói không có thời gian, chính là không có thời gian, muốn ước ước lão bà ngươi đi, cút đi. Trương Huyền không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi, Tiểu Trần trên mặt lộ ra tức giận, vừa muốn mở miệng, bị Nam Thiên đánh gãy. Nam Thiên ngậm một mặt ý cười, Trương Tiên Sinh, làm nam nhân không thể quá keo kiệt, ta cùng Thanh Hạm nhiều năm như vậy bằng hữu, lại lâu như vậy không gặp. Ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi sẽ không đối Thanh Hạm có cái gì không yên tâm đi. Nam đội, tiểu tử này không phải đối Lâm cô nương không yên tâm, mà là đối chính mình không tin tưởng a. Ngươi xem hắn như vậy, xuyên giá rẻ quần áo, tóc loạn cùng ổ gà giống nhau, lôi thôi lếch thếch, cái gì ngoạn ý, phi. Tiểu Trần vẻ mặt khinh thường. Nam Thiên, chúng ta hôm nay đích xác có việc, không bằng hôm nào lại ước đi. Lâm Thanh Hạm đột nhiên mở miệng. Hành, vậy hôm nào? Nam Thiên thấy Lâm Thỉnh Hạm đều nói như vậy, cũng không hảo lại kiên trì đi xuống, ta trong khoảng thời gian này đều ở Ngân Châu, tùy thời liên hệ. Hảo, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Chúng ta đây liền đi trước, hôm nào thấy Thanh Hạm. Nam Thiên đối Lâm Thanh Hạm phất phất tay, sửa sang lại hạ quần áo, đi nhanh chiều Lâm Thị ngoài cửa lớn đi đến. Tiểu Trần trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, hướng Trương Huyền làm cái mặt cổ thủ thế, đi theo Nam Thiên phía sau, chạy mau đi ra ngoài. Chờ Nam Thiên cùng Tiểu Trần rời đi khẩu, Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, nhíu mày, ngươi có phải hay không có chút quá mức, ta cùng Nam Thiên, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, cùng nhau ăn một bữa cơm, không có gì ghê gớm đi. Là thật sự không có thời gian, ngươi mau cùng ta về nhà đem canh nấu, sau đó đi xem Milan. Trương Huyền cũng đi nhanh chiều Lâm Thị ngoài cửa lớn đi tới, đi vào bãi đỗ xe. Lâm Thanh Hạm đuổi tới bãi đỗ xe. Một bên mở cửa xe, một bên nghi hoặc nói, xem Milan. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, Milan làm cái trái tim giải phẫu, đang ở bệnh viện nằm đâu, cho nàng nấu cái canh, bổ bổ huyết. Trái tim giải phẫu, Lâm Thanh Hạm vừa nghe, mặt đẹp tức khắc biến đổi, cái gì trái tim giải phẫu, Milan như thế nào không nói cho ta. Trái tim u, nàng sợ ngươi lo lắng, liền chưa nói, nếu không phải giải phẫu có khó khăn, Mã hội trưởng cho ta gọi điện thoại. Ta cũng không biết việc này đâu. Trương Huyền giải thích nói. Lâm Thanh Hạm ngồi vào trong xe, vẻ mặt lo lắng hỏi, kia hiện tại thế nào? Không có việc gì, giải phẫu là ta cho nàng làm, u toàn bộ cắt bỏ, nàng hiện tại chính là suy yếu, chờ thêm mấy ngày miệng vết thương khép lại, là có thể xuống đất. Nghe Trương Huyền nói như vậy, Lâm Thanh Hạm tặng một hơi, rốt cuộc không trách cứ Trương Huyền, cùng so đi xem Milan so với Lam, cùng Nam Thiên ăn cơm một chút đều không quan trọng. Lái xe trên đường, ở một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu, Lâm Thanh Hạm đem xe dừng lại, quay đầu nhìn Trương Huyền, cái kia. Ta cùng Nam Thiên, không có gì.
Chương 178 nhà của ta. Ân, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng, hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Thanh Hạm thế nhưng sẽ nói ra như vậy một câu. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, người cùng ta nói cái này làm gì? Chính là không nghĩ ngươi hiểu lầm. Trước mặt giao lộ đèn biến, Lâm Thanh Hạm nhìn phía trước, một bên lái xe một bên nói, Nam Thiên nhà hắn, cùng ông nội của ta kia bối liền quen biết, phía trước hắn tham gia quân ngũ thời điểm ta vừa vặn ở bên kia nói sinh ý, liền đi nhìn hắn một lần, bọn họ bộ đội người liền thích lấy ta cùng hắn nói giỡn, kỳ thật ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Trương Huyền gật gật đầu, không có hé răng. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền như vậy, cho rằng Trương Huyền ở giận dỗi, cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, Trương Huyền là ở ghen. Về đến nhà, Lâm Thanh Hạm thay đổi thân sạch sẽ đồ thể dục, lại trang hảo một ít quần áo, chờ Trương Huyền đem canh nấu hảo sau, cùng Trương Huyền cùng nhau đuổi tới bệnh viện. Ở phòng bệnh chung, Lâm Thanh Hạm nhìn đến Milan sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh khi, nước mắt bá một chút liền chảy ra. Khóc cái gì a ngươi? Milan nhìn Lâm Thanh Hạm kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, có chút sở khóc sở cười. Lâm Thanh Hạm tràn đầy trách cứ nói, người cái cô nàng chết dầm kia, phát sinh chuyện lớn như vậy cũng không cho ta nói, nếu không phải Trương Huyền nói cho ta, người có phải hay không chuẩn bị vẫn luôn gạt ta a? Milan hơi hơi mỉm cười, Trương Huyền nếu không biết việc này, ta liền trộm không có, người nào có cơ hội tại đây huấn ta, nói đến cùng, hôm nay nếu không phải Trương Huyền, ta khả năng liền thật xong rồi. Vừa mới bác sĩ nói cho ta, ta cái này giải phẫu khó khăn cực cao, chỉnh ra bệnh viện cũng không ai có nắm chắc đi làm, Thanh Hạm, ngươi cùng Trương Huyền ở một khối, thật đúng là nhặt được bảo đâu. Nghe Milan nói như vậy, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, theo bản năng nhìn bên người Trương Huyền liếc mắt một cái, Trương Huyền đang ngồi ở nơi đó, tỉ mỉ tước một cái quả táo. Trương Huyền buổi tối làm ba người cơm, hắn cùng Lâm Thanh Hạm liền ở bệnh viện bồi Milan ăn một đốn, đối với Trương Huyền chủ nghệ. Milan là khen không dứt miệng. Trương Huyền, chờ ta hết bệnh rồi ngươi dạy ta nấu cơm bái. Milan nhìn giữ ấm hộp cơm thấy đáy canh gà, còn có chút không thỏa mãn bẹp bẹp miệng. Hành a, nói người cái kia bằng hữu, gọi là gì Lê nhưng, người đi đâu? Ta cũng sợ nàng biết việc này, lừa dối nàng du lịch đi, cô nàng này quá hai ngày trở về biết, phỏng chừng cũng đến mắng ta không thể. Milan lắc lắc đầu. Mắng ngươi là hẳn là. Lâm Thanh Hạm vươn căn ngón tay ngọc, dùng sức ở Milan trên đầu điểm một chút, ngươi việc này nên sớm cho chúng ta biết, chờ ngươi đã khỏe, ta phi thu thập ngươi không thể. Thiết, Milan trợn trắng mắt, chờ ta hảo, hai ta ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Lâm Thanh Hạm lại ở phòng bệnh Trung Hòa Milan hàn huyên hồi lâu, chờ hai người liêu xong thiên, bên ngoài sớm đã đen. Hảo Thanh Hạm, ngươi cùng Trương Huyền mau trở về đi thôi, buổi tối đừng ở chỗ này đợi. Milan nhìn hạ thời gian, phất tay vội vàng Lâm Thanh Hạm đi. Như vậy sao được, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, ta buổi tối đến lưu lại chiếu cố ngươi. Vẫn là đi thôi, làm nàng một người đợi. Trương Huyền mở miệng, Milan hiện tại chính là có chút suy yếu, hai tay hai chân đều có thể động, quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tại đây, còn ảnh hưởng nàng, ngày mai ta tới cấp nàng đưa cơm, ngươi không cần lo lắng. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền đều nói như vậy. Chỉ có thể từ bỏ tại đây bồi Milan qua đêm ý tưởng, rốt cuộc Trương Huyền ở phương diện này là chuyên nghiệp, nàng thu thập hạ đồ vật, kia hành, Milan, ta ngày mai lại đến xem ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại. Ân, Milan gật gật đầu, hướng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm phất tay, các ngươi đi nhanh đi. Chờ hai người đi rồi, Milan sắc mặt có chút phức tạp, lần này thấy Trương Huyền, nàng tổng cảm giác có chút quái quái, chính mình ngực trái bên miệng vết thương. Tổng ở nhắc nhở chính mình cái gì? Ra bệnh viện, nhìn đến Milan trạng thái không tồi, Lâm Thanh Hạm dẫn theo một hơi cuối cùng lỏng xuống dưới, Trương Huyền, thật là cảm ơn ngươi, Milan là ta tốt nhất bằng hữu, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên. Cảm tạ ta làm gì? Trương Huyền đánh gãy Lâm Thanh Hạm nói, ngươi mỗi lần tổng như vậy khách khí, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là ngươi lãnh chứng hợp pháp trượng phu, ngươi không nên tổng đem tạ tự quải đến bên miệng. Hợp pháp trượng phu. Lâm Thanh Hạm nghe thế bốn chữ thời điểm, cả người đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chính mình bên người nam nhân. Đúng vậy, hắn là ta hợp pháp trượng phu, nếu luận quan hệ, hẳn là trên thế giới thân mật nhất khăng khít hai người, chính mình vì cái gì còn sẽ biểu hiện khách khí như vậy, là bởi vì, chính mình chưa từng có đem hắn đương quá chính mình trượng phu đối đãi sao. Đi đến xa tiền, Lâm Thanh Hạm mới vừa lấy ra chìa khóa xe, suy nghĩ hai giây,
lại đem chìa khóa thả lại trong bao. Trương Huyền, không lái xe, hai ta đi một chút đi. Hành a, Trương Huyền không sao cả gật gật đầu. Hiện tại là buổi tối 10 giờ, sắc trời thực hắc, cũng may Ngân Châu thì tình hình giao thông chiếu sáng điều kiện cũng không tệ lắm, chính trực ngày mùa hè, liễu xanh nhân nhân, đi ở trên đường, cảm giác phá lệ thoải mái thanh tân. Lâm Thanh Hạm tay nhỏ bối ở sau người, đá một chân trước mắt tiểu hòn đá. Trương Huyền, nhà ngươi là nào a? Sao chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá nhà ngươi người? Lâm Thanh Hạm làm bộ vô tình hỏi, ở nàng hỏi cái này vấn đề trong quá trình, liền đại biểu cho, nàng bắt đầu muốn chủ động đi tìm hiểu người nam nhân này. Nhà ta a, Trương Huyền cười một chút, ta ba cùng ta mẹ sớm liền ly hôn, hắn không tồn tại ta trong trí nhớ, ta mẹ ở ta 14 tuổi năm ấy liền đi rồi, cho nên ngươi không nghe ta nhắc tới quá. A, Lâm Thanh Hạm cái miệng nhỏ há hốc, trong mắt tràn ngập xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, Trương Huyền không sao cả vẫy vẫy tay, thời gian đều qua đi lâu như vậy, ta đã sớm thói quen, cũng buông xuống, trước kia nhà ta liền trụ kia. Trương Huyền duỗi tay chỉ một chút nơi xa, cái kia khu phố cũ, bất quá hiện tại đã sớm tu không có, chờ ta mẹ qua đời sau, ta liền chạy ngoài mặt lang bạt đi. Lâm Thanh Hạm có chút trầm mặc, tuy rằng Trương Huyền nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó gian khổ, Lâm Thanh Hạm có thể cảm nhận được. Một người, 14 tuổi liền không cha không mẹ, không ai chiếu cố, một mình lang bạt, này nói đến dễ dàng, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn mắt không trung, nơi đó ánh trăng cong treo ở phía chân trời, hắn hít sâu một hơi, ông trời là công bằng, cướp đi ngươi cái gì, liền sẽ cho ngươi cái gì, ta từ nhỏ không có chỗ ở cố định, không có một cái ổn định ra, nhưng lại thấy thức thế giới này càng nhiều thần kỳ, cũng có một ít đặc thù gặp gỡ, nói tóm lại, ta cũng không gì quá lớn tiếc nuối, muốn nói nhất tiếc nuối sự, chính là không có làm ta mẹ thấy ta cưới vợ bộ dáng. Trương Huyền nha một mắng. Lâm Thanh Hạm kia trương mặt đẹp bởi vì Trương Huyền nói, hồng lợi hại hơn. Hai người đi ở trên đường, Lâm Thanh Hạm chủ động trò chuyện chút khác đề tài, nàng trước nay cũng chưa cùng Trương Huyền như vậy trò chuyện qua, đột nhiên phát hiện, Trương Huyền cùng chính mình có rất nhiều cộng đồng đề tài. Chương 179 bôi nhọ. Hoa Hạ có câu nói, từ xưa Giang Nam ra tài nữ. Lâm Thanh Hạm tuy không phải Giang Nam người, nhưng nàng ở Giang Nam đọc đại học, khi đó liền thích chút cầm kỳ thư họa, nếu không lúc ấy cũng sẽ không cho Milan nói, nàng trưởng thành muốn tìm một cái hứng thú tương đồng người. Hôm nay, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền tùy ý trò chuyện, phát hiện Trương Huyền đối chính mình sở thích những cái đó, đều biểu hiện ra thực hiểu bộ dáng. Chính mình nói cầm, hắn có thể nói ra tới. Chính mình nói họa, hắn càng là lợi hại. Chính mình nói Hugo kia bổn bi thảm thế giới, hắn có thể thuần thục nói ra bên trong câu. Chính mình nói cờ, nói một quyển sách thượng tàn cục, khó có thể phá giải, Trương Huyền có thể ở trước tiên liền cấp ra bản thân tàn cục phá giải phương pháp. Này đó đủ loại, làm Lâm Thanh Hạm đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy kinh hỉ, có một cái tràn ngập cộng đồng đề tài bạn lữ, là một kiện rất khó sự tình. Dọc theo đường đi, hai người lưu thật sự vui vẻ. Từ bệnh viện về nhà, đi đường nói, gần nhất một cái nói là xuyên qua Trung Thanh công viên, cái này công viên mấy năm trước còn có không ít người sẽ đến, nhưng theo gần mấy năm phát triển, Thành Nam tân kiến một cái công viên trò chơi, rất nhiều người đều thích hướng Thành Nam công viên trò chơi chạy, cái này Trung Thanh công viên tự nhiên mà vậy liền cô đơn, dần dần trở thành lão nhân lão thái thái nhóm buổi sáng đánh thái cực, bác gái buổi tối nhảy quảng trường vũ địa phương. Cô đơn là cô đơn, nhưng Trung Thanh công viên cảnh sắc vẫn là đáng giá thưởng thức. Chẳng sợ trời tối, cũng có thể thấy rõ vườn hoa trung tươi đẹp hoa cỏ. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi ở nơi này, đột nhiên, một trận tiếng kêu cứu từ giữa thanh công viên hồ hoa sen bên vang lên, tại đây ban đêm phá lệ rõ ràng. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nghe được rõ ràng, kêu cứu chính là một nữ nhân. Sao lại thế này? Trương Huyền chiều hồ hoa sen phương hướng nhìn lại, nơi đó đang có hai cái hắc ảnh, thanh âm chính là từ kia truyền đến. Cứu mạng a! Nữ nhân trong thanh âm mang theo một cổ bất lực. Đi xem, Trương Huyền giữ chặt Lâm Thanh Hạm cánh tay, chiều bên kia chạy qua đi, sắp đến gần chỗ, nương ánh trăng, có thể nhìn đến, một người nam nhân chính đem một nữ nhân ấn ở trên mặt đất, người nọ tay gắt gao nắm nữ nhân yết hầu, làm nữ nhân phát không ra thanh âm. Nữ nhân một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chiều Trương Huyền hai người cái này phương hướng duỗi tay, tìm kiếm trợ giúp. Đang ở thi bạo nam nhân cũng thấy được Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ta
ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác, bằng không ta liền bên cạnh ngươi nữ nhân này một khối chơi. Trương Huyền nhìn thoáng qua, hiện tại cái này thì bạo giả vẫn chưa thực hiện được, hắn dưới thân nữ nhân kia quần áo còn tính hoàn chỉnh, chính là trên mặt có mấy khối ứ thanh, hẳn là bị người nam nhân này đánh. Ta khuyên ngươi chạy nhanh cút đi, Trương Huyền lãnh ngôn một tiếng. Tiểu tử, ngươi hắn sao uy hiếp ta? Nam nhân buông ra bóp chặt nữ nhân tay, sau này eo một sờ, liền móc ra một phen chói lọi chủy thủ tới, người hắn sao lại uy hiếp lão tử một câu thử xem. Cút đi. Đi ngươi sao, nam nhân múa may chủy thủ, chiều Trương Huyền trên người hung hăng đâm tới. Đối mặt người nam nhân này, Trương Huyền liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, thân thể hơi hơi uốn éo, lại tránh được đối phương này một chủy thủ, đồng thời một chân đá ra, đá vào nam nhân ngực chỗ, đem nam nhân đá phiên trên mặt đất. Nam nhân giống một con chín con tôm giống nhau, cung thân thể, khuôn mặt thống khổ. Đang lúc Trương Huyền tưởng trở lên đi bổ một chân, làm tên cặn bã này nửa đời sau không thể tự gánh vác khi, một đạo cường quang sáng lên, chiếu vào Trương Huyền trên mặt. Đang làm gì, đều đang làm gì, ngồi xổm xuống. Một trận quát chói tai tiếng vang lên. Trương Huyền nhìn đến, một chiếc bộ đội tuần tra xe xử lại đây, cường quang chính là từ tuần tra trên xe chiếu xạ tới. Vừa thấy tuần tra xe, Trương Huyền còn chưa nói lời nói, tên kia nằm trên mặt đất nam nhân dẫn đầu bò lên, cứu mạng A. Cứu mạng A, giết người lạp, giết người lạp. Nam nhân một kêu, tuần tra trên xe nháy mắt xuống dưới mấy người, cầm cảnh côn cùng phòng bạo tấm chắn, chiều Trương Huyền bên này vây quanh lại đây. Trương Huyền cười cười, các vị, các người hình như là nghĩ sai rồi, này người này trước hướng vị kia nữ sĩ thì bạo, ta mới thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đúng không? Một người cầm phòng bạo tấm chắn người, hỏi hướng vừa mới tên kia truyền ra tiếng kêu cứu nữ nhân. Không, không, bị đánh nữ nhân liên tục lắc đầu, duỗi tay chỉ vào Trương Huyền, là hắn. Ta cùng ta lão công đang ở này tản bộ, hắn liền tới đây muốn đánh ta lão công. Chảo hắn, mau chảo hắn a. Bị đánh nữ nhân thái độ, làm Trương Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn lại kết hợp này chiếc tuần tra xe xuất hiện tốc độ, nháy mắt minh bạch, chính mình bị người cấp tính kế. Lâm Thanh Hạm sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền vừa mới trợ giúp nữ nhân, thế nhưng trả đũa, bôi nhọ Trương Huyền. Vài tên cầm phòng bạo tấm chắn người nháy mắt liền đem Trương Huyền vây quanh lên, còn có cái gì hảo thuyết, đi. Trương Huyền nhìn chung quanh những người này, nhéo nhéo nắm tay, lại đem tay buông ra, gật gật đầu, hảo, ta và các ngươi đi, nhưng việc này cùng lão bà của ta không quan hệ. Cầm phòng bạo tấm chắn người hỏi bị đánh nữ nhân này động thủ sao? Bị đánh nữ nhân lắc lắc đầu, không có, toàn bộ hành trình liền người nam nhân này ở đánh ta cùng ta lão công. Kia phòng bạo tấm chắn người nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, người không liên quan, chạy nhanh rời đi. Ai muốn ngăn trở công vụ, cùng nhau mang về. Các ngươi cố ý bôi nhọ, Trương Huyền hắn căn bản là không. Thanh Hạm, Trương Huyền một đạo quát chói tai thanh, đánh gãy Lâm Thanh Hạm nói. Hắn đối Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, theo chân bọn họ giải thích vô dụng, đi tìm luật sư. Trương Huyền nói chuyện thời điểm, vẫn luôn cấp Lâm Thỉnh Hạm xử ánh mắt. Lâm Thanh Hạm cũng không phải cái gì ngu dốt người, tức khắc liền minh bạch Trương Huyền ý tứ, nhìn nhìn kia một nam một nữ, còn có này đó từ tuần tra trên xe xuống dưới người, hít sâu một hơi, hảo, ta hiện tại lập tức đi tìm người. Trương Huyền gật gật đầu, an ủi nói, ân, đừng lo lắng, bọn họ vô pháp đem ta thế nào. Ít nói nhảm, đi, một đám cầm phòng bạo tấm chắn người, xô đẩy đem Trương Huyền đẩy thượng tuần tra xe. Nhìn tuần tra xe rời đi, Lâm Thanh Hạm trước tiên liền gọi điện thoại đi ra ngoài, Hồ luật sư, ngươi ở đâu? Ngân Châu một nhà tư nhân hội sở chung. Ninh một vòng loạn choạng ly chung rượu vang đỏ, nhìn di động thượng vừa mới thu được tin tức, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Họ Trương, ngươi thực cuồng sao? Ta nhìn xem tới rồi tay của ta, ngươi lấy cái gì cuồng? Ninh một vòng cổ một ngưỡng, đem ly chung rượu vang đỏ uống quang, trở về cái tin tức qua đi, đem người nhốt lại, ai đều không được thấy. Thuận tiện đem luật sư đều cho ta tìm hảo. Lâm Thanh Hạm ở liên hệ đến Hồ luật sư sau, trước tiên liền mang theo Hồ luật sư đi vào thị cục cảnh sát, thuyết minh ý đổ đến. Thị cục trực ban cảnh sát nhân dân ở nghe được là bộ đội đem người mang đi sau, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nữ sĩ, này bộ đội sự, nhưng không về chúng ta cảnh sát quản A. Cảnh sát, theo ta được biết, bộ đội hẳn là không có quyền bắt người, cần thiết muốn chuyển giao địa phương cơ quan xử lý, ta hy vọng các ngươi cùng bộ đội liên lạc một chút,
ta yêu cầu thấy ta đương sự. Hồ luật sư đem chính mình luật sư chứng lấy ra. Chương 180 ai đều không thể thấy. Hồ luật sư vừa dứt lời, không đợi trực ban cảnh sát nhân dân đáp lời, lại có một người đi vào cục cảnh sát. Gặp người, ai đều không thể thấy. Lâm Thanh Hạm cùng hồ luật sư quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đồng dạng luật sư trang điểm trung niên nam nhân đi đến, ta đương sự hiện tại còn ở bệnh viện nằm, giám định kết quả đã ra tới, nhị cấp thương tàn. Ha ha, Vương Thành, người làm luật sư, thật là có chút đáng tiếc. Hồ luật sư nhìn vừa mới xuất hiện trung niên nam nhân. Cái này Vương Thành, ở Ngân Châu luật sư giới cũng coi như nổi danh, chuyên cấp kẻ có tiền thư kiện, lật ngược phải trái bản lĩnh nhất lưu. Họ Hồ, ta tới không phải cùng ngươi vô nghĩa. Vương Thành hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước tới nói chuyện bồi thường vấn đề tương đối hảo. Bồi thường, ta lão công là bị bôi nhọ. Lâm Thanh Hạm duỗi tay một phách cái bàn, trên mặt mang theo phẫn nộ. Vương Thành cười một chút, bôi nhọ, nữ sĩ, chứng cứ đâu? Chứng cứ liền tại đây. Lâm Thanh Hạm lấy ra di động, truyền phát tin một đoạn video, này video là nàng vừa mới để lại cái tâm nhãn lục đến, trên video cảnh tượng, đúng là ở Trung Thanh công viên Hồ Hoa Sen, chẳng qua Lâm Thanh Hạm không có lục đến nam nhân kia ẩu đả nữ nhân hình ảnh, ở di động của nàng ghi hình chung, chỉ có nam nhân cầm chủy thủ chiều Trương Huyền đâm tới, bị Trương Huyền tránh thoát sau một chân đá phiên hình ảnh. Nhìn đến cái này video, Vương Thành mặt bất biến sắc tâm không nhảy, nữ sĩ. Đây là ngươi nói chứng cứ, có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi lão công kia một chân đá vào ta đương sự trên người có bao nhiêu trọng sao? Lâm Thanh Hạm cắn răng nói, ta lão công là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng, cái gì phòng vệ chính đáng? Vương Thành vẻ mặt nghi hoặc, nữ sĩ, ngươi cần phải thấy rõ ràng, video chung, ta đương sự cũng không có cho ngươi lão công tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là ngươi lão công ở ẩu đả ta đương sự. Này như thế nào có thể là phòng vệ chính đáng đâu? Đây là cố ý đả thương người hảo đi. Ngươi, Lâm Thanh Hạm chỉ vào Vương Thành, khí nói không ra lời. Lâm Tổng, Hồ luật sư khuyên một tiếng, hắn ý thức được này vấn đề khó giải quyết tính, mở miệng nói, chuyện này, đêm nay tuyệt đối vô pháp xử lý, ngươi cho ta thời gian, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta không có thời gian, Lâm Thanh Hạm hét lớn một tiếng, đảo qua nàng ngày thường ổn trọng bộ dáng. Ta lão công hiện tại bị người bôi nhọ bắt đi, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Ta liền hỏi một câu, các ngươi cảnh sát có hay không quyền lợi muốn người? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chuyện gì hô to gọi nhỏ? Đang ở hình điều tra và giải quyết công thất quay tông Hàn Ôn Nhu nghe được phòng trực ban truyền đến thanh âm, đã đi tới dò hỏi. Đương nhìn đến là Lâm Thanh Hạm sau, Hàn Ôn Nhu sửng sốt một chút, biểu tình có chút mất tự nhiên. Trực ban cảnh sát nhân dân vừa thấy đến Hàn Ôn Nhu, tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, Hàn đội, việc này ngươi tới xử lý đi, vị này nữ sĩ nói nàng lão công bị người bôi nhọ, còn bị bộ đội người cấp bắt đi. Bắt đi. Hàn Ôn Nhu trong lòng cả kinh, Lâm Thanh Hạm lão công, còn không phải là Trương Huyền sao, hắn như thế nào sẽ bị bộ đội người cấp bắt đi. Hàn Ôn Nhu mày nhăn lại, Lâm nữ sĩ, phiền toái ngươi tới ta văn phòng, đem sự tình trải qua giảng một chút. Lâm Thanh Hạm không có ngoài ý muốn Hàn Ôn Nhu nhận ra chính mình, lần trước ở trong xe bị người tập kích thời điểm, chính là Hàn Ôn Nhu tới xử lý, chính mình cũng làm ghi chép. Ở Hàn Ôn Nhu văn phòng chung, Lâm Thanh Hạm đem vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Hàn Ôn Nhu. Lâm nữ sĩ, người lão công Trương Huyền, gần nhất có đắc tội người nào sao? Hàn Ôn Nhu một bên đối Lâm Thanh Hạm vừa mới nói tiến hành ký lục, một bên hỏi. Lâm Thanh Hạm nghĩ. Lắc lắc đầu, hẳn là không có, hắn người này ngày thường cười hì hì, cũng hảo ở chung, không gì tính tình, hẳn là không đắc tội người nào. Hàn Ôn Nhu ở trong lòng chửi thầm, người lão công hảo ở chung. Không biết giận, ngươi là không gặp hắn nổi giận lên bộ dáng. Sửa sang lại một chút ghi chép, Hàn Ôn Nhu mở miệng, Lâm nữ sĩ, ta tận lực giúp ngươi liên hệ một chút, nhìn xem có biện pháp nào không, hiện tại có thể khẳng định, là có người cố ý lại làm ngươi lão công. Bằng không bộ đội tuyệt đối sẽ không ra tay bắt người. Hàn Ôn Nhu lấy ra di động, đánh mấy cái điện thoại đi ra ngoài, được đến kết quả đều không phải thực vừa lòng, có chút người vừa nghe bộ đội bắt người, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó miêu nị. Ta hiện tại chỉ là muốn gặp người liếc mắt một cái, các ngươi liền ra sức khước từ. A, Hàn Ôn Nhu đối với di động rít gào. Sư phụ, ta hôm nay cùng ngươi nói rõ, người ta cần thiết muốn gặp. Lâm Thanh Hạm đứng ở một bên.
nhìn Hàn Ôn Nhu kia sốt ruột đến giống to bộ dáng, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng, Hàn Ôn Nhu ở chính mình sư phụ dưới sự trợ giúp, cuối cùng tìm được rồi con đường, có thể ở quân khu cho các nàng an bài một chút, nhưng có thể hay không nhìn thấy người, sẽ xử lý như thế nào, còn phải xem quân khu ý tứ. Được đến cái này đáp án sau, Hàn Ôn Nhu trước tiên mang theo Lâm Thanh Hạm hướng Ninh Tỉnh quân khu chạy đến. Đồng thời, Lâm Thanh Hạm làm Hồ luật sư chuẩn bị tài liệu, lần này sự tình, nàng nhất định không thể liền như vậy tính. Ở cùng thời gian, một chiếc bộ đội tuần tra xe khai vào quân khu đại viện. Trương Huyền ngồi ở tuần tra trên xe, lặng lặng chờ đợi, hắn đại khái đã nghĩ đến, là ai ở đối phó chính mình. Ninh một vòng thân xuyên thường phục, đứng ở đại viện giữa, đương nhìn đến kia chiếc tuần tra xe xử tới thời điểm, trên mặt hắn cười lạnh càng ngày càng thâm. Ninh thiếu, người mang đến, xử lý như thế nào? Một người đồng dạng thân xuyên thường phục trung niên nam nhân đứng ở Ninh một vòng bên cạnh, hỏi. Trước nhốt lại, cho hắn điểm đau khổ, Ninh một vòng phân phó một tiếng, nhìn mắt kia dừng lại tuần tra xe, theo sau đi nhanh rời đi. Ban đêm thực hắc, Trương Huyền bị người từ tuần tra trên xe áp xuống dưới, hai tay của hắn hai chân cũng chưa bị trói buộc, có thể tự do hoạt động. Trương Huyền nhìn mắt, toàn bộ quân khu đại viện, trừ bỏ cửa vài tên lính gác, cùng với này một tuần tra xe người ở ngoài, một mảnh an tĩnh. Lấy Trương Huyền bản lĩnh, nếu muốn chạy, tùy thời đều có thể rời khỏi. Căn bản không ai ngăn được hắn, nhưng Trương Huyền không tính toán làm như vậy. Nếu hôm nay chính mình thật muốn đi rồi, mặc kệ chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, tự động tuyệt đối vô pháp lại ở Hoa Hạ an tâm đãi đi xuống, này cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp, hắn đang đợi, nhiều nhất 24 tiếng đồng hồ, tuyệt đối sẽ có người tới xử lý chuyện này. Trương Huyền nhậm người đem hắn quan vào một gian cùng loại với phòng tạm giam địa phương, ở chỗ này bốn phía đều là vách tường, không có một chút ánh sáng. Hắc liên thủ chỉ đều nhìn không thấy, đương phòng tạm giam môn đóng lại sau, chỉnh gian trong phòng một chút thanh âm đều không có, cực kỳ áp lực, người thường đãi ở bên trong này, nhiều nhất 2 cái giờ, liền sẽ gặp phải hỏng mất. Ở buổi tối 11 giờ rưỡi thời điểm, một chiếc màu đỏ chạy băng băng GT chạy đến quân khu đại viện cửa, bị lính gác ngăn cản xuống dưới. Lâm Thanh Hạm cùng Hàn Ôn Nhu hai nàng từ trên xe đi xuống tới, Hàn Ôn Nhu gọi điện thoại, liền đứng ở đại viện trước cửa lặng lặng chờ. Ước ở 10 phút sau, một người thân xuyên quân trang trung niên nam nhân xuất hiện ở hai nàng trước mặt, người nam nhân này, đúng là vừa mới đứng ở Ninh một vòng bên người người. Chương 181, đó là sát muỗi. Nhìn thấy tên này trung niên, Hàn Ôn Nhu trực tiếp mở miệng, Lý trưởng khoa, ta là thị đội điều tra hình sự Hàn Ôn Nhu. Hàn đội trưởng, tiến vào nói đi. Lý trưởng khoa hướng lính gác phất phất tay, làm Hàn Ôn Nhu cùng Lâm Thanh Hạm hai nàng đi vào trong đại viện. Lý trưởng khoa mang hai nàng đi vào hắn văn phòng, cấp hai nàng phao ly trà, sau đó hỏi, Hàn đội trưởng, sư phụ ngươi mới vừa đánh với ta điện thoại, ngươi là bởi vì hôm nay bị chảo người kia tới. Không tồi, Hàn Ôn Nhu nói thẳng không cố kỵ, theo ta được biết, hắn là bởi vì cố ý thương tổn bị các ngươi bắt lại đi. Chuyện này hẳn là về chúng ta cảnh sát quản, ta tới, chính là tưởng đem người mang đi. Lý trưởng khoa sắc mặt tối sầm, Hàn đội trưởng, này chỉ sợ không được. Trong khoảng thời gian này, đúng là mạnh mẽ quét hắc trừ ác thời điểm, để không đề cập tới người, người nói không tính, cần thiết muốn đại sảnh văn kiện, nếu không ta không thể đem người giao cho các ngươi. Cái gì quét hắc trừ ác? Lâm Thanh Hạ một phách cái bàn, ta lão công là bị oan uổng. Người lão công, vị này nữ sĩ là? Lý trưởng khoa nhìn mắt Lâm Thanh Hạ, kỳ quái hỏi. Vị này chính là Lâm Thị Tập đoàn Tổng Tài, Ngân Châu Lâm gia hiện tại người phát ngôn, Lâm Thanh Hạ nữ sĩ. Hàn Ôn Nhu cố ý nói ra Lâm Thanh Hạm thân phận, chính là tưởng cấp Lý trưởng khoa tạo áp lực. Muốn đặt ở bình thường, Lâm Thanh Hạm thân phận, đích xác sẽ làm Lý trưởng khoa cảm thấy áp lực. Nhưng hôm nay bất đồng, Lý trưởng khoa hoàn toàn là dựa theo Ninh một vòng ý tứ đi làm, sở hữu sự tình, đều có Ninh một vòng đỉnh, hắn căn bản không sợ. Lâm nữ sĩ đúng không, người lão công có phải hay không oan uổng, kia đến có chứng cứ mới được, chúng ta người tận mắt nhìn thấy. Người lão công đem người bị hại đả thương, hơn nữa bệnh viện giám định kết quả đã ra tới, thuộc về nhị cấp thương tàn, chuyện này, đến chậm rãi điều tra, ở điều tra kết quả ra tới phía trước, người lão công cần thiết ở chúng ta nơi này hảo hảo đợi. Hàn Ôn Nhu hít sâu một hơi, lấy ra di động, đem một đoạn video truyền phát tin ra tới. Lý trưởng khoa, người nhìn kỹ xem, là người nam nhân này cầm đao trước công kích ta lão công mới phản kháng.
Lý trưởng khoa nhìn một chút video, theo sau lắc lắc đầu nói, Lâm nữ sĩ, liền trên video tới xem, người bị hại cũng không có đối với người lão công tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là người lão công đem đối phương đả thương. Lâm Thanh Hạm khí sắc mặt đỏ lên, chẳng lẽ hắn cầm đao tới thứ ta lão công còn không thể phản kháng sao? Lý trưởng khoa lắc lắc đầu, Lâm nữ sĩ, ngươi nên nghe minh bạch ta nói, đối phương không có đối với người lão công tạo thành bất luận cái gì thương tổn, người như thế nào có thể chứng minh hắn là thứ ngươi lão công đâu. Này đại hạ thiên, hồ hoa sen bên cạnh con muỗi nhiều như vậy, theo ta cá nhân tới xem, ta cho rằng người bị hại là ở sát một con muỗi, ở công kích muỗi trong quá trình, bị ngươi lão công đá thương. Ngươi, Lâm Thanh Hạm nhìn Lý trưởng khoa, khí nói không nên lời nói, nàng đầu một hồi nhìn thấy như vậy người vô sỉ. Hiện tại Lâm Thanh Hạm cũng xem minh bạch, những người này, tất cả đều là một đám. Hàn Ôn Nhu lôi kéo Lâm Thanh Hạm cánh tay, ý bảo Lâm Thanh Hạm trước không cần kích động như vậy, theo sau tiến lên cùng Lý trưởng khoa giao thiệp, Lý trưởng khoa, chúng ta đây hiện tại muốn gặp Trương Huyền, hẳn là có thể đi. Không được, Lý trưởng khoa lắc lắc đầu. Vì cái gì, Hàn Ôn Nhu khó hiểu, liền bình thường trình tự tới nói, chúng ta hoàn toàn là có quyền lợi thấy hắn. Lý trưởng khoa trả lời. Ở chúng ta này không cái này quy củ, Hàn đội trưởng, người nếu muốn đem người để đi, vậy lấy tỉnh thính văn kiện tới, nếu là đơn thuần muốn gặp người, liền mời trở về đi, hôm nay có thể làm ngươi tiến vào, cũng đã là cho đủ sư phụ ngươi mặt mũi. Hàn Ôn Nhu nhíu mày, Lý trưởng khoa, người xác định muốn làm như vậy. Các ngươi như vậy không hợp quy củ làm việc, có hay không suy xét qua hậu quả? Hậu quả, Lý trưởng khoa cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hàn đội trưởng, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Ta muốn nghỉ ngơi, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Lý trưởng khoa đi đến văn phòng trước cửa, tướng môn kéo ra. Lý trưởng khoa thái độ, đem hai nàng đều khí không nhẹ, hai nàng liếc nhau, cũng không nói thêm cái gì, rời đi Lý trưởng khoa văn phòng. Ra quân khu đại viện sau, Hàn Ôn Nhu ngồi trên xe, trên mặt cũng toàn là bất đắc dĩ. Lâm nữ sĩ, ta Hàn Ôn Nhu người nhẹ giọng hơi, năng lực hữu hạn. Cũng là có thể giúp người đến này, này đã thực hiển nhiên, có người ở sau lưng kế hoạch này hết thảy. Ta biết, Lâm Thanh Hạm hốc mắt phiếm hồng, trong mắt lóe lộ kiên định thần sắc, ta nhất định sẽ không làm hắn có việc, nhất định. Quân khu phòng tạm giam chung. Bốn phía hắc ám, không có thanh âm, chỉ có chính mình tiếng hít thở nghe rõ ràng, mặt đất lạnh lẽo, nơi nơi đều là vệt nước, ngay cả chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng ở nơi đó. Bước chân mỗi động một chút. Liền sẽ làm mặt đất vệt nước phát ra một tiếng vang nhỏ, loại này tiếng vang phảng phất có thể đem người mang nhập vô biên hắc ám giữa. Trương Huyền giờ phút này, chính dẫm lên nhẹ nhàng nện bước, làm dưới chân thủy phát ra từng đợt vang nhỏ, hắn bản nhân cũng hử nhẹ nhàng âm nhạc, hoàn cảnh như vậy, căn bản vô pháp cho hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Thời gian dần dần qua đi. Buổi sáng 8 giờ, Hoa Hạ Kinh Thành. An toàn bộ bộ trưởng vừa mới mở họp xong nghị, đi vào chính mình văn phòng. Mới vừa tiến văn phòng đại môn, an toàn bộ trưởng liền lăng ở cửa. Đem cửa đóng lại, một người ăn mặc gợi cảm, trang điểm yêu diễm trung niên Mỹ phụ đang ngồi ở thuộc về an toàn bộ trưởng làm công ghế. An toàn bộ trưởng thần kinh ở nháy mắt căng thẳng, đối với chính mình văn phòng an toàn cấp bậc có bao nhiêu cao, hắn phi thường rõ ràng, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động ngồi ở chính mình trong văn phòng, đủ để tưởng tượng trước mặt cái này trung niên Mỹ phụ có bao nhiêu đáng sợ, hắn đóng lại văn phòng môn. Nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng nói, ngươi là người nào, hẳn là biết ngươi làm như vậy hậu quả, ngươi là vì ngươi cùng ngươi phía sau tổ chức, đưa tới hủy diệt. Đúng không, hủy diệt chúng ta, trung niên Mỹ phụ khẽ cười một tiếng, tùy tay vứt ra một chương màu đen tấm cát thượng, là kia trường răng nanh mặt quỷ mặt nạ. Đương thấy rõ tấm cát này thời điểm, an toàn bộ trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chúng ta chi gian là có hiệp nghị, các ngươi làm như vậy, là chuẩn bị đơn phương xé bỏ hiệp nghị. Ngươi cần phải rõ ràng, các ngươi đem thừa nhận, là đến từ thế giới các quốc gia lửa giận. Mỹ phụ vươn thon dài hai chân, phác họa màu da tất chân, đáp ở an toàn bộ trưởng bàn làm việc thượng, toàn thế giới lửa giận, chúng ta có thể thừa nhận trụ, nhưng vấn đề là, ngươi có thể thừa nhận chúng ta lửa giận sao? Còn có, đơn phương xé bỏ hiệp nghị không phải chúng ta, mà là các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? An toàn bộ trưởng nhíu mày. Chúng ta người, bị Ninh tỉnh quân khu vô duyên vô cớ bắt. Bôi nhọ, hãm hại, mọi việc như thế ta liền không nói, bốn cái giờ trong vòng, ta muốn gặp đến vừa lòng kết quả, nếu không chiến hỏa, không thể trách chúng ta nhắc lên tới.
Mỹ phụ từ trong túi đào một cây nữ sĩ thuốc lá, ngậm ở ngoài miệng bật lửa, hít sâu một ngụm, chậm rãi phun ra. Ninh Tỉnh, An toàn bộ trưởng ánh mắt một ngưng, này gần một tháng thời gian, Ninh Tỉnh đã ra quá 3 lần sự, tất cả đều bị đối phương trực tiếp tìm được rồi chính mình này. Chương 182, đến từ Ninh một vòng tra tấn. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, trừ bỏ an toàn bộ trưởng văn phòng bên ngoài, còn có rất nhiều nhân viên quan trọng văn phòng chung, đều ngồi có một người, lưu lại một trương ấn có răng nanh mặt nạ màu đen tấm cát. Buổi sáng 10 giờ, số giá phi cơ trực thăng với kinh thành cất cánh, đi trước cùng cái mục đích địa, Ninh Tỉnh. Ở mỗi một trận phi cơ trực thăng thượng, đều ngồi quyền thế ngập trời nhân vật, những người này trong lòng, giờ này khắc này đều thực thấp thỏm, tuy rằng vừa mới đi vào chính mình văn phòng người, cũng không có nói rõ Ninh Tỉnh quân khu là cố ý bôi nhọ ai, hãm hại ai, nhưng có thể làm như vậy trực tiếp tìm tới môn tới, tất nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Ngân Châu Thị, buổi sáng 10 giờ, Ninh một vòng ngáp một cái, đẩy ra bên người còn ở ngủ say người mẫu, từ trên giường bò lên, nhìn mắt sáng ngời không chung. Mặc xong quần áo, đi nhanh chiều quân khu đi đến. Tắc tiếp nước hương. Lâm Thanh Hạm hai mắt đỏ bừng, mắt túi rất sâu, nàng ở trên sofa ngồi suốt một buổi tối, ở buổi sáng 8 giờ thời điểm, nàng liền bắt đầu gọi điện thoại, này 2 cái giờ thời gian, nàng liên hệ chính mình bên người sở hữu có thể sử thượng năng lượng người, một ít nguyên bản tin tưởng tràn đầy người, ở cùng Ninh Tỉnh quân khu trò chuyện lúc sau, nói cho Lâm Thanh Hạm, bọn họ cũng không có biện pháp. Hiện tại, Lâm Thanh Hạm cơ hồ đem sở hữu có thể vận dụng quan hệ đều tìm khắp, nhưng kết quả thực không như ý, không có một người, có thể cung cấp trợ giúp. Có người cấp Lâm Thỉnh Hạm nói như vậy một phen lời nói, Lâm Tổng, lúc này đây, ngươi người muốn tìm, là đắc tội đại nhân vật A, ở Ninh Tỉnh, không ai có thể giúp được với vội. Lâm Thanh Hạm tóc tán loạn, không hề hình tượng, trên người quần áo bởi vì ngồi một đêm duyên cớ, nhăn bèo nhèo, nàng khuôn mặt tiều tụy, hai mắt ố vàng, nhìn chằm chằm di động. Một lần lại một lần nhìn quét chính mình di động chung liên hệ người. Cuối cùng, Lâm Thanh Hạm đem ánh mắt dừng hình ảnh ở một chiếc điện thoại dãy số thượng, số điện thoại chủ nhân ghi chú là Nam Thiên. Lâm Thanh Hạm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem điện thoại bát thông đi ra ngoài, gần vài giây, điện thoại đã bị chuyển được. Uy, Thanh Hạm. Nam Thiên, ngươi có thể giúp ta sao? Lâm Thanh Hạm trong thanh âm, không còn có phía trước tự tin, hiện tại nàng giống như là một cái tiểu nữ nhân. Phá lệ bất lực. Làm sao vậy? Nam Thiên ở trong điện thoại hỏi. Ta lão công hắn, đã xảy ra chuyện. Ninh một vòng dẫn người đi tới Ninh Tỉnh quân khu, đứng ở một gian phòng tạm giam trước, Ninh một vòng trên mặt che kín cười lạnh. Lý trưởng khoa chờ ở trước cửa, nhìn thấy Ninh một vòng sau, cúi đầu hô thanh Ninh thiếu. Ninh một vòng nhìn phòng tạm giam, hỏi, vẫn luôn nhốt ở bên trong. Đúng vậy, Lý trưởng khoa gật gật đầu, đã 12 tiếng đồng hồ. Bên trong vẫn luôn không có động tĩnh, người này đại khái đã điên rồi đi. Này gian phòng tạm giam, cũng không phải dùng để xử phạt người, mà là huấn luyện, một ít tinh anh tại tiến hành tâm lý huấn luyện thời điểm, sẽ bị nhốt ở nơi này, loại này huấn luyện, tố chất tâm lý tốt nhất tinh anh, đến nay ký lục là 3 cái giờ 08 phút, liền những cái đó ở bên trong này đãi quá người giảng, cái loại này âm hàn ẩm ướt, không có một chút ánh sáng giam cầm hoàn cảnh, sẽ thực dễ dàng đem người bức điên, khiến cho người hỏng mất. 12 tiếng đồng hồ, cho dù là tinh anh trong tinh anh, cũng đãi không được. Ninh một vòng phất tay ý bảo Lý trưởng khoa mở cửa ra. Lý trưởng khoa gật gật đầu, đường phòng tạm giam cửa mở thời điểm, một mặt ánh mặt trời chiếu đi vào, bọn họ có thể nhìn đến, một cái mơ hồ thân ảnh đứng ở phòng tạm giam chung, vẫn không nhúc nhích. Ninh một vòng thấy thế, trên mặt tươi cười càng sâu, hắn muốn tra tấn Trương Huyền, làm hắn thống khổ, làm hắn hối hận, làm hắn ngay cả chết. Cũng trở thành một loại hy vọng xa vời, một cái Lâm ra tới cửa con rể mà thôi, người lấy cái gì cùng ta bừa bãi, người có cái gì tư bản cùng ta bừa bãi. Người tính cái thứ gì, ở Ninh Tỉnh, chưa từng có người dám ngỗ nghịch ta Ninh một vòng, chưa từng có. Hướng về phía phòng tạm giam bên trong cánh cửa, Ninh một vòng đưa mắt ra hiệu, Lý trưởng khoa lập tức đi vào, đem Trương Huyền kéo ra tới. Trương Huyền sắc mặt thực bình tĩnh, đương dương quang đâm vào trên mặt hắn thời điểm. Hắn liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Nhìn đến Trương Huyền như vậy, Ninh một vòng càng thêm vui vẻ, hắn xác định, người này là hoàn toàn chết lặng. Bất quá riêng là như vậy tra tấn Trương Huyền, Ninh một vòng cũng không hả giận, hắn còn có khác thủ đoạn, Ninh một vòng đã sớm không theo đuổi từ thân thể thượng tra tấn một người, hắn muốn chính là, từ tâm lý thượng, từ tinh thần thượng, phá hủy một người.
Ninh một vòng hung tợn nói, đưa tới phòng thẩm vấn, ta muốn hắn đêm nay, tựa như cái cẩu giống nhau, nghe lời quỳ gối ta trước mặt. Minh bạch, Lý trưởng khoa gật gật đầu, túm Trương Huyền cổ áo, đem Trương Huyền chiều phòng thẩm vấn kéo đi, đối với này đó, Trương Huyền một chút cũng chưa phản kháng. Ninh một vòng cho rằng Trương Huyền đã dại ra, không nghĩ tới, Trương Huyền hiện tại không hề cảm giác, hắn đã từng đãi quá so này gian phòng thẩm vấn còn muốn khủng bố nhiều hoàn cảnh, hắn đã từng một người cùng Tịch Mịch làm bạn suốt một tháng, tâm lý đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có cái thế giới chứ danh tâm lý học gia cấp Trương Huyền đã làm tâm lý dẫn đường, cuối cùng đến ra kết luận là, trên thế giới bất luận cái gì sự, đều không thể phá hủy người nam nhân này thừa nhận cực hạn, ở hắn tâm lý phòng tuyến thượng, chỉ có một khối uy hiếp. Phòng thẩm vấn là một gian tứ phía đều có được pha lê phòng, loại này pha lê có thể chiết xạ ánh sáng, nóc nhà thượng tổng cộng có 8 chản cường quang đèn, loại này cường quang đèn sắc ôn tiếp cận 6000K, đường này chạy đến lớn nhất khi, một chản cường quang đèn, là có thể đem một cây yên bậc lửa. Đường 8 chản tề khai thời điểm, lại thông qua pha lê chiết xạ, này gian nhà ở độ ấm nháy mắt có thể đạt tới một cái cực cao trình độ, thả này ánh sáng. So đại hạ thiên ở hoang mạc nhìn thẳng thái dương còn muốn đáng sợ, chẳng sợ nhắm mắt lại, đều sẽ cảm giác được mắt bộ nhức mỏi. 8 chản cường quang dưới đèn, có một chương thẩm vấn ghế, đương người bị trói chát thẩm vấn ghế khi, lại như thế nào dẫy giụa đều không có dùng, thẩm vấn ghế ở vào 8 chản cường quang đèn tụ quang điểm, ngồi ở chỗ này, so đặt ở nướng lò thượng quay không có gì khác biệt. Khả năng lớn nhất khác biệt ở chỗ, nướng lò có thể thực mau làm người với cực nóng chung tử vong. Mà nơi này, là ở chậm rãi tra tấn một người. Loại này phòng thẩm vấn, là đối phó cái loại này gián điệp, cùng với cực kỳ hung ác đồ đệ, chẳng sợ giống nhau trọng phạm, đều sẽ không áp dụng loại này biện pháp. Trương Huyền, đã bị Lý trưởng khoa dẫn người cột vào này trương thẩm vấn ghế, tay chân bó chết, vô pháp tránh thoát. Ninh một vòng đứng ở phòng thẩm vấn ngoại, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn tình huống bên trong, hắn miệng nhẹ nhàng mở ra, ra tiếng nói, bật đèn. Một chản cường quang đèn ở Trương Huyền đỉnh đầu chỗ bỗng nhiên sáng lên, kia độ sáng chẳng sợ cách cái pha lê, đều chiếu Ninh một vòng theo bản năng nhắm mắt, thông qua vài lần pha lê chiết xạ, chỉnh gian phòng thẩm vấn một mảnh ban ngày, làm người quang nhìn liền cảm giác khó chịu. Nguyên bản Ninh một vòng cho rằng, này đèn một khai, bị trói ở thẩm vấn ghế Trương Huyền liền sẽ kêu to ra tới, nhưng mà Ninh một vòng phát hiện, Trương Huyền như cũ thực chất phác, chỉ là nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ kia. Một màn này phát sinh làm Ninh một vòng tâm tình khó chịu, quát, lại khai một chản.